Nhất niệm vĩnh hằng chương 1441, vui quá hóa buồn, hai Nếu như ở Hoàng Cung Thánh hoàn thành, các nàng tất nhiên không có cách nào làm được chuyện này, đi dụng thần thức quan tâm thái cổ. Nhưng ở đây dù sao cũng là Hoàng Cung Khôi hoàn thành, có trận pháp trợ giúp, các nàng làm được điểm này cũng không phải quá khó khăn. Lúc này thần thức đảo qua, thứ các nàng nhìn thấy đầu tiên. Chính là chồng chất thư tình giống như núi nhỏ này, khi nhìn thấy được thư tình, trong nháy mắt, Sóng thần thức của ba nàng lập tức trở nên mãnh liệt hơn một ít, rõ ràng dừng lại ở trên đống thư tình này. Ba người không hẹn, cùng lập tức thu hồi lại thần thức, sắc mặt bạch tiểu thuần nhất thời biến đổi. Thần sắc Thánh Hoàng cũng thoáng động, sau đó lộ ra biểu tình quái dị liếc mắt nhìn bạch tiểu thuần, "Nhị đệ, ngươi mới nói tới chỗ nào?" Thánh Hoàng vội ho một tiếng, tiếp tục hỏi, lúc này bạch tiểu thuần làm sao có thể còn có tâm tình nói khoác nữa. Hắn cười gượng trong vội vàng thu hồi những bức thư tình này, giả vờ trấn định ngồi ở chỗ đó cùng thánh hoàng cười ha hả sau một lúc lâu thánh hoàng xác định con rùa đen nhỏ quả thực không có ở nơi này cũng hiểu rõ lúc này khôi hoàng triều có giai đoạn mẫn cảm mình ở lại lâu sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hai bên vì vậy đứng dậy từ biệt bạch tiểu thuần không yên lòng tiễn thánh hoàng rời đi sau đó hắn nghiêng đầu nhìn hoàng cung một chút không hiểu sao có cảm giác chột dạ có gì chứ không phải là thư tình sao trước đây ta lại không đồng ý bạch tiểu thuần nói thầm nói mấy câu cho mình tăng thêm lòng can đảm thoáng lắc người một cái hắn đã tiến vào mật thất hắn suy nghĩ chắc hẳn mình nên bế quan mấy ngày trốn tránh đầu sóng ngọn gió chỉ là dự định của bạch tiểu thuần không đợi đến ngày thứ hai đã rơi vào khoảng không ban đêm cùng ngày hôm đó ba nàng tống quân uyển chu tử mạch hầu tiểu muội cho dù các nàng nhìn đối phương không vừa mắt nhưng ngày hôm nay ý kiến lại thống nhất cùng nhau xuất hiện ở trong mật thất của bạch tiểu thuần Đối mặt với ba nàng, Bạch Tiểu Thuần càng chột dạ. Nhất là Tống Quân Nguyễn cùng Chu Tử Mạch ưỡng bụng, bộ dạng giống như cười hít mắt đang nhìn mình, nhưng này trong mắt không có ý tốt, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần đau thương. Về phần Hầu tiểu muội, nàng rõ ràng chính mình cũng không biết có mang thai hay không, hai tay lại đặt ở trên bụng của mình, hít mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, "Tiểu Thuần, ngày hôm nay thánh hoàng tới nơi này là vì chuyện gì vậy?" Tống Quân Nguyễn là người đầu tiên mở miệng, giọng điệu ôn hòa, giống như một người đại tỷ tỷ vậy. Nếu không phải ánh mắt không tốt quá mức rõ ràng, nhất định sẽ càng hiền thục hơn, cái này đều do con rùa đen nhỏ. Gia hỏa này chạy mất. Các nàng biết con rùa đen nhỏ đi. Ta nói cho các nàng biết một chút về quá trình ta và con rùa đen nhỏ quen biết. Lại nói tiếp, nó và quân nguyễn nàng còn có chút nguồn gốc sâu xa, bạch tiểu thuần nháy mắt, đang muốn kéo trọng tâm câu chuyện đi. Nhưng chu tử mạch ở bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, không nên tránh nặng tìm nhẹ. Đến đây đi, nói thật đi, ngươi có đúng là rất hâm mộ thần toán tử hay không, hâm mộ hắn. Sao có thể như vậy, trong lòng Bạch Tiểu Thuần run run một cái, nhưng trên thần sắc lại nghiêm nghị chính khí, còn hoàn toàn không có một chút do dự nào, ta tuyệt đối không hâm mộ hắn. Hắn hâm mộ ta mới đúng. Chỉ có điều nói tới thần toán tử, hài tử này cũng thật đáng thương. Tử mạch, nàng còn nhớ rõ trong bộ lạc đất mang hoang không? lúc đó khi ta đi nàng không phải còn tiễn ra một đoạn đường sao ta à, bạch tiểu thuần đang phải tiếp tục đề tài này nhưng hầu tiểu muội ở bên cạnh lúc này trợn mắt hai tay chống nạnh hình dáng này lộ ra bản tính cây ớt nhỏ trong nàng tiểu thuần ca 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 bây giờ là khôi hoàng tuy rằng chúng ta hiện tại thái bình nhưng ca ca không thể lười biếng ca ca phải tu luyện trăm triệu lần không thể phân tâm ta à, bạch tiểu thuần vừa muốn mở miệng đã bị tống quân uyển cắt ngang tiểu muội nói không sai tiểu thuần à trên người ngươi trách nhiệm lớn như vậy chúng ta cũng không giúp được ngươi cái gì nhưng giúp đỡ ngươi chia sử một phần trọng trách vẫn có thể làm được nào lấy những thư tình trong túi của ngươi ra giao chúng ta chúng ta giúp ngươi bảo quản ta à, bạch tiểu thuần nhất thời sốt ruột đang muốn giải thích nhưng chu tử mạch tính tình lớn nhất nàng trừng hai mắt ưỡng bụng dứt khoát trực tiếp đi tới bạch tiểu thuần lại không dám giải dụa cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều thư tình bên trong túi đựng đồ của mình bị chu tử mạch lấy sạch sẽ lòng hắn đang rỉ máu hắn cảm thấy hít thở đều có phần khó khăn giống như chu tử mạch lấy đi không phải là thư tình mà là vô số ái tình của hắn cuối cùng ba nàng mang theo thư tình hài lòng rời đi vẻ mặt bạch tiểu thuần giống như đưa đám đứng ở trong mật thất giơ tay lên chọc về phía xa nhưng lại chọc vào khoảng không thư tình của ta cửa lớn của mật thất mở rộng ánh trăng tiến đến rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Hắn đứng ngẩn người ở chỗ đó hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, vẻ mặt lại không ngừng luyến tiếc, sớm biết vậy, ta đã không đi trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, Bạch Tiểu Thuần rất phiền muộn, lại thở dài. Hắn vẫn cảm thấy một lão bà là tốt nhất. Hai người, phiền não lại bạo phát vô hạn. Nếu như ba bốn người. Hậu quả này đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cực kỳ nghiêm trọng, tiểu muội vốn rất tốt, hiện tại cũng bị các nàng làm hư trong lòng Bạch Tiểu Thuần phiền não. Ban đầu hắn muốn tiếp tục ngồi tĩnh tọa. Nhưng cho đến hừng đông, hắn vẫn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Trước kia mỗi lần cúi đầu nhìn thấy được túi đựng đồ, nghĩ đến những thư tình này bên trong, Bạch Tiểu Thuần đều rất đắc ý, hơn nữa quá nhiều lần lấy ra, đưa tới vô số hâm mộ, nhưng hôm nay thư tình đều không còn. Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Hắn dứt khoát thoáng một cái bay ra, đến nơi công tôn Nguyễn Nhi bế quan, đứng ở nơi đó hắn có thể cảm nhận được công tôn uyển nhi đang tĩnh tọa bên trong động phủ có ý muốn đi vào nhưng hôm nay công tôn uyển nhi tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt không tiện làm phiền đứng ở nơi đó một lát thần thức bạch tiểu thuần tản ra bao trùm toàn bộ khôi hoàn thành hắn muốn tìm người trò chuyện hắn thấy được trương đại bàng đang ngồi thấy được hứa bảo tài đang cùng người cao giọng nói khoác thấy được thần toán tử thê thiếp thành đàn trên mặt nở nụ cười hắn còn thấy được Linh Khê Lão Tổ đang lặng lẽ nhìn lệnh bài thân phận của mỗi một đệ tử đã chết trong tay, thấy được Lý Thanh Hậu nhìn về phía xa, trong tay cầm là một chiếc khăn tay, hắn còn thấy được Thượng Quan Thiên Hữu. Hắn đã từng kinh diễm tuyệt luân, cho đến hiện tại không có tiếng tâm gì. Nhưng bóng dáng của hắn vẫn giống như một thanh kiếm. Lúc này hắn ngồi một mình ở trong nhà, uống rượu, trong miệng thỉnh thoảng thì thào tên của Chu Tâm Kỳ, một bóng người lại một bóng người quen thuộc, hiện lên ở trước mắt Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn một chút, bỗng nhiên thần sắc thoáng động. Ở trong khôi hoàng thành này, hắn nhận thấy được hai ký tức xa lạ lại quen thuộc, là các nàng, Bạch Tiểu Thuần trầm mặt hồi lâu. Bóng dáng của hắn biến mất. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở bên ngoài một chỗ phủ đệ trong thành. Phủ đệ này không lớn, là một lầu cắt hai tầng, nhưng lại xây dựng rất trang nhã. Nhất là trong viện có một cây hoa quế. Lúc này mùi hoa phả vào mặt. Bạch Tiểu Thuần đứng dưới tàn cây ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên lầu cát, bị ngọn đèn chiếu rọi ra nổi lên một bóng người, giống như trong u minh có phát giác, hay là trong lúc vô ý nhìn thấy gì đó, cửa sổ tầng 2 của lầu cát bị từ từ mở ra, lộ ra một gương mặt mỹ lệ động lòng người. Sau khi chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần đứng ở dưới tàn cây hoa quế, nữ tử này sửng sốt, trong mắt mang theo sự phức tạp. Nàng không có đi bái kiến, chỉ đứng ở nơi đó, lặng lẽ cùng Bạch Tiểu Thuần nhìn nhau, trần mạng giao, hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói, hắn phát hiện mình đối với những người mấy ngày nay tới khôi hoàng đã có chút bỏ quên bởi vì tinh lực của hắn cùng lúc sử dụng ở trên phương diện kiềm chế lẫn nhau với tà hoàng cùng thánh hoàng mặt khác lại là hài tử gần sinh ra khiến cho hắn không còn có tinh lực đi quan tâm quá nhiều cho nên đến hiện tại hắn mới biết được trần mạng giao chẳng biết từ lúc nào đã đến khôi hoàng thành trên thực tế nếu không phải trong lòng bạch tiểu thuần phiền não mất mát sợ rằng cũng sẽ giống như trước như vậy không cẩn thận dùng thần thức đảo qua mỗi người như vậy, đại thiên sư chắc là biết. Dù sao đây là đệ tử của hắn. Nhưng hắn không nói cho Bạch Tiểu Thuần biết. Ý tứ ẩn chứa bên trong, lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hiểu, đại thiên sư rất lớn tuổi, đối với nhân sinh nhìn rõ ràng hơn so với Bạch Tiểu Thuần rất nhiều. Hắn làm vậy là không muốn Trần Mạng Giao rơi vào hiện tại trong hậu cung hỗn loạn của Khôi Hoàng. Nghe được Bạch Tiểu Thuần kêu ra tên của mình, Trần Mạng Giao cúi đầu, trong mắt có chút mờ mịt, giống như đang chìm đắm ở trong hồi ức của mình. Hồi lâu sau, nàng than khẽ một tiếng, đứng ở bên cạnh cửa sổ hướng về phía bạch tiểu thuần hạ thấp người cúi đầu, dân nữ bái kiến khôi hoàng, một câu bái kiến, giống như thoáng cái kéo khoảng cách hai người ra rất xa. Một câu dân nữ, càng khiến cho khoảng cách vốn đã xa này, lại đào ra một khe nứt cực lớn, bạch tiểu thuần lặng lẽ, trần mạng giao cũng rơi vào sự trầm mặc. Rất lâu sau đó, Trần Mạng Giao nhẹ nhàng khép cửa, thổi tắt ngọn đèn, khiến cho lầu cắt tối tăm, lại không có âm thanh, dưới tàn cây hoa quế, trong lòng Bạch Tiểu Thuần hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, biến mất không thấy bóng dáng. Khi lại xuất hiện sau đó, hắn đã ở trong phủ của Linh Lâm Vương, khí tức thứ hai xa lạ lại quen thuộc này, đến từ một nữ tử tên là Hứa Sang, nữ hài này năm đó giống như Bạo Long, đối với Bạch Tiểu Thuần lại si mê chủ động. Hiện tại tuy vẫn rạng rỡ, nhưng lại già nua hơn một ít bàn không biết bạch tiểu thuần đến bạch tiểu thuần cũng không có đi nói chỉ lặng lẽ nhìn một nén hương sau đó xoay người rời đi bạch tiểu thuần bỗng nhiên rất nhớ một người đỗ lăng phỉ trong tiếng thì thào bạch tiểu thuần rời khỏi khôi hoàng thành bay ở trong trời đất này rất nhanh hắn đã đi qua chỗ tiên vực của khôi hoàng triều thần thức của hắn đều tản ra nhưng bất luận hắn tìm kiếm cẩn thận như thế nào cũng không có tìm được đỗ lăng phỉ đây không phải là hắn lần đầu tiên tìm kiếm. Trên thực tế trước lúc này, bạch tiểu thuần cũng đã nhiều lần truy tìm. Tiên vực của vĩnh hằng này tuy lớn, nhưng nhiều năm qua bạch tiểu thuần cũng gần như tìm hết tất cả. Nhưng bất luận hắn tìm kiếm thế nào, trước sau cũng không có tìm được đổ lăng vĩ. Dựa theo cách nói của thông thiên đạo nhân, ngay cả hắn cũng không có tìm được nữ nhi của mình. Lại như vậy, một đêm trôi qua, khi bầu trời xa xăm hơi sáng lên trước lúc ánh mặt trời khuếch tán toàn bộ thiên địa bạch tiểu thuần đứng ở khôi hoàn thành phía xa nhìn thế giới hắn đột nhiên cảm giác được hình như ở một đêm này mình lớn lên rất nhiều hắn lặng lẽ nhìn đêm tối ở trong trời đất bị từ từ bị xua tan ở trong sự bình yên cùng an lành này bạch tiểu thuần thở hắt ra một hơi sau đó hít một hơi thật sâu thì thào nói nhỏ hy vọng tất cả vui sướng có thể tồn tại vĩnh viễn giọng nói của bạch tiểu thuần rất khẽ chỉ có chính hắn có thể nghe được hắn hiểu rõ, hiện tại tất cả nhìn như an bình, trên thực tế không phải vững chắc. Mặc dù không phải hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng cũng là lâu cát trong không trung. Mình ở đây một khi xuất hiện biến cố, trong khoảnh khắc, tòa nhà sẽ sạt lở sập xuống, mà biến cố này, không phải sẽ không xuất hiện. Trên thực tế lúc này chỉ cần tà hoàng hoặc là thánh hoàng xuất thủ đối với bạch tiểu thuần một lần nữa, bí mật bạch tiểu thuần không còn ánh sáng thái cổ này, sẽ trong nháy mắt sẽ để lộ ra, một khi bị lộ ra, chờ đợi hắn, chính là đêm tối. Chờ đợi khôi hoàng triều, cũng chính là đêm tối, chỉ có thực sự trở thành thái cổ, mới tính là ở trên tiên vực của vĩnh hằng này, hoàn toàn có tư cách cùng hai đại hoàng triều đối kháng, bạch tiểu thuần lặng im. Tâm tư phiền não cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn biết, mình không có thời gian đi ôn oán hận cái gì, cũng không có thời gian đi phiền não. Tất cả mọi thứ đều khiến cho hắn chỉ có thể đi làm một việc, tu luyện, bạch tiểu thuần chậm rãi ngẩng đầu, thân thể biến mất. Thời điểm xuất hiện, hắn đã trở lại trong mật thất hoàng cung. Sau khi ngồi xuống khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền. Lần này hắn rất nhanh lại chìm đắm ở trong tu hành. Tu vi đến cảnh giới như bạch tiểu thuần này, đã không phải đơn thuần là tu luyện, liền có thể nâng cao. Nhất là công pháp tuyên cổ quyển của hắn hiện tại còn không có sáng tạo hoàn thành. Chỉ là tuyên cổ quyển tầng thứ ba này, bị bạch tiểu thuần đặt tên là đạo pháp niệm tương lai. Đến nay, Bạch Tiểu Thuần tuy nhiều lần cảm giác sẽ sáng tạo ra, nhưng chung quy vẫn thiếu một chút, mặc dù là hắn hao phí khí tức chúa tể, cũng vậy. Hình như thiếu một chút cảm ngộ. Lúc này theo tâm tư Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh, sau khi hắn chìm đắm vào bên trong tu hành, ở trong đầu của hắn, phát họa bề ngoài đối với niệm tương lai, cũng chậm rãi ngưng tụ, nhìn như thôi diễn, lại không phải thôi diễn, thậm chí linh lực kinh trong mạch trong cơ thể hắn, cũng theo phát họa trong đầu hắn đối với niệm tương lai từ từ lưu chuyển. Dần dần toàn thân hắn giống như trở nên linh hoạt kỳ ảo, cùng mảnh thế giới này mơ hồ hình thành sóng dao động nào đó, không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, lại có lẽ là mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần quên cả thời gian trôi qua. Chỉ là sáng tạo của hắn vẫn ở trong một tuần hoàn cố định, không ngừng xoay xung quanh, không có cách nào sáng tạo đi ra một bước cuối cùng đối với niệm tương lai, cho đến sáng sớm ngày này. Một tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ sơ sinh, giống như phá tan cân bằng nào đó trong thế gian. Truyền khắp hoàng cung, thân thể Bạch Tiểu Thuần bất chợt chấn động mạnh một cái. Hơi thở của hắn đột nhiên gấp gáp. Cho dù hắn đang tu luyện, cũng cảm nhận được ở trên mảnh thế giới này, ở trong một chớp mắt này, xuất hiện một sinh mạng liên kết cùng huyết mạch của mình, mà cũng vào giờ phút này, công pháp của hắn từ trong vòng tuần hoàn cố định này, trong giây lát chấn động. Hình như hài tử này sinh ra, lại đại biểu cho tương lai vô hạn, giờ phút này, cùng tâm cảnh của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn dung hợp trong đầu của hắn vang lên tiếng nổ lớn một bước cuối cùng của niệm tương lai trực tiếp bước qua tuyên cổ quyển một tầng cuối cùng niệm tương lai thành ở thời điểm công pháp của bạch tiểu thuần đột phá đồng thời toàn bộ khôi hoàng triều đều đề phòng nghiêm ngặt rất nhiều tu sĩ phòng thủ ở xung quanh bên ngoài khôi hoàng thành chuẩn bị tinh thần một khi có người đánh bất ngờ cho dù thịt nát xương tan cũng phải ngăn chặn người ở bên ngoài bởi vì ngày này đối với toàn bộ con dân khôi hoàng triều mà nói có ý nghĩa quá mức trọng đại đây là, này con nối giỏi của khôi hoàng bọn họ sinh ra, khi tiếng đứa trẻ sơ sinh này khóc nỉ non, truyền từ hoàng cung ra, khi xung quanh bên ngoài hoàng cung, rất nhiều tu sĩ tu vi đã ngoài thiên nhân, tiếng hoang hô của bọn họ khuếch tán ra, toàn bộ bên trong khôi hoàng thành, vô số con dân ở nơi này, mỗi người đều kích động, khi toàn bộ khôi hoàng thành này cũng không có gì phấn chấn hơn, bạch tiểu thuần ở trong mật thất mở mắt ra. Hắn không có tâm tư đi tiếp tục củng cố công pháp của mình. Lúc này thân thể thoáng lắc một cái, chớp mắt biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình ở bên trong trong điện. Hắn thấy được bà đỡ từ trong cung của Tống Quân Nguyễn, ông ra một đứa con trẻ sơ sinh, chúc mừng bệ hạ, có được thiên kim, trên mặt bà đỡ cũng có phần kích động. Bốn phía xung quanh bà đỡ được rất nhiều nữ tu bảo vệ. Sau khi đi ra, nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, nàng vội vàng ôm đứa trẻ sơ sinh trong tay thận trọng giao cho Bạch Tiểu Thuần, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy chậm rãi đỡ lấy. Nhắc tới cũng lạ, Nữ hài tử này vốn còn đang khóc nỉ non, nhưng sau khi được Bạch Tiểu Thuần ôm lấy, cuối cùng lại đừng khóc, mà mở to đôi mắt mỹ lệ sáng như sao, tò mò nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dần dần, cuối cùng nàng lại nở nụ cười. Nụ cười này thuần khiết vô cùng, giống như ánh mắt trời đầu tiên trong trời đất này, vào giờ phút này, chiếu vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần, dũng mãnh tràn vào đến sâu bên trong tâm linh của hắn, dung hợp cùng linh hồn, thiên kim, đây là nữ nhi của Bạch Tiểu Thuần ta, thưởng, tất cả mọi người, đều có thưởng bạch tiểu thuần thoải mái cười to ông nữ nhi của mình giống như hài tử dạo qua một vòng sau đó hắn kích động trong bước vào trong cung của tống quân uyển khi thấy được tống quân uyển lúc này nằm ở trên giường mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng tinh thần lại rất không tệ quân uyển nàng nhìn xem đây là thiên kim của chúng ta bạch tiểu thuần thật sự rất cao hứng lúc này hắn giơ nữ hài nhi trong tay lên cao ở trong gian phòng đó xoay quanh Nữ hài tử này vừa lúc mới bắt đầu giống bị dọa cho giật mình, nhưng rất nhanh lại càng nở nụ cười. Nếu không phải là bàn tay nhỏ bé không có cách nào dơ lên, sợ là lúc này còn có thể vỗ tay, tiếng cười khanh khách vang lên, ở trong một chớp mắt này, khiến cho tất cả những người nghe được, cảm giác giống như tiếng trời lọc vào tai, chú ý tới đứa trẻ mới sinh trong tay Bạch Tiểu Thuần, trên mặt tống quân uyển lộ ra dáng vẻ tươi cười mẫu tính. Nàng tức giận trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần, người đã lớn như vậy, thế nào lại giống như đứa trẻ cùng lúc đó đám người lý thanh hậu đại thiên sư cự quỷ vương chờ ở ngoài hoàng cung đều được thông báo cho biết tiểu công chúa được sinh ra lý thanh hậu ngửa mặt lên trời cười ha ha đám người đại thiên sư cự quỷ vương đều phấn chấn nhất là cự quỷ vương trong lòng của hắn lúc này cao hứng không thôi ha ha quả nhiên là nữ hài nói như vậy địa vị nhà tử mạch chúng ta lại hoàn toàn vững chắc theo tiếng cười của mọi người ở ngoài hoàng cung truyền ra rất nhanh người trong toàn bộ khôi hoàng thành đều biết tin tiểu công chúa được sinh ra sau đó lại là ngoài thành không ngừng khiến cho tin tức này tiếp tục được khuếch tán người trong toàn bộ khôi hoàng triều đều biết chuyện này từng tiếng hoan hô truyền khắp các khu vực ở bên trong khôi hoàng triều cùng lúc đó ở một trong chỗ điện khác bốn phía xung quanh chu tử mạch có rất nhiều nữ tu cùng bà đỡ đều đang nóng nảy chờ đợi bạch tiểu thuần ở đây lúc này tất nhiên sẽ không quên chu tử mạch nhưng hắn lại ôm hài tử cùng tống quân nguyễn trò chuyện chơi đùa với nữ nhi tống quân nguyễn cũng biết lúc này trong lòng bạch tiểu thuần nhớ mong bên kia vì vậy nàng khó có được một lần ôm nhu dục bạch tiểu thuần nhanh qua bên đó trong lòng bạch tiểu thuần cảm động hôn tráng tống quân nguyễn một cái sau đó ôm nữ nhi một đường dơ lên cao ở trong tiếng cười của nữ nhi lao thẳng đến trong cung chu tử mạch lại ở trong nháy mắt khi bạch tiểu thuần bước vào trong cung lại một tiếng khóc còn lớn hơn so với trước từ bên trong gian phòng của chu tử mạch truyền ra tiếng khóc này giống như sấm sét ngang trời mặc dù không phải vang dội vô cùng nhưng lại ở trong một cái chớp mắt truyền ra làm cho cả tất cả tu sĩ huyết mạch thế giới thông thiên bên trong khôi hoàng triều thân thể đều chấn động mạnh một cái chấn động này là đến chấn động từ huyết mạch của bọn họ bạch tiểu thuần ở đây càng như vậy thân thể hắn dừng lại mắt cũng mở to Nhìn trong đại điện chu tử mạch lúc này thình lình có một cầu vòng khí huyết, lại có thể xuyên qua căn phòng, xông thẳng lên trời cao, thiên địa thoáng bị chấn động, phong vân tan ra. Trong một chớp mắt này, toàn bộ bầu trời đều biến hóa. Từng khí tức thuộc về bất tử quyển, vào giờ phút này cuối cùng lại không ngừng khuếch tán ra, khiến cho vô số con dân sau khi cảm nhận được, hơi thở đều trở nên dùng dập, lại có thể không tự chủ được quỳ lạy xuống, em gái ngươi. Không cần khoa trương đến mức như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra. Vào giờ phút này, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn lại có một chút đố kỵ, ngươi vừa mới sinh ra, lại có khí thế thiên địa. Ta, à, phụ thân ngươi còn không có. Nhất là khí tức bất tử quyển này, cuối cùng lại trực tiếp vượt qua gia bất tử. Tiến vào bất tử kim cương, Bạch Tiểu Thuần đang nghĩ tới đây, nữ nhi được hắn ôm ở trong lòng, hình như cũng bị cảnh tượng như vậy làm cho chấn động, dường như không cam lòng, không ngờ khóc lớn lên chỉ có điều tiếng khóc của nàng không giống với trước đây, hình như có đầy đủ lực xuyên qua linh hồn nào đó, giống như đại biểu trường sinh, lại có thể dẫn động nỗi lòng vô số người biến hóa, khiến cho thiên địa hỗn loạn này, lại trong một chớp mắt này bị mạnh mẽ áp chế xuống, rất khoa trương là ở trên trời cao này, ở bên cạnh khí huyết giống như cầu vồng, lúc này chậm rãi xuất hiện một ảo ảnh ngọn đèn trường sinh đăng, cùng khí huyết cầu vồng này, chiếu rọi lẫn nhau, cảnh tượng như vậy, khiến cho trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng muốn rơi ra ngoài. Hắn cũng thiếu chút nữa cầm nữ nhi trong tay ném xuống trên mặt đất. Nếu như nói trước đó hài tử của Chu Tử Mạch phát ra khí tức, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút ghen tị, như vậy trường sinh ý của nữ nhi lúc này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít thở cũng có phần ngừng lại, trường sinh quyển trong đầu Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn phát hiện khí tức của trường sinh quyển nữ nhi là bẩm sinh tới sao? Trong lòng đã cảm giác không có cách nào hình dung, ở nơi này là hài đồng sao? Đây là hai yêu nghiệt mà trong tiếng thì thào của Bạch Tiểu Thuần, đám người đại thiên sư trong khôi hoàng thành đều trợn mắt há hốc mồm. Một lát sau mỗi một người mở miệng hít sâu một hơi. Nhưng rất nhanh, mỗi một người lại vô cùng phấn chấn, con trai con gái của bệ hạ có khí thế như vậy, khôi hoàng triều ta tất nhiên sẽ vĩnh hằng. Trong tiếng hoang hô vang vọng, Bạch Tiểu Thuần cũng hít một hơi thật sâu. Hắn cúi đầu nhìn nữ nhi một chút, lại nhìn Giang phòng Chu Tử Mạch một chút, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười, cũng được hai tiểu gia hỏa kia lợi hại thì lợi hại tốt nhất có thể vượt qua ta như vậy sau này ta có thể làm thái thượng hoàng sống phóng túng rất tốt bạch tiểu thuần nghĩ như vậy lại lập tức vui vẻ đi nhanh vài bước tới trực tiếp đến gần cung điện của chu tử mạch lúc này cửa lớn của cung điện mở ra bà đỡ ôm hài tử đi ra không đợi nàng mở miệng bạch tiểu thuần đã đưa một tay ra nhận lấy chúc mừng bệ hạ có được long tử thưởng tất cả đều thưởng Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, một tay ôm nữ nhi, một tay ôm con trai, toàn thân cao hứng bừng bừng khoa chân múa tay. Cũng may hắn chưa tiến vào trong cung, đi thăm Chu Tử Mạch lúc này cũng giống như Tống Quân Uyển, mặc dù đều suy yếu, nhưng lại rất có tinh thần, chỉ là nữ nhi của Bạch Tiểu Thuần, ở trong ngực của hắn lúc này không khóc ngược lại còn cười. Nhưng con trai bị Bạch Tiểu Thuần ôm một cái, lại có thể càng khóc dữ dội hơn. Bạch Tiểu Thuần dỗ thế nào cũng vô dụng. Cho dù cũng dơ lên cao, nhưng hài đồng này vẫn khóc chu tử mạch nhìn thấy liền đau lòng vội vàng muốn tới ôm đi nhưng bạch tiểu thuần cũng không cho khóc lại khóc đi có gì chứ không khóc ta thích khóc ta cũng thích điều này nói rõ giống ta nhát gan không có việc gì bạch tiểu thuần cười ha ha một tiếng trấn an chu tử mạch sau đó ở trong sự bất đắc dĩ của chu tử mạch bạch tiểu thuần ôm hai đứa trẻ hài lòng lao ra khỏi hoàng cung đến trước mặt đám người lý thanh hậu đại thiên sư, lý thúc, đại thiên sư, các ngươi nhìn này. Đây là hài tử của ta, bạch tiểu thuần phấn chấn, đồng thời cũng tràn ngập sự khoe khoang. Hắn ôm hai hài tử, ở trước mặt đám người lý thanh hậu không ngừng khoe khoang, đại sư huynh, sư huynh tới nhìn đi, hứa bảo tài, thần toán tử, như thế nào, đây là giống của bạch tiểu thuần ta, tất cả mọi người cười ha ha. Cự quỷ vương càng kích động hơn, tiến lên giả vờ giả vịt nhìn nữ nhi của bạch tiểu thuần một chút nhưng trọng điểm đều đặt ở trên ngoại tôn của hắn hận không thể từ trong tay bạch tiểu thuần đoạt lấy ôm vào lòng mình tiểu thuần tên của hai hài tử này ngươi đã nghĩ xong chưa lý thanh hậu cười nhìn tất cả những điều này trong lòng cảm hoài đối với hắn mà nói hắn đã sớm xem bạch tiểu thuần là con của mình hiện tại bạch tiểu thuần sinh ra con nối giỏi đó chính là tôn nữ cùng tôn tử của hắn tên bạch tiểu thuần cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng một chút trong mắt lộ ra vẻ đắc ý ta đã sớm nghĩ xong nào 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 các ngươi cũng giúp ta xem một chút ta đặt tên này như thế nào trên thực tế lý thanh hậu hỏi xong những lời này chính hắn lại hối hận ở nơi đây nếu nói hiểu rõ ràng đối với bạch tiểu thuần trừ hắn ra không còn có thế là ai khác hắn cũng bởi vì thật sự cao hứng mới quên mất tính tình của bạch tiểu thuần lúc này vừa nhìn bạch tiểu thuần hăng hái bừng bừng lý thanh hậu lại đột nhiên có một cảm giác bất an trên thực tế ở đây không chỉ là hắn bất an đại thiên sư cũng hít vào một hơi linh khê lão tổ cũng có chút há hốc mồm càng không cần phải nói tới đám người trương đại bàng hứa bảo tài cùng với thần toán tử mỗi người bọn họ đều lộ ra thần sắc cổ quái thật ra bọn họ dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được bạch tiểu thuần đặt tên nhất định là không hợp với lẽ thường phương diện này khẩn trương nhất chính là cự quỷ vương hắn cũng không muốn ngoại tôn của mình sau này mang theo một cái tên khó nghe suốt đời lúc này hắn vội vàng mở miệng ta cũng nghĩ được. Để ta nói trước, nhạc phụ một lát nữa lại nói, bạch tiểu thuần trừng mắt. Hiện tại hắn đang đắc ý với cái tên mình đặt ra trong khoảng thời gian này, làm sao có thể để cho người khác tranh đoạt danh tiếng. Cự quỷ vương lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, thở dài một tiếng, u oán nhìn Lý Thanh Hậu một chút. Lý Thanh Hậu cũng nhức đầu, đang muốn khuyên bảo. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, sau đó đã lên tiếng, con trai, ta đặt cho hắn một cái tên đặc biệt khí thế đặt là bạch đại đại bạch tiểu thuần nói đến đây mắt cũng sáng lên trong khoảng thời gian này hắn suy nghĩ quá nhiều tên nhưng mỗi một cái tên hắn đều cảm thấy không đủ khí thế sau khi nghĩ tới cái tên này bạch tiểu thuần cảm thấy mình thật giống như bị một đạo sấm sét công kích toàn thân từ trên xuống dưới từ trong tới ngoài đều đang phấn chấn run rẩy hắn cho rằng đây là cái tên hay nhất trong tất cả những cái tên đời này hắn từng nghe được trong trời đất này có thể so sánh với cái tên của con trai hắn, cũng chỉ có hai cái, một chính tên của hắn. Một cái khác, chính là hắn nghĩ tới, tên của nữ nhi mình, nhưng hắn vừa mới dứt lời, mọi người ở bốn phía xung quanh tất cả đều mở miệng hít sâu một hơi. Trương Đại Bàng nhìn không được, thiếu chút nữa vì cười. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn sang, Đại Sư Huynh, Sư Huynh làm sao vậy, không? Không có gì. Cái tên rất hay. Tên này quá tốt, cùng ta có duyên trương đại bàng không ngừng ho khan vội vàng mở miệng nói bạch tiểu thuần rất hài lòng hắn lại nhìn về phía thần toán tử thần toán tử cũng há hốc mồm sau khi liên tục hít sâu cố gắng bình tĩnh lại thần sắc hắn nghiêm trọng lập tức cúi đầu giơ tay lên ở nơi đó không ngừng bấm đốt ngón tay cũng không biết đang tính chút cái gì mắt thấy thần toán tử nghiêm túc như vậy bạch tiểu thuần cũng rất hài lòng hắn lại quay đầu nhìn về phía hứa bảo tài tên này tên này giống như thiên lôi xuyên tai giống như âm thanh của tự nhiên nhất là đại hoàng tử vừa mới sinh ra lại xuất hiện thiên địa dị thường như vậy đây là mạng suốt đời phú quý cũng chỉ có đại hoàng tử mới có thể chống đỡ được cái danh tốt tuyệt thế do bệ hạ đặt cho hứa bảo tài vẻ mặt kích động cũng không quan tâm tới sự khinh bỉ trong mắt của những người khác ở phía sau cao giọng mở miệng nói bạch tiểu thuần nghe đến đó càng vui vẻ hơn chỉ là lý thanh hậu cũng tốt đại thiên sư cũng được còn có đám người linh khê lão tổ, mỗi một người đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Nghe Bạch Tiểu Thuần đặt cái tên này, ầm một cái, trước mắt bọn họ trực tiếp biến thành màu đen, ngoài xém trong mềm, "Bệ hạ, tên này, Tiểu Thuần, chúng ta đổi một cái tên khác được không?" Trong lúc bọn họ uyển chuyển khuyên nhủ, Cự Quỷ Vương bên kia lại trực tiếp kêu lên, tức giận lớn tiếng gào thét, "Không được. Ta tuyệt đối không thể để cho ngoại tôn của ta gọi là cái gì Bạch đại đại được." Lớn cái đầu ngươi mà lớn. Theo ngươi nói như vậy, con gái ngươi chẳng phải sẽ gọi là Bạch Tiểu Tiểu sao? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên, cười ha hả. Hắn về phía Cự Quỷ Vương gật đầu, vô cùng đắc ý, "Ha ha, nhạc phụ vẫn là ngươi hiểu ta." "Không sai. Tên nữ nhi của ta chính là Bạch Tiểu Tiểu." "Thế nào, một Bạch đại đại, một Bạch tiểu tiểu, thiên hạ vô địch, lần này gần như tất cả mọi người phản đối." Nhưng Bạch Tiểu Thuần bình thường không quật cường, hiện tại ở trên việc đặt tên này hắn khó có được một lần quật cường mặc cho mọi người phản đối như thế nào bạch tiểu thuần đều không chịu nhường bước đến cuối cùng mọi người chỉ có thể thở dài cự quỷ vương cũng muốn khóc hắn nổi giận hắn điên cuồng ở trong toàn thân hắn giống như cũng muốn nổ tung bạch tiểu thuần buồn bực nhìn cự quỷ vương chữ bạch và đại không thể sửa một chữ cuối cùng nghe lời ngươi chung quy như vậy là được rồi chứ nhạc phụ ngươi lớn tuổi như vậy cẩn thận thân thể nghe được lời bạch tiểu thuần nói cự quỷ vương lúc này mới khá hơn một chút hắn đứng ở nơi đó khổ sở suy nghĩ dần dần trong mắt đều xuất hiện ra tơ máu cuối cùng cắn răng một cái nói ra một chữ chữ lớn cuối cùng đổi lại thành bảo bạch đại bảo bạch tiểu thuần biểu môi một cái mọi người ở bốn phía xung quanh nghe đến đó mỗi một người lại há hốc mồm lý thanh hậu cũng ngơ ngác nhìn miệng há hốc hắn nhìn cự quỷ vương đang giận dữ còn chưa tiêu, lại nhìn bạch tiểu thuần một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, đại thiên sư cũng trầm mặt. Đám người trương đại bàng dù sao cũng là tiểu bối. Lúc này mỗi một người khó nén được thần sắc quái dị, nhìn nhau một cái. Bọn họ cảm thấy, chu tử mạch có thể không phải là nữ nhi ruột thịt của cự quỷ vương, không sai, cứ gọi là bạch đại bảo. So với bạch đại đại cái gì đó của ngươi tốt hơn nhiều, cự quỷ vương đắc ý ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt, nhíu mày. Hắn cúi đầu nhìn con trai trong lòng mình một chút. Hắn không muốn để cho cự quỷ vương lớn tuổi như vậy còn tức giận, vì vậy chỉ có thể đồng ý. Được rồi, một người tên là Bạch Đại Bảo, một người tên là Bạch Tiểu Tiểu. Cứ quyết định như vậy đi. Đây cũng không phải là trí tuệ của một mình ta, đây là mọi người chúng ta quyết định. Bạch Tiểu Thuần cũng lo lắng sau khi Tống Quân Nguyễn cùng Chu Tử Mạch tìm đến mình, cho rằng mình đặt tên không tốt nhưng trong lòng hắn thật sự cảm thấy đây là hai cái tên rất hay lúc này hắn dứt khoát kéo tất cả mọi người vào khiến cho cái tên này trở thành sự thực cũng không biết có phải bạch đại bảo còn nhỏ như vậy lại có linh tính hay không ban đầu vốn đã không nghe thấy hắn khóc nhưng sau khi nghe được cái tên của mình hắn lại oa oa khóc lớn lên về phần bạch tiểu tiểu tiếng cười lại càng vui vẻ hơn hình như nàng rất hài lòng đối với cái tên của mình ở trong tiếng cười kia nàng vẫn không ngừng phát ra những tiếng nha nha khả ái vô cùng trong lần vui chơi này đại bảo có chút mệt mỏi ngủ bạch tiểu thuần đau lòng mau chóng bảo bà đỡ bế hắn trở lại nhưng tiểu tiểu ở nơi đó trước sau vẫn có tinh thần ở trong lòng bạch tiểu thuần không ngừng truyền ra tiếng cười dường như đối với tất cả người xa lạ ở bốn phía xung quanh nàng đều tràn ngập sự tò mò vẫn là cô nương tốt bạch tiểu thuần nhìn nữ nhi trong lòng càng nhìn càng thấy yêu thích lại như vậy ở trong những ngày kế tiếp toàn bộ khôi hoàng triều đều bắt đầu chúc mừng nhất là khôi hoàng thành còn gian đèn kết hoa sự náo nhiệt truyền khắp thiên địa theo đó lại là chúc mừng của thánh hoàng triều cùng tà hoàng triều gần như tất cả thiên tôn đều đưa tới lễ vật xa xỉ cho dù là vệ linh thượng nhân cùng nguyên yêu tử đã từng bị bạch tiểu thuần bắt giữ cũng đưa lễ vật tới càng không cần phải nói tới đám người tư mã vân hoa còn có linh cửu thiên tôn cổ thiên quân trần tô vốn đã thiếu nợ bạch tiểu thuần nhân tình cũng đều đưa lễ vật tới, mà lễ vật lớn nhất lại là đến từ Thánh hoàng cùng Tà hoàng. Mặc dù là phân ba thiên hạ quan hệ phức tạp, nhưng ở trên lễ vật bề ngoài này lại không thể hiện ra. Chỉ có điều so với việc Tà hoàng đưa ra một tảng đá, Thánh hoàng đưa ra đúng là hai mảnh lá cây của chủ sen thiên trì, hai cái lá cây này đã không thể dựa theo giá trị tính ra được. Toàn bộ tiên vực vĩnh hằng, chỉ có một đóa chủ sen thiên trì. Một đóa hoa sen này cũng chỉ có 18 cái lá cây. Hiện tại lá cây này chỉ còn lại có 14 lá. Đưa cho Bạch Tiểu Thuần hai lá, cũng chỉ còn lại 12 lá, lễ vật này nặng. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng lộ vẻ xúc động. Về phần khối đá tà hoàng đưa ra, nếu như đổi lại thành những người khác, sẽ cho là quý trọng. Cái này dù sao cũng là máu thịt của vị chúa tể diệt thế ở trên trời cao biến thành, nhưng trên thực tế, sau khi Bạch Tiểu Thuần biết thân phận của tà hoàng có vấn đề lớn, đối với vật phẩm hắn đưa tới, cực kỳ cẩn thận loại khối đá này làm sao có thể để cho tiếp xúc với con của mình được sau khi nhận được khối đá này trong mắt bạch tiểu thuần đã có sát cơ thật lâu hắn mới nhịn xuống ngoại trừ hai đại hoàng triều ra bản thân khôi hoàng triều cũng có quá nhiều người tới chúc mừng mặt khác người có thể gặp mặt bạch tiểu thuần gần như đều người quen biết cũ ở thế giới thông thiên giống như trần mạng giao cùng với hứa sang hai nàng tiến đến bái kiến bạch tiểu thuần sau đó lại đưa lên lễ vật So với sự thoải mái của Trần Mạng Giao, hứa sang rõ ràng hơn phức tạp rất nhiều. Nhưng nàng hình như cũng suy nghĩ cẩn thận, chỉ là quay về phía Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, biểu lộ tôn kính, sau đó lại cùng Trần Mạng Giao rời đi. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể trầm mặt, nhìn theo bóng lưng của các nàng, hồi lâu than nhẹ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần đã không phải là tu sĩ nho nhỏ năm đó. Hắn trở thành khôi hoàng, hình như không gì không làm được. Nhưng chỉ có Bạch Tiểu Thuần tự mình biết, rất nhiều chuyện, hắn không có cách nào đi làm, mặc dù là năm đó hai bên có duyên, nhưng hôm nay thương hải tan điền. Câu nói bảo các nàng lưu lại, Bạch Tiểu Thuần không muốn nói, cũng không nguyện nói, có thể thế gian này, nếu hai bên không có tình cảm, nói như vậy, lại nói ra rất dễ dàng. Chỉ là một khi có tình cảm, ngược lại cũng không phải có thể nói ra. Trước đây Bạch Tiểu Thuần không hiểu, hiện tại hắn đã hiểu, mang theo thổn thức trong lòng, Bạch Tiểu Thuần đưa tiễn hứa sang cùng Trần Mạng Giao rời đi. Sau đó hắn xoay người trở lại đại điện. Hắn đang nhanh chân đến thăm đại bảo cùng tiểu tiểu. Bỗng nhiên, phía sau lưng hắn truyền đến một âm thanh chói tai cùng rất tiện, "Tiểu thuần tử, quy gia nhà ngươi tới, nhanh chóng mang đồ ngon ra đãi quy gia. Nếu không, ngươi có tin hay không, quy gia nhà ngươi cho trên mặt con trai ngươi một cái ấn, âm thanh đáng kinh như vậy, lại dám với Bạch Tiểu Thuần như thế, hiện tại ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng này, cho dù là thánh hoàng cùng tà hoàng, cũng phải có chút lo lắng." có thể không kiên kỵ như vậy cũng chỉ có con rùa đen nhỏ trong nháy mắt khi nghe được lời con rùa đen nhỏ nói bạch tiểu thuần sửng sốt thân thể trong chớp mắt lui về phía sau tốc độ cực nhanh âm thanh của con rùa đen nhỏ nơi đó còn đang vang vọng bạch tiểu thuần đã biến mất không thấy bóng dáng theo một tiếng thép chói tai truyền ra bạch tiểu thuần đã xuất hiện ở chỗ một giả sơn cách đó ngoài trăm trượng hắn giơ tay phải lên bất chợt chộp về phía một nơi trống trải trước đó vào giờ phút này thậm chí hư vô ở bốn phía xung quanh cũng vỡ ra, giống như sụp xuống. Theo thét chói tai vang vọng, tàn ảnh của con rùa đen nhỏ trực tiếp huyển hóa ra, triển khai tốc độ kinh người, trực tiếp na di tránh né, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã không còn giống như trước kia. Hắn hừ một tiếng, thân thể trực tiếp bước một bước về phía trước. Bước này hạ xuống, nhất thời hư vô tám phương giống như nghịch chuyển, giống như hóa thành mặt nước, khiến cho bốn phía xung quanh đều trở nên đặc sền sệt mặc dù không phải phong ấn, nhưng lại còn hơn phong ấn, lại giống như mượn lực lượng thiên địa, đi đè ép tất cả, cho dù tốc độ của con rùa đen nhỏ nhanh hơn nữa, cũng lập tức chậm lại. Bên trong tròng mắt của nó mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho nó dãy dụa như thế nào, đều không có cách nào chạy ra được. Lúc này bỗng nhiên có một bàn tay to vương, nắm lấy thân thể của nó, con rùa đen nhỏ, trước đó ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ trong lòng bạch tiểu thuần vô cùng đắc ý bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên hắn thuận lợi bắt được con rùa đen nhỏ này như vậy lúc này cầm con rùa đen nhỏ ở trước mặt bạch tiểu thuần hất cầm lên ngạo nghễ hỏi con rùa đen nhỏ cũng có chút há hốc mồm nhưng tính cách của nó không muốn chịu thua lúc này trừng mắt lại đang muốn mở miệng mắng người bạch tiểu thuần hiểu rất rõ đối với mức độ phá hoại của con rùa đen nhỏ không đợi con rùa đen nhỏ mở miệng hắn lại rất tự nhiên thuần thục Lắc lư con rùa đen nhỏ ở trong tay, cái lắc lư này khiến cho con rùa đen nhỏ lại thét chói tai. Đại gia, chủ nhân, Bạch gia gia. Không nên lại lắc nữa. Đáng chết, ngươi bây giờ thế nào lại trở nên lợi hại như vậy, ta mới vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Ta làm sao có thể đóng dấu cho con của Bạch gia gia ngươi được. Điều này hoàn toàn không có khả năng. Ta bảo vệ còn không kịp. Ha ha, ngươi xem ta cũng vì đã lâu không gặp mặt, cho nên đùa giỡn một chút con rùa đen nhỏ vội vàng mở miệng nói nói hết lời hữu ích bạch tiểu thuần lúc này mới dừng lay động bảo ngươi tốt nhất ở lại thánh hoàng triều ngươi chạy cái gì ngươi vừa chạy hại tất cả thư tình của ta cũng bị mất bạch tiểu thuần nghĩ đến sự kiện này trong lòng lại phiền muộn nhưng con rùa đen nhỏ thật sự buồn bực không nhịn được cũng bắt đầu oán giận ngươi nghĩ rằng ta muốn chạy sao lão tử ở thánh hoàng triều rất tốt nhưng lần trước ngươi tới đầu tiên là bảo ta ở lại nơi đó lại đồng ý một ngày nào đó sẽ sắc phong cho ta làm thần thú thần thú cái này nghe lại còn mạnh hơn nhiều so với thánh rùa lão tử động tâm lâu như vậy ngươi cũng không tới tìm ta ta đương nhiên phải tới tìm ngươi con rùa đen nhỏ càng nói càng lộ vẻ hào hùng cuối cùng trừng mắt với bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần cũng trừng mắt với con rùa đen nhỏ một người một rùa nhìn nhau một lát bạch tiểu thuần cười trước trước đó con rùa đen nhỏ là nói đùa cùng hắn bạch tiểu thuần tất nhiên sẽ hiểu tất cả hành động trên thực tế cũng là hắn đang cùng con rùa đen nhỏ nói đùa lúc này trong tiếng cười bạch tiểu thuần buông tay ra dứt khoát thỏa mãn nguyện vọng của con rùa đen nhỏ mà thôi từ giờ trở đi sắc phong ngươi là thần thú cũ khôi hoàng triều ta bạch tiểu thuần sắc phong có một loại lực lượng kỳ dị chính hắn cũng không phát giác ra thân thể của con rùa đen nhỏ rung lên bần bật hít thở dồn dập trong mắt nó phát ra ánh sáng mơ hồ hình như có quy tắc bản nguyên nào đó người ngoài không nhìn thấy được từ nơi này bốn phương tám phương bên trong thiên địa xung quanh dũng mảnh tràn vào đến trong cơ thể con rùa đen nhỏ khiến cho toàn thân con rùa đen nhỏ ở trong một tích tắc này lại trực tiếp tản ra ánh sáng chói mắt ở dưới sự hưng phấn này con rùa đen nhỏ kêu lớn một tiếng hài lòng bay tới bay lui ở bốn phía xung quanh bạch tiểu thuần vẫn là dáng vẻ tươi cười ban đầu hắn không muốn vì chuyện của con rùa đen nhỏ cùng thánh hoàng có mâu thuẫn nhưng hôm nay nếu con rùa đen nhỏ đã tự mình trở về, như vậy hắn tất nhiên sẽ không lại để cho Thánh Hoàng mang nó đi nữa. Chỉ có điều cần phải nhắc nhở, Bạch Tiểu Thuần vẫn phải nói, ngươi giấu mình một chút, đừng quá lộ liễu. Nếu như Thánh Hoàng tìm tới, ta cũng đau đầu. Sau khi Bạch Tiểu Thuần căng dặn, hắn không để ý đến con rùa đen nhỏ đang kích động, xoay người tiến vào điện. Sau khi tới thăm con trai con gái của mình, hắn lại cùng Tống Quân uyển cùng với Chu Tử Mạch nói chuyện một chút. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất thỏa mãn, hắn bắt đầu bế quan tu luyện dù sao bế quan trước đó còn chưa kết thúc niệm tương lai mặc dù được sáng tạo ra nhưng còn có một chút chi tiết bạch tiểu thuần cần phải làm vững chắc mới được lúc này sau khi đi vào mật thất bạch tiểu thuần điều chỉnh hít thở nhắm mắt ngồi tĩnh tọa sau khi nhớ lại rõ ràng tất cả chi tiết của một tầng cuối cùng niệm tương lai trong tuyên cổ quyển bạch tiểu thuần bắt đầu thử tu luyện cho đến thân thể hình thành bản năng nào đó đối với vận chuyển công pháp niệm tương lai trong đầu Bạch Tiểu Thuần bắt đầu cân nhắc thần thông tuyên cổ quyển tầng thứ ba này của mình, quá khứ kinh, hiện tại kinh, hiện tại đại thần thông thứ ba này, lại chắc là vị lai kinh, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Quá khứ kinh cùng hiện tại kinh, vì trước đó tu vi của hắn bị hạn chế, cho nên thời gian thi triển không nhiều lắm, quy lực lại cũng không có hoàn toàn thể hiện ra, nhưng hôm nay đã có chiến lực thái cổ, Bạch Tiểu Thuần hắn tự tin, ở thời điểm thi triển hai đại kinh này, Uy lực của nó có biến hóa kinh người. Trên thực tế cũng chính bởi vì Bạch Tiểu Thuần không thể hiện ra hai loại thần thông này quá nhiều lần, ngược lại có thể xem thành đòn sát thủ của mình. Về phần vị lai like kinh cuối cùng này, Bạch Tiểu Thuần đã từng có một ít đầu mối tư tưởng. Lúc này hắn đang khoanh chân, không ngừng thôi diễn, còn mượn khí tức chúa tể đi khiến cho tốc độ thôi diễn của bản thân nhanh hơn, không ngừng xác minh suy nghĩ của riêng mình, lại không ngừng sáng tạo, lại giống như nghiên cứu chế tạo phương pháp luyện đan ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần, từng tầng chồng chất, thay đổi liên tục, thời gian trôi qua, rất nhanh nửa năm lại đi qua. Hiện tại cách lúc trước, khi Bạch Tiểu Thuần lần đầu sử dụng ánh sáng thái cổ đánh với tà hoàng một trận, cho đến tận lúc này, cũng đã là một năm hoàn chỉnh. Ánh sáng thái cổ của hắn lại một lần nữa khôi phục số lượng 15 lần sử dụng, điều này khiến cho bạch sức lực của tiểu thuần lại một lần nữa trở nên sung túc. Về phương diện khác, cũng khiến cho tâm tư hắn càng thêm bình tình, càng chìm đắm ở trong thôi diễn, lại có mấy tháng qua đi, hoàng hôn ngày này, Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trong mật thất. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn dường như có một đóa hoa màu đỏ đang nở rộ. Nhìn kỹ, tạo thành đóa hoa chính là từng phù văn nhỏ bé. Những phù văn này đang xen, hình thành đóa hoa. Cuối cùng so sánh với hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết Mưu Minh, nở rộ ở vùng đất chết, có mấy phần tương tự. Mà theo đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ ngưng tụ ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần, khí tức toàn thân của Bạch Tiểu Thuần đều thay đổi, cùng lớn như trước kia, hình như càng không rõ ràng, dường như cùng thế giới này cũng xuất hiện một ít không dung hợp, cho đến hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, giơ tay phải lên. Hoa bỉ ngạn màu đỏ do phù văn tạo thành trong mắt hắn, cuối cùng lại từ bên trong hai tròng mắt của hắn lập lòe đi ra, biến ảo ở trên lòng bàn tay Bạch Tiểu Thuần, ở trước mặt hắn, lại tổ hợp ngưng tụ trở thành một đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ đây là thần thông tuyên cổ quyển tầng thứ ba của ta. Bỉ ngạn vị lai kinh, về phần uy lực, thân thể bạch tiểu thuần trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện, thình lình hắn ở bên trong phủ đệ của công tôn Nguyễn Nhi. Hiện tại mặc dù công tôn Nguyễn Nhi còn đang bế quan, nhưng thương thế của nàng dĩ nhiễn khôi phục. Thời khắc tu luyện này, không phải không thể bị cắt ngang, nếu bạch tiểu thuần không muốn để cho nàng biết được, nàng căn bản không phát hiện được bạch tiểu thuần xuất hiện. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cố ý tản khí tức ra, thần sắc công tôn Nguyễn Nhi thoáng động mở mắt ra. Nàng nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần cầm trong tay hoa bỉ ngạn màu đỏ. Đầu tiên, mắt nàng lập tức bị đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ này hấp dẫn. Ở trên đóa hoa này, nàng cuối cùng lại cảm nhận được rõ ràng sự tử vong. Thậm chí nhìn nhiều, nàng hít thở cũng có phần gấp gáp. Mơ hồ có một loại dự cảm, bên trong đóa hoa này ẩn chứa một lực lượng cho dù là nàng cũng không có cách nào đối đầu, đây là bạch tiểu thuần không nói gì chỉ là chỉ về phía công tôn uyển nhi một cái nhất thời này hoa bỉ ngạn lại chớp mắt bay ra tốc độ cực nhanh công tôn uyển nhi căn bản là không có cách nào né tránh lại trực tiếp bị hoa bỉ ngạn này dung nhập vào trong cơ thể đây là thần thông của ta hiện tại nàng tới ra tay với ta bạch tiểu thuần mỉm cười đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích công tôn uyển nhi có chút do dự hoa bỉ ngạn hoa dung nhập thân thể Nàng hoàn toàn không có một chút cảm giác không khỏe nào. Lúc này ánh mắt nàng lóe lên, tay phải chợt giơ lên, bấm quyết chỉ một cái. Nhất thời một luống khí đen hóa thành lệ quỷ, trong tiếng rít gào lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, Tầm một tiếng, nó trực tiếp đánh vào ngực của Bạch Tiểu Thuần, đây không phải là ra tay toàn lực, lại ẩn chứa 8 phần 10 lực lượng của Công Tôn Viễn Nhi. Nhưng thân thể Bạch Tiểu Thuần ngay cả lắc lư một cái cũng không có. Ngược lại là Công Tôn Viễn Nhi ở đây, sắc mặt bất chợt biến hóa toàn thân chấn động, che ngực. Cuối cùng nàng lại lùi về phía sau bảy tám bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, tại sao có thể như vậy được, thần thông của ta là bỉ ngạn vị lai kinh. Người trong thân có hoa bỉ ngạn, số phận liền cùng một chỗ với ta. Ta bị tổn thương, đối phương giống như cũng sẽ nhận lấy. Thậm chí chỉ cần ta nguyện ý, trái lại cũng có thể, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một lòng tin mãnh liệt. Vị lai kinh này hắn đã từng nhiều lần nghiên cứu. Hắn muốn chính là sáng tạo ra một loại thuật pháp gần như vô lại như thế, dù sao hắn da dày thịt béo, lại có lực khôi phục. Nhưng kẻ địch ở nơi đó lại xui xẻo. Thời điểm đánh Bạch Tiểu Thuần, còn chưa có làm được gì Bạch Tiểu Thuần, bản thân đối phương đã không chịu nổi trước, thần thông này của ta, như thế nào, Bạch Tiểu Thuần đắc ý hỏi. Hắn giơ tay phải lên. Từ trong cơ thể công tôn viễn Nhi, đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ này được lấy đi trên thực tế này vị lai kinh còn có biến hóa thứ hai quy lực kinh người hơn đó chính là bạch tiểu thuần tự mình thương tổn tới mình đối phương cũng sẽ bị thương tổn thuật pháp vô sĩ công tôn nguyễn nhi nghẹn lại một lát sau đó từng chữ từng chữ mở miệng nói ra nàng phất tay một cái đã bắt đầu tiễn khách bạch tiểu thuần sờ sờ mũi mắt thấy công tôn nguyễn nhi không có ý tiếp tục hắn cũng chỉ đành rời đi sau khi trở lại mật thất bạch tiểu thuần vừa tu hành vừa làm bạn với người nhà về phương diện khác hắn cũng bắt đầu đặt tinh lực đặt ở trên vị nghiên cứu lửa 23 màu, đối với lửa nhiều màu, Bạch Tiểu Thuần từ trước tới nay chưa từng buông tha. Hắn mơ hồ cảm giác được, đây là biện pháp duy nhất khiến Bạch Hạo sống lại. Mặc dù còn không có chứng thực, nhưng hắn vẫn chấp nhất ở điểm này, ngày tháng thoi đưa, hai năm trôi qua rất nhanh. Trong hai năm này, tu vi của Bạch Tiểu Thuần mặc dù không đột phá cảnh giới, lại càng ngày càng tăng. Đại bảo cùng Tiểu Tiểu cũng khỏe mạnh trưởng thành chỉ là bởi vì tên của hai đứa trẻ tống quân uyển cùng chu tử mạch không ít lần thử bảo bạch tiểu thuần đi đổi tên nhưng đối với chuyện này bạch tiểu thuần đã nhận định ai nói cũng không được đến cuối cùng chu tử mạch cùng tống quân uyển cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận dần dần gọi cũng thành thói quen với hai cái tên này mà các nàng tu hành cũng không có chịu ảnh hưởng ở dưới khôi hoàng triều đầy khí thế tài nguyên trợ giúp tống quân uyển đã thành công đột phá nguyên anh bước vào thiên nhân về phần chu tử mạch cũng chỉ kém nửa bước liền có thể thăng cấp bán thần chỉ có điều so với hầu tiểu muội vẫn chậm một chút ở dưới sự chỉ đạo của công tôn uyển nhi tu vi của hầu tiểu muội tăng cao cực kỳ thần tốc chỉ hai năm nàng lại từ thiên nhân trung kỳ trước đó bước vào đến thiên nhân hậu kỳ tiếp tục như vậy nàng vô cùng có khả năng còn trở thành bán thành nhanh hơn so với chu tử mạch chỉ có điều hầu tiểu muội rất không vui bởi vì bụng nàng trước sau không có chút phản ứng nào Tuy rằng nàng từ chỗ của Tống Quân Nguyễn biết được, trước đây Tống Quân Nguyễn cũng rất lâu sau mới biết được mình có bầu, nhưng hầu tiểu muội vẫn sốt ruột. Vì thế nàng nhiều lần đi tìm Bạch Tiểu Thuần, ngoại trừ mọi người ra, ở trong hai năm này tu sĩ thế giới thông thiên tới Khôi Hoàng Triều càng lúc càng nhiều hơn, khiến cho toàn bộ Khôi Hoàng Triều phát triển mạnh mẽ vô cùng. Không chỉ nhân khẩu tăng nhanh, phương pháp luyện linh càng trở thành cột trụ. Từng nhóm luyện linh đại sư, ở toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, đều có thanh danh hiển hách. Về phần quan hệ cùng tà hoàng triều cùng với thánh hoàng triều, vì ước định ban đầu, ngược lại cũng vẫn tính là yên ổn. Giữa bọn họ lui tới cũng tương đối nhiều lần. Duy nhất chỉ có ở trên số lượng thiên tôn, chỉ có một mình công tôn viễn nhi. Cho nên rất lâu, vẫn còn có chút thiệt hại, chỉ có điều cũng may có đại thiên sư ở đây, ở trên bán thần đại viên mãn đã chìm đắm nhiều năm, mặc dù bận rộn việc. Quốc sự, nhưng hôm nay khôi hoàng triều đã sơ bộ đi vào quỹ đạo, thời gian của hắn cũng nhiều hơn. Ở dưới sự chỉ điểm của Bạch Tiểu Thuần cùng công tôn Nguyễn Nhi, lại phối hợp với tiên đan do Bạch Tiểu Thuần lấy từ trên bảo quạt đến, khiến cho hắn ở đây, khoảng cách với thiên tôn càng lúc càng gần. Nhất là ở hai năm qua, sau ngày hôm nay, đã sắp đến sát biên giới của sự đột phá, đối với thăng cấp thiên tôn, Bạch Tiểu Thuần đang nghe chuyện trên TV Audio CV đặc biệt coi trọng. Chuyện này không chỉ là chuyện lớn trong đời đối với Đại Thiên Sư, đối với toàn bộ khôi hoàng triều cũng giống như vậy. Dù sao số lượng thiên tôn, tới một mức độ nào đó, cũng đại biểu cho thực lực của một nước, mà càng làm cho Bạch Tiểu Thuần vui mừng bất ngờ, là người cách đột phá thăng cấp thiên tôn, ngoại trừ đại thiên sư ra, lại còn có một người nữa. Người này chính là cự quỷ vương, cự quỷ vương vốn không nhanh như vậy. Trên thực tế trước đó Bạch Tiểu Thuần phán đoán, chắc là đấu thắng vương mới đúng. Nhưng hắn lại quên mắt cự quỷ vương lòng dạ nhỏ nhen theo cự quỷ vương, nữ nhi của mình sinh cho Bạch Tiểu Thuần một đứa con trai, vậy sau này có thể chính là đại hoàng tử. Điều này làm cho hắn có cảm giác sức mạnh rất mãnh liệt, bởi vậy cũng tu luyện khẩn trương, thân là bốn đại thiên vương trong mang hoang trước đây, hắn đối với chuyện của Hoàng Triều lại hiểu rõ ràng. Rõ ràng nhất là chuyện đoạt đích. Bình thường không phải Bạch Tiểu Thuần có thể đi khống chế. Nếu có biện pháp ngăn chặn chuyện này, hoặc là nói, biện pháp khiến ngoại tôn của mình trở thành hoàn toàn xứng đáng với hoàng thái tử, đó chính là, chính hắn, một ngoại công, trở thành thiên tôn, cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho ngoại tôn của hắn được hộ tống bảo vệ. Dù sao hắn biết Bạch Tiểu Thuần có quan hệ mập mờ với không ít nữ tử. Hắn cũng rất lo lắng sau này Bạch Tiểu Thuần càng nhiều con. Nếu như thật sự xuất hiện một ít yêu nghiệt kinh diễm tuyệt luân, điều này đối với địa vị ngoại tôn của hắn sẽ rất uy hiếp, mà hắn cho rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là công tôn Nguyễn Nhi. Hiện tại bên trong khôi hoàng triều, có người nào không biết giữa công tôn Nguyễn Nhi cùng Bạch Tiểu Thuần, tuyệt đối không đơn giản là quan hệ quân thần. Ban đầu bọn họ ở bắc bộ tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Thành xảy ra rất nhiều chuyện, đã sớm bị truyền ra, nhất là Đại Thiên Sư lại cố gắng hết sức tác hợp. Điều này khiến cho trong lòng cự quỷ vương điên cuồng run rẩy. nếu như công tôn Nguyễn Nhi tiến vào trong cung, sinh hạ cho Bạch Tiểu Thuần Nhi tử, công lao của nàng sẽ càng lớn hơn lại có tu vi thiên tôn cường hãn trấn thủ, con trai của nàng sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với ngoại tôn của ta. Cự quỷ vương không muốn để cho chuyện như vậy xuất hiện, cho nên mới liều mạng đi tu luyện. Hắn cảm thấy, chỉ có mình cũng là thiên tôn, mới có thể khiến cho ngoại tôn của mình cùng người cạnh tranh với hắn, ở trên cùng một khởi điểm. Hơn nữa, cháu mình lại là trưởng tử, từ đó thu hoạch được ưu thế lớn hơn nữa. Những tâm tư này của cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không biết. Cho nên khi nhìn thấy được tu vi của Cự Quỷ Vương đột nhiên tăng mạnh, hiện tại lại có thể cũng gần đột phá cảnh giới, Bạch Tiểu Thuần cũng rất chấn động kinh ngạc. Cùng lúc đó, Đấu Thắng Vương, Cửu U Vương cùng với Linh Lâm Vương, còn có Bán Thần Đông Mạch cùng Bắc Mạch, cũng bị Cự Quỷ Vương kích thích. Mặc dù bọn họ cách đột phá còn có một chút khoảng cách, nhưng mỗi một người cũng đều bắt đầu bế quan. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Tiểu Thuần rất vui mừng bất ngờ. Hắn cảm thấy thời đại mới của Khôi Hoàng triều theo những người này lục tục đột phá, cũng sắp thật sự bắt đầu. Cuối cùng, ở sau 3 tháng, thiên kiếp của Đại Thiên Sư đột nhiên hạ xuống. Nội tình của Đại Thiên Sư cũng ở trong thiên kiếp hạ xuống, hoàn toàn thể hiện ra. Trước đây bên trong thế giới thông thiên, ngoại trừ người canh giữ lăng mộ cùng thông thiên đạo nhân ra, hắn là một trong ba cường giả tuyệt thế. Hắn ở trong cảnh giới bán thần này, sớm đã đến cực hạn, lúc này tích dày phát mỏng, kinh thiên động địa, mặc dù đưa tới sóng dao động không bằng bạch tiểu thuần, nhưng hắn không cần người ngoài tương trợ, dựa vào mình là thành công chống lại thiên kiếp. Khi âm thanh của mẹ Vĩnh Hằng, truyền đến bên tai người ở toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, bên trong khôi hoàng triều bạo phát ra vô số tiếng hoang hô, công tôn Nguyễn Nhi dù sao cũng không phải là người của thế giới thông thiên. Đối với tu sĩ thế giới thông thiên mà nói, Bạch Tiểu Thuần là người thiên tôn đầu tiên, Đại Thiên Sư lại là người thứ hai. Ở thời điểm bản thân Đại Thiên Sư tách ra một phần đạo chủng, cung kính đưa cho Bạch Tiểu Thuần, cung phụng ở trong hoàng cung, thế giới đều chú ý lại sau khi đại thiên sư thăng cấp thiên tôn không lâu các tu sĩ tiên vực vĩnh hằng đối với sự phát triển của khôi hoàng triều đều chấn động thiên kiếp của cự quỷ vương cũng đột nhiên hạ xuống chỉ có điều khách với đại thiên sư thiên kiếp của cự quỷ vương mặc dù sống dao động nhỏ hơn nhưng cự quỷ vương dù sao cũng xem như là được nuông chiều thành hư dựa theo tình hình bình thường thiên kiếp của hắn nhất định thất bại về điểm này trong lòng cự quỷ vương cũng biết rõ nhưng hắn không lo lắng hắn không tin bạch tiểu thuần có thể trơ mắt nhìn mình thất bại vì vậy hắn lại trực tiếp lựa chọn đột phá kể từ đó ở dưới thiên tôn kiếp này đầu tiên là đại thiên sư bị dọa cho giật mình vội vàng tương trợ sau đó ngay cả công tôn nguyễn nhi cũng ra tay nhưng mắt thấy cự quỷ vương vẫn không chịu nổi bạch tiểu thuần thở dài hắn nhìn ra được tâm tư của cự quỷ vương lại giơ tay phải lên bấm quyết hoa bỉ ngạn màu đỏ nhất thời biến ảo sau khi Bạch Tiểu Thuần điều khiển ngược lại, trực tiếp đánh vào trong cơ thể cự quỷ vương, nhất thời cự quỷ vương bị kiếp nạn, truyền vào đến trên người Bạch Tiểu Thuần. Cũng may là trong hai năm này, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu bỉ ngạn vị Lai Kinh, đã có thể làm được nghịch chuyển, phân tán tổn thương trên người đối phương. Cho nên được sự giúp đỡ của hắn, thành công hút đi hơn phân nửa thiên tôn kiếp của cự quỷ vương. Mặc dù là như vậy, cự quỷ vương cũng bị thiên tôn kiếp này đánh cho gần chết, mới miễn cưỡng đột phá. Khi âm thanh của mẹ Vĩnh Hằng lại một lần nữa vang vọng bên tai mọi người, cự quỷ vương dãy dụa bò dậy, ngửa mặt lên trời cười to, khôi hoàng triều, lại có một vị thiên tôn. Từ đó về sau, bên trong khôi hoàng triều, có ba người thiên tôn, tuy vẫn không sánh bằng hai đại hoàng triều khác, nhưng ở trên số lượng này, đã đủ nhiều. Mặc dù là trong một ít ma sát trong quy mô, cũng không cần mỗi lần đều do công tôn Nguyễn Nhi một mình chống đỡ. Đại thiên sư cùng cự quỷ vương cũng có thể tham gia vào cuộc chiến cùng lúc đó sau khi biết được bạch tiểu thuần có thể vận dụng niệm tương lai như vậy đại thiên sư còn chuẩn bị một loạt kế hoạch thiên tôn trọng điểm đặt ở trên người các cường giả bán thần lâu năm như đấu thắng vương mà giờ khắc này đối với thánh hoàng triều cùng với tà hoàng triều cũng có ý nghĩa cực lớn khiến cho bọn họ chấn động mãnh liệt cùng quan tâm phải biết rằng điều này đại biểu cho khôi hoàng triều ở đây sẽ trong tương lai ở trong cuộc chiến đấu thiên tôn này đạt được ưu thế không gì sánh kịp có thể coi là biết cho dù là chấn động cũng vẫn chỉ là chuyện vô nghĩa. Mặc dù trong lòng tà hoàng cùng thánh hoàng càng kiên kỵ, nhưng cũng không thể tránh được. Thánh hoàng vẫn còn duy trì quan hệ hài hòa cùng bạch tiểu thuần. Tà hoàng vẫn lựa chọn bế quan, ngoảnh mặt làm ngơ, dần dần, tuy có lời lẽ về uy hiếp của khôi hoàng triều truyền khắp tiên vực vĩnh hằng, nhưng đối với khôi hoàng triều mà nói, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Ngược lại chuyện như vậy, ở trên khí thế kia lại càng hào hùng, nhận được cổ vũ, chính là đám người đấu thắng vương ở bên trong kế hoạch thiên tôn. Mỗi người bọn họ đều điên cùng tu luyện. Nhất là ở dưới sự trợ giúp toàn lực của Đại Thiên Sư cùng Bạch Tiểu Thuần, rất nhiều đang dược đưa vào trong tay bọn họ, khiến cho những cường giả vốn đã ở trên bán thần nhiều năm, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, cũng ở trong thời gian này, Khôi Hoàng Triều duy trì sự phát triển liên tục. Lại qua 5 năm, Bạch Đại Bảo cùng Bạch Tiểu Tiểu đều đã lên 7 tuổi. Hai tiểu hài tử lớn lên bộ dạng rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xăng lúc cười đều có hai má lúng đồng tiền nho nhỏ có chút khả ái nhất là bạch tiểu tiểu mặc dù vẫn còn trẻ con nhưng trong mắt sáng ngời cùng hồn nhiên có thể nhìn ra sau khi lớn lên nhất định là dung nhan tuyệt sắc bạch đại bảo cũng vậy trên khuôn mặt nhỏ trắng trắng hồng hồng bao giờ cũng mang theo bộ dạng không chịu thua quật cường hai hài tử này ở trong toàn bộ khôi hoàng thành chính là thiên chi kiêu tử được vô số người sủng ái mà hoàng cung liền giống như trở thành sân chơi của bọn họ. Gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy được một đám thị vệ cùng nữ tu, ở phía sau vừa hô hoáng, vừa bảo bọn họ không cần chạy nhanh như vậy, thật sự, hai tiểu hài tử này tư chất vô cùng kinh người. Ngay cả đại thiên sư cũng lộ vẻ cực kỳ xúc động. Chỉ là 7 tuổi, lại có thể lại có tu vi kết đan. Thân là tỷ tỷ bạch tiểu tiểu, còn đến kết đan hậu kỳ, điều này thì cũng thôi. Quan trọng nhất là lực thân thể của bọn họ, bạch tiểu tiểu vẫn tính là bình thường nhưng bạch đại bảo hài tử bảy tuổi thân thể lại có thể so sánh được với nguyên anh nhất là tính cách của bọn họ hoàn toàn không giống với bạch tiểu thuần một chút nào bạch tiểu tiểu rất nóng nảy bạch đại bảo lại ngây ngô bộ dạng gan lớn không sợ chết lại tràn ngập sự tò mò cùng khiêu chiến đối với mọi thứ xung quanh về điểm này ở mấy năm qua bạch tiểu thuần đã cảm nhận rõ ràng hắn thậm chí từng nghĩ tới chuyện đi cải tạo lại tính cách lệch lạc của các hài tử này. Nhưng gấp lại phát hiện bất kể hắn khuyên nhủ thế nào, đều hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, thật ra bọn chúng đối với Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào. Ngược lại, đối với Tống Quân Nguyễn cùng Chu Tử Mạch, bộ dạng rất sợ hãi. Mặt khác này nhìn Bạch Đại Bảo lớn mật không sợ chết, còn sợ một người hơn. Đó chính là Bạch Tiểu Tiểu của tỷ tỷ hắn, cũng giống như lúc này, ở sát biên giới hoàng cung này, Bạch Tiểu Tiểu đang trừng mắt, căm tức nhìn Bạch Đại Bảo, "Đại Bảo, ngươi có biết sai hay không?" Bạch Đại Bảo cúi đầu, không dám nói lời nào. Hắn từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ 7 năm qua tràn ngập hình ảnh tỷ tỷ của hắn Bạch Tiểu Tiểu khi dễ đối với hắn. Giữa hai người lúc đó, gần như mỗi lần đều là hắn bị hại. Hai người cùng gặp rắc rối, chịu trách nhiệm là của hắn. Hai người cùng làm chuyện tốt, là công lao của tỷ tỷ, ở trước mặt cha mẹ, tỷ tỷ thông minh linh lợi khả ái nhưng ở trước mặt hắn, đó chính là một bạo quân. Mỗi lần tỷ tỷ chỉ cần vừa khóc, phụ thân hắn cùng ba mẫu thân lại lập tức đi dỗ. Hắn lại ngây người đứng ở nơi đó, vẻ mặt quật cường, bị mẫu thân hắn mắng cho một trận. Trong thời gian dài, Bạch Đại Bảo đối với tỷ tỷ của hắn, lại vừa bội phục, vừa sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần có cái gì ăn ngon, chơi vui, tỷ tỷ của hắn bao giờ cũng nghĩ đến hắn đầu tiên. Ở trong sự dụ dỗ, lừa bịp của Bạch Tiểu Tiểu, Bạch Đại Bảo lại cảm thấy đây là tỷ tỷ tốt nhất trên thế giới, ngươi có biết hay không? Vì kế hoạch chạy ra ngoài lần này, ta đã chuẩn bị bao lâu? Ngươi lại có thể đến muộn một nén hương, Bạch Tiểu Tiểu tức giận, căm tức nói với Bạch Đại Bảo, lần này nếu như ra ngoài không lấy được cái gì chơi vui, Bạch Đại Bảo, ta phải đánh ngươi, là nương ta đột nhiên gọi ta lại. Ta, một hồi nữa sau khi ta rời khỏi đây, sẽ ra thêm chút lực được chưa? Bạch Đại Bảo ủy khuất, nhỏ giọng nói. Bạch Tiểu Tiểu nhìn Bạch Đại Bảo một chút, thỏa mãn gật đầu. Tay phải lật một lần, lấy ra một gốc cây tiên quả. Tiên quả này vừa lấy ra, linh khí liền vờn quanh. Vừa nhìn đã biết tuyệt đối không tầm thường. Ánh mắt Bạch Đại Bảo nhất thời sáng lên. Hắn biết đây là tiên vật phụ thân hắn cho, có lợi đối với thân thể. Chỉ có điều số lượng rất ít. Mỗi lần hắn được phân tới, liền trực tiếp ăn, cho ngươi cầm lấy. Ta không tu luyện thân thể Ngươi ăn nhiều một chút, mắt Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy sự thất vọng trong mắt của đệ đệ, mỉm cười, vỗ nhẹ vào đầu của đệ đệ, trong mắt cũng có sự ôn nhu. Nàng đưa tới, Bạch Đại Bảo vội vàng giơ bàn tay nhỏ bé lên đón lấy, trực tiếp một ngụm nuốt xuống, sau đó vỗ nhẹ vào ngực, tỷ tỷ yên tâm đi. Lần này ta nhất định bắt được cho tỷ tỷ một sủng vật lớn, tiểu tiểu mặt mày rạng rỡ, lôi kéo đại bảo. Hai hài tử ở trong góc phòng bên trong hoàng cung này sau đó Bạch Tiểu Tiểu từ trong túi đựng đồ lấy ra một lá cờ nhỏ, cuối cùng lại vung vẩy, cuốn hai người hóa thành một mảnh sương mù, trực tiếp bay ra khỏi Hoàng Cung. Phải biết rằng trận pháp của Hoàng Cung cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng thật đúng là cướp nhà khó phòng. Bạch Tiểu Tiểu đối với trận pháp có đặc biệt thiên phú, lại có thể bị nàng nghiên cứu ra kẻ hở nào đó, chế tạo ra một lá cờ nhỏ có thể mượn trận pháp, cùng Bạch Đại Bảo len lén chạy ra ngoài, lại nhìn bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm như vậy lúc này gần như hai người vừa biến mất bóng dáng của lục vân giao đạo lữ của thần toán tử cường giả bán thần lại xuất hiện ở tại chỗ này nàng bất đắc dĩ lắc đầu thoáng một cái biến mất âm thầm theo hai hài tử này từ sau khi thần toán tử trở về lục vân giao cũng trở thành con dân của khôi hoàng triều vì nàng là nữ tử duy nhất trong bán thần cho nên được an bài ở trong hoàng cung bảo vệ nữ quyến nội cung sau khi đại bảo cùng tiểu tiểu lớn lên vì quá mức bướng bỉnh nhiều lần chạy đi chơi đùa Tống Quân Nguyễn cùng Chu Tử Mạch nói nhiều lần. Nhưng lấy thiên phú của Tiểu Tiểu, khiến cho nàng mỗi lần đều có thể tìm tới biện pháp khác nhau, đến cuối cùng đơn giản lại không để ý tới, chỉ là để cho lục vân giao âm thầm bảo vệ, lúc này cũng như vậy. Đối với Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo mà nói, bên ngoài khôi hoàng thành, vừa nhìn bình nguyên vô tận cùng rừng cây, chính là chỗ bọn họ chơi đùa. Ở đây tồn tại rất nhiều mảnh thú, cũng liền trở thành con mồi của bọn họ. Khi hoàng hôn hạ xuống, ở trong tiếng hoang hô của tiểu tiểu, đại bảo thở hỗn hển, nhưng cũng rất phấn chấn, kéo một con mãng xà cực lớn kích thước chừng nghìn trường, lao thẳng đến hoàng cung. Con mãng xà này vốn cường hãn hung tàn, nhưng hôm nay trên người đều là vết thương. Mỗi lần nó giãy dụa đều đổi lấy quyền đấm cước đá của đại bảo. Cho tới thời khắc này, lúc nó nhìn về phía đại bảo, trong ánh mắt đều lộ ra sự sợ hãi, ngươi dám không ngoan, ta lại đánh chết ngươi. Cố gắng đi làm sủng vật của tỷ tỷ ta, sẽ có đồ ăn ngon cho ngươi đại bảo trợn mắt kéo đại xà cùng tiểu tiểu nhanh chóng tới gần hoàng cung sau đó ở dưới cờ trận của tiểu tiểu kể cả con đại xà này tất cả hóa thành một mảnh sương mù nhanh chóng tiến vào hoàng cung cảnh tượng như vậy bọn họ cảm thấy không có ai phát hiện nhưng bạch tiểu thuần ở trong mật thất lúc này trong thần thức nhìn thấy rõ ràng khi nhìn thấy được hai hài tử này của mình tuổi nhỏ như thế lại có thể dám bắt con đại xà hung tàn bạch tiểu thuần nhíu mày Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện lớn, làm việc cũng hoàn toàn không có một chút ổn thỏa nào. Điều này thì cũng thôi không nói, lại còn đi bắt rắn. Loại chuyện nguy hiểm này, thời điểm ta 7 tuổi tuyệt đối sẽ không đi làm, Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Hắn cho rằng cần phải đi giáo dục hai hài tử này một chút. Vì vậy lúc này thân thể hắn thoáng lắc một cái. Thời điểm hắn xuất hiện, đã ở trước người của Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo nếu như đổi lại là chu tử mạch cùng tống quân nguyễn xuất hiện đại bảo nhất định sẽ run rẩy nhưng hôm nay mắt thấy phụ thân mình đột nhiên hạ xuống hắn hoàn toàn không có chút nhút nhát nào hắn mở to con mắt nhìn về phía bạch tiểu thuần tiểu tiểu ở bên cạnh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khả ái nàng vội vàng chạy tới sử dụng giọng điệu ngọt ngào hô một tiếng phụ thân giọng điệu ngọt ngấy này khiến cho cơn giận của bạch tiểu thuần nhất thời giảm xuống bảy phần nhưng hắn vẫn tận lực nghiêm mặt tay áo khẽ vung lên bắt đầu giáo huấn tiểu tiểu đại bảo các con làm như vậy là không đúng phải nghe lời phụ thân nói cư xử phải cẩn thận làm việc phải ổn thỏa cái mạng nhỏ chỉ có một không thể liều mạng các con xem cuộc đời của phụ thân đời các con chính là tuân theo đạo lý như thế mới có thể đi cho tới hôm nay mới có thể theo đuổi trường sinh năm đó nếu như kích động đã sớm mất cái mạng nhỏ bạch tiểu thuần vừa nói ra lời xong tiểu tiểu miếng môi đại bảo bên kia lại đá cho con rắn lớn bên cạnh một cái ngẩng đầu quật cường kêu lên phụ thân ta không ủng hộ quan điểm của phụ thân không phục thì đánh quan tâm nhiều như vậy làm gì nghe được lời nói của con trai mình bạch tiểu thuần nhất thời đau đầu mấy năm qua theo hài tử dần dần lớn lên hắn thật nhiều lần đều thử cải tạo nhân sinh quan lệch lạc của các hài tử nhưng hắn lại phát hiện mình căn bản là không có cách nào làm được tiểu tiểu còn đỡ hơn một chút Điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần đau đầu, chính là đại bảo. Hài tử này lá gan quá lớn. Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được chính là bắt rắn. Nhưng trên thực tế trong những tin tức Bạch Tiểu Thuần nắm giữ, liên quan tới các loại hành sự của đại bảo, gần như mỗi một chuyện, thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở tuổi này, căn bản cũng không dám nghĩ tới, ví dụ như bắt quỷ hồn. Trong một vài năm gần đây, có lẽ là vì khôi hoàng triều lập quốc, do đó chẳng biết tại sao, dần dần xuất hiện quỷ hồn ở bên trong khôi hoàng triều. Còn nữa chính là bắt Giang Tế do Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều an bài qua tìm hiểu tin tức, lại tới hôm nay chính là bắt rắn lớn. Hình như hai hài tử này, đối với quỷ hồn cùng rắn, có yêu thích đặc biệt khác thường, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất này, bộ dạng bất kể là ai, chỉ cần ngươi chọc ta, ta phải đánh ngươi, khiến cho Bạch Tiểu Thuần lại không nhịn được tản ra thần thức, cảm thụ một chút huyết mạch trong cơ thể đại bảo nếu như không phải là bởi vì tồn tại cảm ứng huyết mạch bạch tiểu thuần cũng sẽ cảm thấy hài tử này không phải là giống loài của mình lại trong lúc trong lòng bạch tiểu thuần đang xúc động con rắn lớn bị đại bảo bắt được kia nó tu luyện nhiều năm đã sớm có linh trí thậm chí vì năm mới nuốt vào một dị quả lực thần niệm có chút cường đại lúc này mắt thấy khôi hoàng vì mình nói chuyện nó vội vàng truyền ra thần niệm biểu đạt tán thành lời khôi hoàng nói nhưng nó vừa truyền ra thần niệm này đại bảo lại trừng mắt gầm khẽ một tiếng Người lớn nói chuyện, ngươi còn dám nói xen vào. Muốn ăn đòn, trong ánh mắt Đại Bảo trợn trừng, tản ra hung quang, khiến cho thân thể con rắn lớn này cũng rung lên. Nó đang muốn truyền ra thần niệm giải thích, nhưng Đại Bảo đã tiến lên bắt đầu quyền đấm cước đá, những tiếng động ầm ầm vang vọng ra. Con rắn lớn không ngừng kêu thảm thiết, trong lòng ủy khuất cùng sợ hãi, đã không thể tăng thêm được nữa. Bạch Tiểu Thuần ở một bên mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại thở dài, Đại Bảo bạch tiểu thuần ngược lại không phải là thương hại cho con đại xà này thật ra đối với tính cách đứa con trai này của mình hắn cảm thấy rất không thích hợp hắn đang lo lắng nên đi khuyên bảo như thế nào thậm chí hắn suy nghĩ bản thân mình có nên một lần nữa lập ra uy nghiêm của phụ thân hay không tiểu tiểu ở bên cạnh đã vội vàng tiến lên kéo đại bảo lại đại bảo phải bảo vệ động vật nhỏ ngươi làm như vậy là không đúng giọng điệu tiểu tiểu êm dịu lời nói nhỏ nhẹ giống như nước nghe cũng rất là uyển chuyển hàm xúc đối với người tỷ tỷ này đại bảo rất kính nể e sợ thậm chí có vài thời điểm so với nương hắn nói còn có tác dụng hơn lúc nào hắn vội vàng ngừng tay đứng ở nơi đó bày ra bộ dạng thông minh linh lợi còn nửa đại bảo ngươi làm sao có thể nói với phụ thân như vậy phụ thân vì cuộc sống hạnh phúc khỏe mạnh của chúng ta bỏ ra bao nhiêu cố gắng ngươi vội vàng bồi thường cho phụ thân một chút không được sao tiểu tiểu bấm thắt lưng một cái bắt đầu răng dậy, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được tất cả những điều này, nhất là nghe được lời nữ nhi nói, trong lòng hắn nhất thời vui mừng. Hắn cảm thấy vẫn là nữ nhi tốt. Nhất là nghĩ đến lúc Tiểu Tiểu mới ra sinh, chỉ cần mình ôm một cái, lại lập tức phát ra tiếng cười khanh khách. Nhớ lại từng cảnh tượng như vậy, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng dâng lên càng nhiều ấm áp hơn. Nhưng ấm áp này gần như vừa xuất hiện, Tiểu Tiểu lại bắt đầu răng dậy đại bảo, âm thanh cũng như sóng tràn khắp nơi. Đại bảo, ngươi cũng biết phụ thân từ nhỏ lá gan cũng rất nhỏ đặc biệt sợ chết nhưng ngươi lại còn cầm một con rắn lớn tới dọa cho hắn sợ mắt bạch tiểu thuần bỗng nhiên trợn tròn ngơ ngác nhìn tiểu tiểu ở nơi đó nghiêm trang răng dậy đại bảo hắn cảm thấy mình có chút choáng váng lần này hắn đến là tạo nhân sinh quan chính xác cho các hài tử nhưng đến cuối cùng ở trong miệng tiểu tiểu lại có thể biến thành con trai của mình cầm rắn lớn tới làm cho mình bị sợ tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần bối rối một chút. Tiểu Tiểu, con, Bạch Tiểu Thuần vội vàng mở miệng nói. Nhưng Tiểu Tiểu quay đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cười ngọt ngào. Nụ cười kia ngây thơ chân chất, trong suốt khả ái. Phụ thân, ta biết, ta trước đây đã nghe Thanh Hậu Gia Gia nói qua, phụ thân khi còn bé bị giam ở trong xương rắn, cho nên từ đó về sau, một sợ chết, hai sợ quỷ, ba sợ rắn. Phụ thân không cần sợ. Để ta giáo huấn đại bảo, tiểu tiểu nói, sau đó quay đầu lại trừng mắt với đại bảo lúc này đang cúi đầu. Đại bảo, ngươi như vậy đặc biệt không tốt. Ta nói với ngươi, ngươi nếu như lại hù dọa phụ thân, ta sẽ đánh ngươi. Tỷ tỷ ta sau này không hù dọa phụ thân nữa. Đại bảo rất bỉ khuất, miếm miệng, nhỏ giọng nói. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn con trai, con gái trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy hình như mấy ngày trống rỗng, thoáng cái càng thêm tối tăm. Lục Vân Giao ở bên cạnh, lúc này cố nén ý cười nhịn rất cực khổ nàng sợ mình một khi nhịn không được phình bụng cười to lên bạch tiểu thuần khóc không ra nước mắt hắn cảm thấy mình rất cần phải đi lặp lại uy nghiêm phụ thân của bản thân mình một chút vì vậy hắn hít một hơi thật sâu thần sắc nghiêm nghị tiểu tiểu con vừa nói là không đúng phụ thân con bạch tiểu thuần vừa vỗ ngực đang muốn thể hiện ra hình tượng của mình cao lớn hơn một chút tiểu tiểu lại nhìn về phía bạch tiểu thuần lộ ra nụ cười ngọt ngào Nàng đã chạy tới ôm lấy bắp đùi Bạch Tiểu Thuần, đầu nhỏ nâng lên, giọng điệu thanh thúy, lộ ra vẻ thanh thuần, lại giống như an ủi, vang vọng ra, phụ thân không sợ, đại bảo không hiểu chuyện, ta sẽ giáo huấn hắn. Chỉ có điều ta và đệ đệ đã sớm nói trước, không cần chờ chúng ta lớn lên, tất cả rắn, tất cả quỷ bên trong khôi hoàng triều chúng ta, đều giao cho chúng ta, như vậy chờ sau khi chúng ta lớn lên, tất cả rắn cùng quỷ hồn bên trong khôi hoàng triều, đều sẽ bị chúng ta thu thập sạch sẽ tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng xuất hiện. Như vậy cũng sẽ không hù dọa được phụ thân. Phụ thân yên tâm, ta và đại bảo cùng nhau bảo vệ phụ thân." Tiểu Tiểu nụ cười ngọt ngào, hơn nữa ngôn từ cũng không giống như giả vờ, mang theo sự ngây thơ lại nghiêm túc, khiến cho Tâm Bạch Tiểu Thuần chợt chấn động mãnh liệt, Đại Bảo ở bên cạnh tuy rằng quật cường, nhưng đối với chuyện này cũng gật đầu, "Phụ thân, ta tuy rằng không biết tại sao phụ thân lại phải sợ rắn và quỷ hồn. Chỉ có điều tỷ tỷ nói rất đúng." sau này phụ thân ngươi không cần sợ hãi ta và tỷ tỷ tới bảo vệ phụ thân tuyệt đối không khiến cho rắn quỷ tới hù dọa được phụ thân đại bảo cũng nghiêm túc mở miệng trên thực tế đây mới là nguyên nhân hai hài tử bọn họ mấy năm nay ra ngoài mặc dù cũng ham chơi nhưng ước nguyện ban đầu lại là sau khi lý thanh hậu nói với bọn họ về chuyện cũ của bạch tiểu thuần bọn họ biết được thứ gì làm hại phụ thân của mình khiếp sợ vì vậy từ trong lòng sinh ra suy nghĩ phải bảo vệ phụ thân những lời lẽ này do hai hài tử dùng giọng điệu non nớt nói ra, ý cười của Lục Vân Giao biến mất. Thay vào đó, trong mắt nàng lại là tia sáng kỳ dị, Bạch Tiểu Thuần cũng bị cảm động, vui mừng. Đồng thời, hắn thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ loại chuyện như vậy, trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào khuyên nhủ được cái gì. Vì vậy hắn xoa xoa đầu của hai hài tử. Trước khi rời đi, hắn không nhịn được quay đầu lại nói một câu, thanh hậu gia gia các con nói không phải là quá đúng thật ra phụ thân ta không sợ rắn càng không sợ quỷ gan rất lớn bạch tiểu thuần vừa nói đến đây phía sau hắn truyền đến từng tiếng ho khan tống quân nguyễn cùng chu tử mạch đã đi tới hai nữ cười mà như không cười nhìn một chút bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần nhất thời xấu hổ tìm lý do vội vàng rời đi sau khi trở lại mật thất bế quan bạch tiểu thuần ngồi ở chỗ đó hồi tưởng lại lời nói của tiểu tiểu cùng đại bảo hắn vẫn là vừa vui mừng lại lo lắng sau một hồi lâu hắn lắc đầu mà thôi cũng không cần thiết miễn cưỡng bọn chúng thay đổi tính cách con đường của ta chưa chắc đã thích hợp với bọn trẻ tương lai của bọn trẻ cuối cùng là do bản thân bọn trẻ sáng tạo ra điều ta có thể làm chính là dốc hết toàn lực đi bảo vệ bạch tiểu thuần thì thào nói nhỏ hồi lâu lại nở nụ cười cảm giác được người bảo vệ thật tốt nhất là được nữ nhi cùng con trai của mình bảo vệ rất tốt không lại tiếp tục rầu rĩ về tính cách của tiểu tiểu cùng đại bảo Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, tu hành. Đồng thời, hắn cũng tiếp tục tiến hành thôi diễn đối với lửa 23 màu. Mấy năm nay, hắn đối với lửa 23 màu đã hiểu rõ gần như chín phần. Chỉ còn lại có một ít việc nhỏ không đáng kể vẫn cần phải hoàn thiện. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần dự đoán, sẽ không tốn quá nhiều thời gian nữa, hắn có thể sáng tạo ra hồn phương lửa 23 màu. Thời gian trôi qua, lại qua đi một năm, khi lửa 23 màu hồn phương, ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn thôi diễn sau khi hoàn thành, Bạch Tiểu Thuần phấn chấn mở đôi mắt ra, giơ tay phải lên vung lên, nhất thời lại có số lượng lớn hồn từ hắn bên trong túi trữ vật tản ra, đang muốn đi thử chế luyện một chút, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía động phủ của công tôn Nguyễn Nhi, khí tức này không thích hợp, khí tức truyền đến nơi, chính là động phủ của công tôn Nguyễn Nhi, đây vốn phải là một khí tức đột phá trên thực tế trong khoảng thời gian này bạch tiểu thuần mặc dù đang bế quan nhưng thần thức của hắn mỗi lần tản ra tất cả mọi chuyện trong toàn bộ khôi hoàn thành cũng sẽ hiện lên ở trong đầu hắn mà từ nhiều năm trước công tôn uyển nhi lại thử đột phá thiên tôn sơ kỳ muốn thăng cấp thiên tôn trung kỳ chuyện này cũng không phải là bí mật bất luận là bạch tiểu thuần hay đám người đại thiên sư tất cả đều biết được trên thực tế nếu không phải trước đây bạch tiểu thuần khiến cho công tôn uyển nhi thay thế quỷ mẫu lấy nội tình của quỷ mẫu trước đây đã sớm có thể đột phá tu vi. Thậm chí hiện tại đạt đến thiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, cũng không phải không có khả năng. Sau khi công tôn Nguyễn Nhi đi tới khôi hoàng triều, lại trước sau bế quan, chính là vì đột phá tu vi, do đó hoàn toàn dung hợp quỷ mẫu. Dù sao trước đây dung hợp, chỉ là sơ bộ. Nhìn như ý chí của quỷ mẫu đã tiêu tan, nhưng trên thực tế các nàng vốn chính là một khối. Dấu vết của quỷ mẫu vẫn còn tồn tại như cũ lúc này bạch tiểu thuần phát giác khí tức ngoại trừ dấu hiệu công tôn uyển nhi đột phá ra quan trọng hơn là ở bên trong khí tức này hắn cảm nhận được một tia sóng dao động không thuộc về công tôn uyển nhi hình như đang dãy dụa thức tỉnh sóng dao động này bạch tiểu thuần rất quen thuộc chính là quỷ mẫu sắc mặt bạch tiểu thuần trầm xuống hắn không có thời gian tiếp tục luyện lửa vung tay áo một cái cuốn lấy hồn ở bốn phía xung quanh đi trong nháy mắt thân thể hắn mơ hồ biến mất không thấy bóng dáng thời điểm hắn xuất hiện, thình lình lại ở bên trong động phủ của công tôn Nguyễn Nhi. Hắn lập tức liền nhìn thấy công tôn Nguyễn Nhi khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thân thể run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện lên khí sương mù đen và trắng. Lúc này sương mù màu đen này đang khuếch tán, giống như muốn hoàn toàn cắn nuốt sương mù màu trắng, màu đen đại biểu chính là quỷ mẫu. Màu trắng mới là công tôn Nguyễn Nhi. Giờ phút này, sự khác thường của công tôn Nguyễn Nhi bên trong toàn bộ khôi hoàng triều cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần có thể phát hiện. Đồng thời, có thể cứu viện cho công tôn Nguyễn Nhi, cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần, cũng tốt. Nhưng cơ hội này, hoàn toàn chấn nát ý chí quỷ mẫu, khiến cho công tôn Nguyễn Nhi từ nay về sau độc nhất vô nhị. Cho dù là sau khi đạo chủng sống lại, cũng vẫn là độc nhất vô nhị, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Trước đó quỷ mẫu bị dung hợp, chỉ có lưu lại dấu vết. Bạch Tiểu Thuần cho dù là muốn xóa bỏ nàng đi. Bởi vì đối phương cùng công tôn Nguyễn Nhi là một khối, cũng không tiện làm được. Tổn thương quỷ mẫu, chính là tổn thương công tôn Nguyễn Nhi. Mạnh mẽ xóa đi, hậu quả chính là tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển được đối với công tôn Nguyễn Nhi. Nhưng hôm nay, quỷ mẫu này hiển nhiên là nắm lấy cơ hội công tôn Nguyễn Nhi đột phá tu vi, đột nhiên bạo phát. Kể từ đó, trạng thái nàng cùng công tôn Nguyễn Nhi dung hợp với nhau, cũng đã bị đánh phá, cho bạch tiểu thuần cơ hội nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bạch tiểu thuần hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, trực tiếp đặt một ngón tay tại mi tâm của công tôn viễn nhi. thần thức theo ngón tay, trong nháy mắt lại dũng mảnh tràn vào bên trong thức hải của công tôn viễn nhi. thức hải của công tôn viễn nhi là một mảnh biển rộng do nước biển hai màu đen trắng tạo thành. trong biển rộng đen trắng này, sóng biển cuồn cuộn, không ngừng khuếch tán, tự nhiên trấn áp sóng biển màu trắng. bên trong nước biển màu đen này lúc này có thể nhìn thấy được mơ hồ có một gương mặt cực lớn, hoặc nhìn giống hệt với công tôn Nguyễn Nhi, nhưng lại càng dữ tận, quỷ khí ngập trời hơn. Đó chính là ý chí của quỷ mở, mà nước biển màu trắng mặc dù bị nhanh chóng trấn áp như vậy, là bởi vì bên trong cuối cùng lại không gương mặt của công tôn Nguyễn Nhi. Hình như ý chí của nàng không biết đã đi nơi nào, thời điểm Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, chính là thời khắc khi bên trong mặt nước biển màu đen kia muốn dung hợp một mảnh màu trắng nước biển cuối cùng sự xuất hiện của hắn lại giống như sét đánh xé trời lại trực tiếp ầm ầm nổ tung ở bên trong đầu bạch tiểu thuần âm thanh thê lương từ trong miệng gương mặt của quỷ mẫu ở bên trong nước biển màu đen kia truyền ra ngay sau đó tất cả nước biển màu đen đều lao thẳng lên trời thình lình ở trong thiên địa của thức hải này hợp thành một người cực kỳ khổng lồ bằng nước biển người khổng lồ này cao vô hạn gương mặt chính là quỷ mẫu lúc này nàng gầm thét giận dữ đang giơ hai tay lên hướng về phía bạch tiểu thuần giống như muốn mượn sự trợ giúp từ ưu thế về địa lý nơi đây, muốn trấn áp Bạch Tiểu Thuần xuống, còn muốn cắn nút thần niệm của Bạch Tiểu Thuần. Đây không phải là quỷ mẫu không biết trời cao đất rộng, mà là nàng ngủ say quá lâu, hiện tại thức tỉnh, mặc dù cắn nút phần lớn ý chí của công tôn Nguyễn Nhi, nhưng chủ hồn của công tôn Nguyễn Nhi lại chạy trốn. Cho nên nàng không biết hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã trở thành khôi hoàng, không biết tự lượng sức mình, Bạch Tiểu Thuần đứng ở giữa không trung, lạnh lùng đưa mắt nhìn quỷ mẫu gầm thét giận dữ lao đến hắn hừ lạnh một tiếng tay phải trực tiếp giơ lên bất diệt đế quyền đột nhiên biến ảo thậm chí hắn cũng không có thi triển chúa tể quyền chỉ là bất diệt đế quyền ở trong một cái chớp mắt này trực tiếp khiến cho thức hải của công tôn uyển nhi dân lên sóng lớn ngập trời cái này cái này quỷ mẫu hoảng sợ thần sắc đại biến nàng đang muốn lui về phía sau nhưng vẫn quá muộn tay phải của bạch tiểu thuần đã đột nhiên hạ xuống theo đế ảnh phía sau hắn dung hợp theo một quyền hạ xuống, một trận gió bão kinh thiên động địa lại trực tiếp ầm ầm bạo phát ở phía trước Bạch Tiểu Thuần, lao thẳng đến người khổng lồ quỷ mẫu do nước biển màu đen hình thành, những tiếng nổ ầm 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 đinh tai nhức óc. Cho dù ở đây thuộc về thức hải kỹ quỷ mẫu, cho dù quỷ mẫu ở chỗ này có ưu thế cực lớn, cho dù nàng vừa nuốt vào công tôn Nguyễn Nhi, bản thân mặc dù còn không có tiêu hóa, nhưng lại có thể phát ra chiến lực thiên tôn trung kỳ, nhưng ở trước mặt tu vi tuyệt đối áp chế, vẫn là không chịu nổi một đòn, ầm ầm, trong tiếng động vang lên, quỷ mẫu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Người khổng lồ của nàng do nước biển hình thành lại trực tiếp tan vỡ, nổ tung ra. Ở trong sự khuếch tán này, thân thể của nàng bị trực tiếp xé rách. Cũng ở trong một cái chớp mắt này, ý chí của nàng bị phân liệt ra thành mấy nghìn phần, hóa thành lệ quỷ, phân tán chạy trốn về bốn phía xung quanh, bạch tiểu thuần không đi để ý tới. Ở bên trong thức hải này, cho dù quỷ mẫu hóa thành nhiều phần hơn nữa, cũng không có cách nào hoàn toàn chạy thoát được. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần tốn một ít thời gian, chắc chắn sẽ tìm được từng mảnh, đánh tất cả nát bấy, mà hiện tại điều quan trọng nhất ở trước mặt hắn, chính là tìm được ý chí chủ hồn của công tôn Nguyễn Nhi. Trước đó hắn cũng nhìn ra được trạng thái của quỷ mẫu. Hắn đoán được đây là do đối phương cắn nuốt phần lớn ý chí của công tôn Nguyễn Nhi. Nhưng chủ hồn, hiển nhiên đã chạy trốn. Nói cách khác, quỷ mẫu cũng sẽ không cuồng vọng chủ động ra tay với mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn về phía dưới. Bởi vì ý chí của quỷ mẫu tan vỡ, do đó nước thức hải không còn là màu đen, mà gần như biến thành trong suốt. Thân thể hắn thoáng lắc một cái, trực tiếp trốn vào trong thức hải. Thần thức tản ra, hắn bắt đầu tìm kiếm công tôn Nguyễn Nhi. Ở trong quá trình này, hễ là gặp phải lệ quỷ hình thành sau khi quỷ mẫu tan vỡ, đều không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần, lại trong nháy mắt tự mình nát bấy, trở thành một phần của thức hải, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút dừng lại nào, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, ánh mắt hắn lại lóe lên. Trong thần thức, hắn thấy được ở đáy biển phía xa, lại có một thanh đại kiếm, thanh kiếm kia, Bạch Tiểu Thuần quen thuộc. Đó chính là. Vẫn kiếm ở thế giới thông thiên, cũng chính là bội kiếm trước kia của Cổ Thiên Quân, kích thước của nó giống hệt với đại lục thông thiên trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần giống nhau như đúc thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy được trên thanh vẫn kiếm này xuất hiện những lỗ thủng, cùng với bên trong lỗ thủng, thế giới tồn tại ở vực sâu vẫn kiếm, ánh mắt bạch tiểu thuần chợt tập trung lại, bóng người biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện đã ở bên cạnh vẫn kiếm. Hắn nhìn lỗ thủng ở phía trên kia, trong lòng hắn cũng có phần xúc động, giống như trở lại cảnh tượng lúc ngưng khí trước đây, cùng tống khuyết tranh đoạt thiên đạo khí, đè ép xuống suy tư trong lòng, bạch tiểu thuần tìm một chỗ lỗ thủng, bước vào thế giới trong vực sâu vẫn kiếm nơi đây sương mù dày đặc ở bên trong sương mù này thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét thê lương âm thanh này nghe giống như sát hồn năm đó bạch tiểu thuần không để ý đến dựa theo thần thức cảm giác nhận nơi chốn ở trong sương mù dày đặc đi với tốc độ rất nhanh lao về phía trước rất nhanh hắn liền thấy ở bên trong sương mù dày đặc này có một chỗ sơn cốc trong chớp mắt khi tiến vào sơn cốc này bạch tiểu thuần cuối cùng thở vào nhẹ nhõm hắn thấy được ở trong góc phòng cách đó không xa một tiểu nữ hài mặc váy dài màu trắng, ôm đầu gối, trung lẫy bẫy. Tiểu nữ hài này, chính là chủ hồn của công tôn Nguyễn Nhi. Nàng hình như vì đánh mất quá nhiều thần niệm ý chí, đã có chút mất trí nhớ. Lúc này trong sự yếu đuối, nàng giống như nhận thấy được bạch tiểu thuần. Nàng run rẩy ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy được bạch tiểu thuần, trong mắt nàng lộ ra sự sợ hãi. Tiểu ca ca, ngươi. Ngươi là muốn ăn ta sao? Nhìn công tôn Nguyễn Nhi, bạch tiểu thuần than nhẹ một tiếng, trong lòng dâng lên sự thương hại, lắc đầu. Đồng thời, hắn chậm rãi tới gần tiểu nữ hài. Hình như vẫn tồn tại một ít cảm giác đối với bạch tiểu thuần, tiểu nữ hài thở vào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng lại vội vàng lôi kéo bạch tiểu thuần lui về phía sau, đại ca ca, bên ngoài có rất nhiều quỷ, rất dọa người. Đại ca ca cũng qua tránh một chút đi, viễn nhi không cần sợ. Ta dẫn nàng ra ngoài được chứ, bạch tiểu thuần ngồi sổng người xuống, nhìn công tôn viễn nhi ánh mắt ôn hòa. Ánh mắt này rơi ở trong mắt công tôn Nguyễn Nhi, khiến cho thân thể nàng rung lên. Trí nhớ mơ hồ hình như cũng xuất hiện một ít sóng lớn. Mơ hồ, không hiểu sao nàng có một loại cảm giác tín nhiệm đối với người thanh niên trước mắt này. Một lát sau, cho dù khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, nhưng vẫn gật đầu một cái. Chỉ có điều nàng kéo tay Bạch Tiểu Thuần, chặt hơn. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, cũng kéo tay công tôn Nguyễn Nhi, dẫn theo nàng lao thẳng đến bên ngoài vực sâu vẫn kiếm gần như trong chớp mắt khi công tôn Nguyễn Nhi xuất hiện, tất cả lệ quỷ do quỷ mẫu hóa thành ở bên trong toàn bộ thức hải, đều trở nên điên cuồng, giống như theo bản năng, từ bốn phương tám hướng không ngừng xuyên qua, lao đến, muốn đi cắn nuốt công tôn Nguyễn Nhi, chỉ có điều, bạch tiểu thuần ở đó, bọn chúng căn bản không có cách nào thành công. Không đợi tới gần, mỗi một lệ quỷ ở trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp nát bấy. Theo Bạch Tiểu Thuần mang theo công tôn Nguyễn Nhi thẳng đường đi tới, tất cả tàn hồn lệ quỷ của quỷ mẫu đều bị vỡ nát diệt vong hầu như không còn. Cùng lúc đó, mỗi một lệ quỷ tử vong, đều sẽ làm cho công tôn Nguyễn Nhi tăng thêm một tia buồn ngủ. Cho đến cuối cùng tất cả lệ quỷ đều tan vỡ, công tôn Nguyễn Nhi đã nhắm mắt ngủ say. Chỉ là tay nàng cuối cùng vẫn nắm chặt lấy tay của Bạch Tiểu Thuần, không buông ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn công tôn Nguyễn Nhi một chút, vẫn là không yên lòng. Vì vậy thần thức vừa cẩn thận quét ngang mấy lần. Sau khi xác định quỷ mẫu lần này thật sự tan thành mây khói, lúc này trên mặt hắn mới lộ ra vẻ tươi cười. Thoáng một cái hắn biến mất, thần thức trở về cơ thể, bên trong động phủ công tôn Nguyễn Nhi, thân thể bạch tiểu thuần chấn động. Theo thần niệm trở về, ngón tay hắn dơ lên đặt ở trên trán của công tôn Nguyễn Nhi, cũng nhẹ nhàng buông xuống. Nhưng ngay khi ngón tay của hắn muốn hoàn toàn thu hồi, trong chớp mắt, công tôn Nguyễn Nhi đang khoanh chân tĩnh tọa, đột nhiên nâng tay phải lên, nắm lấy tay của bạch tiểu thuần lông mi của nàng run rẩy, lúc này từ từ mở ra. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trên mặt nàng thoáng lộ ra một ý cười. Trong mắt nàng mang theo sự ôn hòa, lại dường như có một chút trêu chọc, khẽ mở miệng nói, Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi, bị công tôn Nguyễn Nhi kéo tay như thế, thần sắc này mang theo sự ôn hòa cùng nụ cười, còn có tia sáng kỳ dị trong mắt như có như không. Tất cả những điều này, lại giống như hóa thành một lưỡi câu, đây là cảm giác trực quan nhất của Bạch Tiểu Thuần. Cái lưỡi câu này giống như trong nháy mắt từ trong thân thể công tôn Nguyễn Nhi bay ra, lao thẳng đến chỗ mình. Cho đến sau khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi động phủ của công tôn Nguyễn Nhi, trở lại mật thất của mình, hắn vẫn đang suy nghĩ một việc, lúc công tôn Nguyễn Nhi này đột phá, thật sự xuất hiện bất ngờ, do đó bị quỷ mẫu tìm được cơ hội, hay là nàng cố ý, vấn đề này, Bạch Tiểu Thuần không có đáp án. Nhưng dựa theo hiểu biết của hắn đối với công tôn Nguyễn Nhi, hình như chuyện sau thật sự có khả năng không nhỏ. Bỏ qua phiền não không có câu trả lời này, Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trong mật thất, một lát sau hít một hơi thật sâu, vung tay phải lên, lấy ra rất nhiều hồn, bắt đầu thử chế luyện lửa 23 màu, loại này ở toàn bộ tiên vực vĩnh hằng, thậm chí có thể nói là ở trong toàn bộ tinh không, từ trước tới nay đều chưa từng xuất hiện qua lửa 23 màu. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần là từ trước tới nay ở trên con đường này là luyện hồn sư thiên phẩm đi xa nhất, lại có thiên phú Bạch Hạo dành cho hắn, trợ giúp lót đường cho Bạch Tiểu Thuần nhưng hắn vẫn phải dùng vài năm mới tìm ra cách điều chế lửa 23 màu này, từ từ sáng tạo ra. Cho dù ở trong đầu của hắn, đã thôi diễn nhiều lần, nhưng trên thực tế đối với việc chế luyện, hắn vẫn không có quá nhiều nắm chắc, nhất là Bạch Tiểu Thuần không nhiều hồn lắm. Số hồn hiện tại có được, phần lớn đều là nhận được từ trên bảo quạt. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần tính toán, số lượng hồn này chỉ có thể khiến cho mình miễn cưỡng tiến hành chế luyện 4 lần, nếu như 4 lần đều thất bại, hắn sẽ không có hồn để có thể tiếp tục. Cũng may, sau khi Khôi Hoàng triều thành lập, có lẽ là vì quy tắc biến hóa nào đó Bạch Tiểu Thuần cũng nói không rõ, khiến cho ở trong tiên vực Khôi Hoàng triều chiếm cứ, dần dần cũng giống như thế giới thông thiên trước đây, bắt đầu xuất hiện một ít hồn. Lại ở dưới pháp chỉ của Bạch Tiểu Thuần, toàn bộ luyện linh sư của Khôi Hoàng triều đều xuất động, thu thập các loại hồn xuất hiện, chỉ là cho dù như vậy, số lượng vẫn không nhiều. Tập trung vào một chỗ, cũng chỉ khiến cho Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng có thể tiến hành thêm một lần chế luyện mà thôi, chỉ có 5 lần cơ hội sao, Bạch Tiểu Thuần trầm mặt hồi lâu, nhìn những hồn trước mặt. Ở trong đầu lại tiến hành nhiều lần cân nhắc cách chế luyện lửa nhiều màu, sau đó trong mắt hắn lộ ra sự quyết đoán, lại không chút do dự, lập tức liền bắt đầu chế luyện, rất nhanh, theo hồn trước mặt Bạch Tiểu Thuần không ngừng vây xung quanh nơi đây, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu của lửa nhiều màu. Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú, hoàn toàn không dám phân tâm nhưng sau khi liên tục chế luyện 7 ngày, sắc mặt đột biến, hai tay bấm quyết trực tiếp ấn một cái, dựa vào tu vi mạnh mẽ áp chế đám đống hỏa diễm đột ngầu ở trước người giống như muốn nổ tung ra, một tiếng nổ lớn vang vọng. Cũng may tu vi của Bạch Tiểu Thuần hiện tại cường hãn, sau khi toàn lực áp chế, không có khuếch tán ra, chỉ là khi hắn nhìn đống lửa này dần dần tắt, sắc mặt rất khó coi. Hắn ngồi ở chỗ đó trầm mặt hồi lâu, dần dần trong mắt xuất hiện tơ máu, trong đầu không ngừng phân tích cùng thôi diễn lần thôi diễn này chính là mấy tháng bạch tiểu thuần đã mất ăn mất ngủ toàn tâm toàn ý chìm đắm ở bên trong rơi vào trong trạng thái điên cuồng cho đến sau khi xác định hóa giải được vấn đề thất bại trước đó hắn mới bắt đầu chế luyện lần thứ hai vẫn thất bại sau đó lần thứ ba lần thứ tư sau mỗi lần thất bại bạch tiểu thuần đều cần thời gian dài hơn để giải quyết vấn đề cho đến hiện tại thời điểm sắp tới bắt đầu lần chế luyện thứ năm thời gian đã qua ba năm đại bảo cùng tiểu tiểu càng bướng bỉnh hơn khôi hoàng triều phát triển cũng mạnh mẽ vô tận cùng lúc đó ở trong ba năm này đấu thắng vương đột phá tu vi giống như đại thiên sư đều dựa vào lực của bản thân bước vào cảnh giới thiên tôn đến lúc này số lượng thiên tôn ở khôi hoàng triều đã đến bốn vị địa vị chỉnh thể đều lại tăng cao một mảng lớn cũng chính vào lúc này bạch tiểu thuần bắt đầu lần chế luyện thứ năm đây là một cơ hội cuối cùng của hắn một khi thất bại sẽ không có hồn. Cần phải thu thập đến khi đủ hồn, mới có thể tiếp tục chế luyện. Bạch Tiểu Thuần cũng không cho phép mình thất bại. Sau khi tổng kết bài học từ 4 lần trước, lần này hắn có 7 phần nắm chắc, có thể thành công luyện ra lửa 23 màu, trên thực tế cũng đúng như Bạch Tiểu Thuần phán đoán. Sau khi trải qua tròn một tháng thận trọng chế luyện, ở trong chớp mắt khi tất cả hồn đều bị hắn tiêu hao hết, đám lửa đục ngầu trước mặt hắn này, trong nháy mắt xuất hiện sắc thái, không ngừng biến hóa, cuối cùng sau khi biến hóa 23 lần, một khí tức lớn không có cách nào hình dung, bỗng nhiên, liền trực tiếp từ trong mật thất bạch tiểu thuần, dân trào bạo phát, khí thế đầy cuộn trào mãnh liệt. Khí tức này mạnh mẽ, ngay cả trận pháp của mật thất cũng không có cách nào che đậy được, trong nháy mắt đã bị xuyên qua, còn đột phá trận pháp của hoàng cung. Thậm chí ngay cả trận pháp của khôi hoàng thành đều khó có thể áp chế nó, khiến cho khí tức này trực tiếp vọt vào trời cao, thiên địa có phần thất sắc. Phong vân hình như cũng có sắc thái mới, toàn bộ trời cao đều trở thành đủ mọi màu sắc, cuối cùng hình thành một hư ảo đầy khí thế biển lửa, 23 màu biến hóa, cực kỳ rõ nét, từ phía xa nhìn lại, rực rỡ nhiều màu, đoạt ánh mắt người, càng làm cho người ta chấn động, theo khí tức lửa 23 màu khuếch tán ra. Trong khôi hoàn thành tất cả tu sĩ huyết mạch thế giới thông thiên, thân thể mỗi người đều không khống chế được chấn động. Hình như huyết mạch của bọn họ cũng vì lửa 23 màu chỉ thuộc về riêng thế giới thông thiên này bạo phát, do đó kích động, đó là, đây là lửa nhiều màu, trời ạ, à, đây là lửa 23 màu, từng trận xôn xao bạo phát ở trong toàn bộ Khôi Hoàng thành, dần dần không ngừng khuếch tán ra. Toàn bộ Khôi Hoàng triều đều nghe nói về chuyện này, đều đang chấn động. Cũng vào giờ phút này, tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần vang vọng rung trời, Bạch Tiểu Thuần đầy kích động. Lúc này, nhìn lửa 23 màu trong tay, tâm thần hắn đặc biệt không bình tĩnh. Bởi vì ở trong một cái chớp mắt khi lửa 23 màu này xuất hiện, hắn cảm nhận được ấn ký bạch hạo trên mu bàn tay của mình, sóng dao động vốn yếu ớt, cuối cùng lại thoáng cái trở nên sống động, dường như lửa 23 màu này, đối với bạch hạo mà nói, là giúp đỡ cực lớn, ở trong sự kích động này, thân thể bạch tiểu thuần run rẩy dựa theo trực giác đưa lửa 23 màu này từ từ dung hợp, chồng lên ấn ký bạch hạo trên mu bàn tay, sau khi chồng lên, Sóng dao động của Bạch Hạo bên trong ấn ký càng mãnh liệt hơn. Cảnh tượng như vậy, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít thở vô cùng gấp gáp. Phải biết rằng lửa nhiều màu có thể giúp Bạch Hạo sống lại, đây chỉ là thôi diễn cùng suy đoán của Bạch Tiểu Thuần trước đó mà thôi, hắn cũng không thật sự chắc chắn, có thể đi chứng minh phán đoán của mình. Nhưng hiện tại, theo lửa 23 màu cùng ấn ký dung hợp, theo sóng dao động Bạch Hạo bên trong ấn ký mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần có một loại dự cảm vô cùng mãnh liệt. Nếu như có thể có 30 màu lửa, dung nhập ấn ký của Hạo Nhi, như vậy. Hạo Nhi có thể bên trong lửa 30 màu lửa này, sống lại. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới Bạch Hạo, trong lòng của hắn lại hiện lên cảnh tượng lúc Hạo Nhi rời đi năm đó. Loại đau đớn mãnh liệt này giống như tâm bị xuyên qua vậy. Đó là đệ tử của hắn, đệ tử duy nhất trong cả đời này. Trong trầm mặt, cảm nhận lửa 23 màu hoàn toàn dung nhập mu bàn tay ấn ký bên trong. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong mắt lộ ra quyết đoán cùng kiên định. Trước đó, Hắn không chứng cứ được khả năng lấy luyện lửa khiến Bạch Hạo sống lại. Nhưng hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã cực kỳ xác định. Như vậy hiện tại bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường, ta cần phải có càng nhiều hồn hơn, thần sắc Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị. Hắn đã không có hồn. Hồn trên bảo quạt lên cũng đã không còn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần biết, vẫn có một nơi tồn tại vô biên vô hạn, hồn gần như vô hạn, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xa xăm dường như ánh mắt hắn xuyên qua trời cao, nhìn thấy được toàn bộ tinh không. Ở trong tinh không tối tăm này, tồn tại vô số bụi cùng khu phế tích, đồng thời cũng tồn tại vong hồn vô biên vô hạn. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Trên thực tế từ sau khi lập quốc, những năm gần đây, hắn rất ít khi lại đi tới bảo quạt. Thỉnh thoảng hắn qua đó, phần nhiều là đi xem tống khuyết có thức tỉnh hay không. Nhưng hôm nay, sau khi chứng minh phương pháp có thể khiến cho Bạch Hạo sống lại, Bạch Tiểu Thuần đã hạ quyết tâm, thông qua bảo quạt, ở trong tinh không này, vừa luyện lửa, vừa thu thập hồn, cho đến khi chế luyện ra 30 màu lửa, khiến Hạo Nhi sống lại, nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn tới chỗ ở của đám người Tống Quân Uyển trong hoàng cung một chút. Thần thức hắn đảo qua, không chỉ thấy được các nàng, cũng thấy được đại bảo cùng tiểu tiểu, cũng may lần này Bạch Tiểu Thuần nhìn như đi xa, nhưng trên thực tế là truyền tống tới bảo quạt. Một khi Khôi Hoàng Triều xuất hiện chuyện, hắn có thể trở về trong nháy mắt chỉ có điều điều kiện trước tiên hắn cần phải lưu lại một tia thần niệm ở bên trong mật thất này như vậy vừa đi lại không còn nỗi lo phía sau nghĩ tới đây bạch tiểu thuần cũng không có đi nói cho đám người tống quân quyển biết quyết định của chính mình hắn giơ tay phải lên chỉ về phía mi tâm thân thể nhất thời xuất hiện ảo ảnh trùng điệp rất nhanh hắn lại lấy thần niệm hình thành một phân thân hư ảo sau khi phân thân từ trong cơ thể hắn đi ra ngồi xuống khoanh chân vẫn không nhúc nhích làm xong những điều này Bạch Tiểu Thuần lại không chút do dự, thân thể thoáng một cái, trực tiếp biến mất. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở trên bảo quạt trong tinh không tối tâm, bắt đầu cuộc hành trình, sát hồn của hắn ở trong tinh không mênh mông này. Thời gian đảo mắt đã 10 năm trôi qua, trong tinh không tối tâm, một cây quạt khổng lồ, tản ra ánh sáng ôn hòa, đang bằng tốc độ kinh người, không ngừng đi về phía trước. Nó đi qua nơi nào, ở phía sau nó dâng lên một đuôi ánh sáng thật dài. Từ phía xa nhìn lại, giống như lưu tinh ở bên trong mặt cây quạt này, trên cánh tay chúa tể, bạch tiểu thuần khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thỉnh thoáng hắn mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra tinh quang, nhìn về phía tinh không xa xôi, màu đen, dường như là sắc thái duy nhất của tinh không này. Thời gian 10 năm, bạch tiểu thuần ở bên trong tinh không này di chuyển, mặc dù thấy qua một ít khu phế tích bồng bền, cũng tìm được một ít hồn, nhưng chung quy số lượng vẫn không đủ, mặc dù bạch tiểu thuần nóng ruột, nhưng cũng không có quá nhiều biện pháp nhất là cây quạt này dựa theo quỹ tích nào đó đi về phía trước, hắn từng nỗ lực sửa đổi, có lẽ coi như đã thay đổi phương hướng, nhưng rất nhanh, cũng trở lại trong quỹ tích ban đầu, dần dần, Bạch Tiểu Thuần vốn cũng không có mục đích, lại bỏ qua ý định sửa đổi, để mặc cho cây quạt này di chuyển ở bên trong tinh không. Hắn ở trong này ngồi tĩnh tọa, cùng lúc tu luyện. Mặt khác lại là thôi diễn cách luyện chế 25 màu lửa, về phần tiểu khí linh, ở trong 10 năm này, nó không ngừng vuốt mông ngựa, cuối cùng đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhả ra, có thể lại suy tính một chút vấn đề liên quan tới việc đổi tên cho nó, điều này làm cho Tiểu Khí Linh rất kích động. Vì vậy ở trên phương diện vuốt môn ngựa, nó lại càng thêm nóng lòng mong mỏi. Nhất là liên tục nhiều năm A du nịnh hót như vậy, cho nên cho tới bây giờ, nó cũng đã thành thói quen với loại phương thức nói chuyện cùng với đoán ý qua lời nói và sắc mặt này, mơ hồ hình thành bản năng, cũng giống như lúc này, ở sau lưng bạch tiểu thuần, tiểu khí linh lại là vẻ mặt nịnh nọt, đang bóp vai cho Bạch Tiểu Thuần, bất kỳ lúc nào cũng chú ý tới thần sắc của Bạch Tiểu Thuần, "Chủ tử, độ mạnh thế này có được không?" "Chủ tử, mấy ngày qua ta lại nghiên cứu ra một bộ thủ pháp xoa bóp mới, một hồi nữa sẽ thử cho ngài xem thế nào." Đối với Tiểu Khí Linh nịnh hót, trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái. Thỉnh thoảng hắn hừ một tiếng, thỉnh thoảng lại gật đầu. Nếu như tâm tình tốt, lại ban cho cho Tiểu Khí Linh một vẻ tươi cười tán thưởng. Bình thường một tán thưởng này khiến cho tiểu khí linh phấn chấn cả ngày. Còn có những nô bộc thái cổ này, tuy vẫn chỉ có thể huyển hóa ra một vị, nhưng hôm nay đã không chỉ là hành động ở trong mặt quạt này nữa. Những nô bộc thái cổ này đã có thể ở bên ngoài mặt quạt trong thời gian ngắn. Cho dù không có cách nào rời khỏi cây quạt, nhưng đối với phòng hộ bên trong toàn bộ cây quạt mà nói, so với thời điểm tà hoàng sông vào lúc trước, đã lớn hơn rất nhiều. Còn nếu như kẻ thù từ bên ngoài cây quạt xâm nhập, lực phòng hộ của bản thân cây quạt mặc dù không tính là kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng ở trong 10 năm này, tất cả khu phế tích đều không chống đỡ được va chạm của cây quạt. Lại như vậy, ở trong cuộc tìm kiếm giống như du ngoạn tinh không này, thời gian lại trôi qua, lại thêm 3 năm qua đi. Đối với cách điều chế lửa 25 màu, Bạch Tiểu Thuần đã cân nhắc hoàn thành, cũng sử dụng hồn thu thập mấy năm nay tới thử chế luyện hai lần. Nhưng số lượng hồn thu thập quá ít. Sau khi thất bại hai lần, Bạch Tiểu Thuần không có lực triển khai lần thứ ba, cho đến ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang khoanh chân tĩnh tọa, bỗng nhiên thân thể chấn động. Thần thức của hắn trước sau đều ở trạng thái tản ra. Lúc này sau khi mở mắt ra, mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng, thoáng một cái rời khỏi mặt quạt. Thời điểm xuất hiện hắn đã ở sát mép cây quạt, nhìn về nơi tinh không. Xa xăm. Rất nhanh, Tiểu Khí Linh cũng có phát giác. Nó huyễn hóa ra ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, thần sắc lộ vẻ xúc động, không thể tưởng tượng nổi nhìn tinh không phía xa, dần dần thần sắc bạch tiểu thuần cũng nghiêm trọng. Rất nhanh, theo cây quạt bay đi, trong tinh không phía trước vốn tối tăm, cuối cùng từ từ lại xuất hiện một luồng ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng này nhìn kỹ, đúng là một cái đèn lồng cực lớn, đèn này lồng cũng có kích thước đủ nhìn trượng, không ai cầm theo, tự mình bay ở bên trong tinh không. Mà ở phía mặt sau của cái đèn lồng này, là hồn vô tận khiến cho bạch tiểu thuần trợn tròn mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, số lượng hồn này sợ rằng nhiều tới mức phải tính bằng 10 vạn một. Biểu tình mỗi một hồn đều giống như mất cảm giác, không có bất kỳ linh động nào. Ở trong không khí trầm lặng này, chúng đi theo đèn lồng phía trước, bay về phía xa, từ phía xa nhìn lại, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ kinh người. Cuộc hành trình tinh không của Bạch Tiểu Thuần đã có nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được hình ảnh kỳ quái như vậy. Lúc này tâm thần hắn bị chấn động, lập tức điều khiển bảo quạt dừng lại nhiều hồn như vậy, Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái. Mấy năm nay hắn lục soát hồn chung vào một chỗ, cũng không có nhiều như nhìn thấy ở trước mắt. Lúc này hắn động tâm. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy cảnh tượng trước mặt như vậy quá mức quỷ dị. Bạch Tiểu Si, ngươi đã từng thấy cảnh tượng tương tự sao? Bạch Tiểu Thuần lập tức hỏi, mặc dù rất bất mãn đối với tên của mình, nhưng Tiểu Khí Linh lúc này cũng bị chấn động, vội vàng lắc đầu. Chủ tử, ta tuy rằng rất lâu đều ngủ say, nhưng ở thời điểm ta tỉnh táo, vô số năm qua, từ trước tới nay chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Những hồn này! Trời ạ! À, những hồn này đi theo đèn lồng, bọn họ là muốn đi tới chỗ nào? Thời điểm tiểu khí linh kinh hải, Bạch Tiểu Thuần nheo mắt. Chuyện này quỷ dị, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là sau khi hắn phát hiện những hồn này đối với bảo quạt ở đây, hình như không nhìn thấy được. Hắn thận trọng tạm thời điều khiển bảo quạt từ phía xa theo những hồn đang bay dự định đi xem bọn họ rốt cuộc muốn tới chỗ nào một lần theo này chính là mấy năm trong lúc bảo quạt nhiều lần trở về quỷ tích ban đầu đều bị bạch tiểu thuần mạnh mẽ sửa đổi chỉ có điều cuối cùng bạch tiểu thuần vẫn không có được ở trong mấy năm đi theo thỉnh thoảng hắn ném ra từng cái tụ hồn đan từng chút một trộn đi đội ngũ cực dài do những hồn này tạo thành mà tụ hồn đan có một tộc hắc đang một ngày một đêm chế luyện bạch tiểu thuần hiện tại nắm giữ số lượng đã không ít lại như vậy ở trong lúc hắn ăn trộm, số lượng 10 vạn hồn ở trong mấy năm bên, đã bị Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian, có đủ hồn, đối với chế luyện 25 màu lửa, Bạch Tiểu Thuần sau khi thử nhiều lần, cuối cùng cũng thành công luyện ra. Mắt thấy thời gian sung túc, hắn lại bắt đầu thôi diễn cách điều chế lửa 26 màu, đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần cố tình rời đi. Nhưng hắn cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Nếu như có thể tìm được chỗ đi cuối cùng của đèn lồng này, nói không chừng ở nơi đó, hắn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thu hoạch được càng nhiều hồn hơn. Bạch Tiểu Thuần lại nhìn xuống tâm tư, vừa nghiên cứu cách điều chế, vừa tiếp tục theo, mấy tháng sau, đèn lồng này giống như đến điểm cuối. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được điểm cuối, trong đầu của hắn ông một tiếng. Hắn chỉ thấy ở bên trong tinh không này, phía trước đèn lồng cực lớn, cuối cùng lại tồn tại một miệng giếng lớn hơn nữa, miệng giếng kích thước chừng vạn trường, tản ra từng đám sương có thể khiến hư vô vạn vẹo đồng thời bốn phía xung quanh, có những chiếc đèn lồng cũng bay vào đến bên trong miệng giếng, cái này cũng chưa tính cái gì. Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, là ở chỗ này, cuối cùng hắn lại từ phía xa thấy được hơn 10 đèn lồng, xếp thành hơn 10 đường dài hàng, mang theo vô số hồn, từ bốn phương tám hướng đến, từng cái một tiếng vào trong giếng, nhiều hồn như vậy, Bạch Tiểu Thuần nhất thời kích động. Nhưng hôm nay cảnh tượng như vậy vô cùng quỷ dị. Hắn do dự một chút, không dám xông ra bắt hồn. Trời ạ, à, đây là vật gì? Tiểu khí linh cũng há hốc mồm. Lấy kiến thức của nó, lúc này cũng không nhìn ra ở đây tồn tại đầu mối gì. Bạch tiểu thuần có chút rầu rĩ. Hắn đứng ở trên cây quạt đợi đã lâu. Cho đến những đèn lồng này đều biến mất ở miệng giếng sông, bạch tiểu thuần do dự. Sau một lúc lâu, hắn hung hăng cắn răng một cái, cái miệng giếng này quá thần bí, nhất định rất nguy hiểm. Chỉ có điều nơi này là một địa phương tốt. Nếu như ta chắn ở chỗ này, một cái đèn lồng tới, liền thu lấy một cái, không tới gần miệng giếng này, sẽ không có chuyện gì, Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt. Hắn biết đây là một cơ hội. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng vừa nghĩ tới nếu có những hồn này, hắn cũng có thể đi thử chế luyện đối với lửa 26 màu. Vì vậy trong mắt hắn lộ ra sự điên cuồng, lặng lẽ ngồi ở chỗ đó chờ đợi, không chờ quá lâu, cũng chính là thời gian nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần liền thấy phía xa có một cái đèn lồng, trung trinh bay tới ánh mắt hắn chợt sáng lên. Hắn lập tức điều khiển bảo quạt tới gần, không chậm trễ chút nào lại ném ra rất nhiều tụ hồn đan. Theo những tiếng động ầm ầm vang vọng, khi cái đèn lồng kia chui vào bên trong giếng, tất cả hồn đi theo phía sau nó đã bị Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt lấy đi hết, phát tài rồi. Bạch Tiểu Thuần kích động, vội vàng trở lại trên bảo quạt, ngồi ở chỗ đó, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị, một khi không ổn sẽ lập tức chạy trốn. Nhưng đợi chừng mấy ngày Mắt thấy miệng giếng này cuối cùng lại không có phản ứng gì, lá gan của Bạch Tiểu Thuần cũng lại lớn lên. Ha ha, tự nhiên không có việc gì. Ở đây chẳng lẽ là phúc địa của Bạch Tiểu Thuần ta, mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hăng hái bừng bừng tiếp tục chờ đợi một cái đèn lồng tiếp theo. Mấy ngày sau, lại một cái đèn lồng qua, cứ như vậy, ở dưới sự điên cuồng soát hồn của Bạch Tiểu Thuần này, từng cái đèn lồng một mang theo rất nhiều hồn bay tới, bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cắt ngang. Vì vậy tiến vào bên trong giếng cũng chỉ có bản thân đèn lồng. Bạch Tiểu Thuần đối với hồn thu hoạch cũng khiến cho hắn càng lúc càng hưng phấn. Đến cuối cùng, toàn thân hắn đều sụp sôi. Chỉ có điều Tiểu Khí Linh mắt nhìn thấy tất cả những điều này, cảm giác bất an trong lòng không ngừng sinh sôi, nhiều lần khuyên bảo, chủ tử, chuyển biến tốt hãy thu. Ta có loại dự cảm xấu, không cần lo lắng, chuyện này ta có kinh nghiệm, Bạch Tiểu Thuần chẳng hề để ý, khoát tay chặn lại hắn căn bản cũng không để ý tới lời tiểu khí linh dông dài hiện tại tâm thần hắn đã bị thu hoạch hồn kích thích lúc này mắt cũng đang phát ra ánh sáng tiếp tục chờ đợi cứ như vậy lại chờ đợi mấy tháng những cái đèn lồng này ban đầu nhanh nhất là mấy ngày chậm nhất nửa tháng lại từng cái một tới hiện tại biến thành phải hai tháng mất khả năng có một cái tới thậm chí cuối cùng sau khi bạch tiểu thuần đợi bốn tháng phát hiện vẫn không có cái đèn lồng nào đến vào lúc hắn chán nản lại phát hiện miệng giếng này cuối cùng lại xuất hiện dấu hiệu hư ảo, hình như đang chậm rãi biến mất, mặc dù biến mất thông thả, hoặc nhìn ước chừng cần phải một tháng mới có thể hoàn toàn tản đi, nhưng Bạch Tiểu Thuần không cam lòng. Sau khi không đợi được đèn lồng, hắn không thể không đưa mắt rơi vào trên miệng giếng này, thứ này tràn ngập thần bí, cũng không biết là thứ gì. Tiếp theo cũng không biết cần phải mất bao nhiêu thời gian mới gặp phải, Bạch Tiểu Thuần rất rầu rĩ. Một bên trong lòng hắm không cam lòng, cùng lúc hắn lại cảm thấy nguy hiểm cuối cùng nghĩ đến mình tới lâu như vậy cũng không gặp phải chuyện nguy hiểm gì vì vậy hắn hung hăng cắn răng một cái điều khiển bảo quạt cuối cùng lại lao thẳng qua miệng giếng này trong lúc phóng đi bạch tiểu thuần còn phát động lực cắn nuốt của bảo quạt nếu có thể hút miệng giếng này vào bên trong mặt quạt vậy là hoàn mỹ nhất đối với hành động điên cuồng này của bạch tiểu thuần tiểu khí linh bắt đầu thét lên chói tai nhưng nó lại không có cách nào ngăn cản trong chớp mắt bảo quạt liền trực tiếp lao vào trên miệng giếng nhưng không có tiếng nổ lớn giống như trong tưởng tượng của tiểu khí linh cùng bạch tiểu thuần miệng giếng này cuối cùng lại giống như không gian khác tương tự với mảnh tinh không này giống như trong suốt bảo quạt cuối cùng lại trực tiếp xuyên qua qua cái này khiến cho bạch tiểu thuần mở miệng hít sâu một hơi đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện bảo quạt không có cách nào giải quyết lúc này sau khi xuyên qua miệng giếng sau khi bảo quạt dừng lại bạch tiểu thuần quay đầu lại nhìn về phía miệng giếng này Hắn do dự hết lần này đến lần khác, cố tình buông tha. Chỉ là ở trong phán đoán của Bạch Tiểu Thuần, bên trong miệng giếng này tất nhiên tồn tại càng nhiều hồn hơn. Sau khi suy nghĩ mấy ngày, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng bất chấp mọi giá, ta chỉ liếc mắt nhìn qua, sẽ không có chuyện gì. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cắn răng, thân thể thoáng một cái trực tiếp bay ra khỏi bảo quạt, thận trọng tới gần miệng giếng này, càng tới gần, tu vi của hắn tản ra toàn diện, thần thức càng không ngừng khuếch tán, lưu ý tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh. Chỉ là miệng giếng này giống như cắt đứt đối với thần thức. Bạch Tiểu Thuần không có cách nào sử dụng thần thức nhìn được bên trong giếng. Hắn chỉ có thể ở trong sự cẩn thận này từ từ gần, thẳng đường đi tới, ngược lại cũng không có chuyện nguy hiểm gì. Điều này cũng làm cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần thở vào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn cảnh giác không ít. Cuối cùng hắn đã tới sát miệng giếng này. Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên, nhanh chóng thăm dò, nhìn về phía bên trong miệng giếng vừa nhìn một cái mắt bạch tiểu thuần bỗng nhiên trợn tròn hắn nhìn thấy được ở bên trong cái giếng này tự nhiên tồn tại một thế giới chỗ miệng giếng lại giống như bầu trời của mảnh thế giới này theo miệng giếng nhìn tiếp bạch tiểu thuần nhìn thấy được tất cả của thế giới này đều làm bằng giấy mặt đất là làm bằng giấy ngọn núi sông kiến trúc tất cả đều làm bằng giấy mà ở trên những thứ bằng giấy này cuối cùng lại hấp thụ rất nhiều hồn phóng tầm mắt nhìn lại, thế giới này tuy được chết tạo bằng giấy, nhưng bên trong ẩn chứa số lượng hồn nhiều vượt ra khỏi tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần. Nhất là Bạch Tiểu Thuần chú ý thấy, bên trong mảnh thế giới này, hình như cũng có trật tự của nó. Đẳng cấp căn cứ vào tu vi của hồn để phân chia, cực kỳ nghiêm ngặt. Bên trong chẳng những có hồn thiên nhân, còn có hồn bán thần. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn thấy được hồn thiên tôn. Vừa vặn lúc nhìn vào, hắn còn thấy được nhóm người giấy tạo thành đội ngũ thật dài, được vô số người giấy vây quanh đúng là một vị hồn thái cổ tất cả những điều này khiến cho bạch tiểu thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng vào lúc này bỗng nhiên hắn nghe được trên bảo quạt cách đó không xa tiểu khí linh thét một tiếng chói tai chủ tử phía sau ngươi sắc mặt bạch tiểu thuần nhất thời biến đổi nhưng không đợi tiểu khí linh nói xong lời này đột nhiên sau lưng bạch tiểu thuần trực tiếp từ bên trong hư vô có một ngón tay khô gầy đưa ra cái ngón tay này chợt lại đẩy bạch tiểu thuần một cái, tốc độ rõ ràng không nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác bạch tiểu thuần ở đây, ngay cả thời gian quay đầu lại cũng không có, hoàn toàn không có một chút phát hiện nào, thậm chí cũng không có cách nào giải dụa phản kháng, đã bị cái tay khô gây này trực tiếp đẩy ở phía sau lưng, một lực mạnh đột nhiên bạo phát. Bạch tiểu thuần kinh ngạc la lên thất thanh, thân thể không khống chế được ở dưới lực mạnh này, lại trực tiếp bị đẩy tới bên trong miệng giếng phía trước, mà theo thân thể hắn bị đẩy vào, trong hư vô, nơi bàn tay khô gầy kia vươn lên, từ từ lộ ra một bóng người còng xuống. Bóng dáng ấy là một lão bà bà. Trong tay của nàng cầm theo một cái đèn lồng. Lúc này, sau khi đẩy Bạch Tiểu Thuần vào bên trong giếng, nàng đứng ở miệng giếng, quay đầu lại nhìn về phía bảo quạt trôi lơ lửng ở cách đó không xa. Tiểu Khí Linh bị ánh mắt lão bà bà này vừa nhìn một cái, nhất thời dựng tóc gáy, không quan tâm tất cả trực tiếp hoàn toàn loại trừ ánh sáng của bảo quạt thậm chí cũng muốn tản ra một ít khí tức, uy năng của cánh tay chúa tể, gương mặt lão bà bà kia đầy nếp nhăn, trong hai con mắt đục ngầu, lúc này có một tia ánh sáng u ám hiện lên. Nàng nhếch miệng cười, lộ ra những cái răng vàng không chỉnh tề, hoặc nhìn cực kỳ khủng khiếp. Không tới gần bảo quạt, thân thể lão bà bà này chậm rãi biến mất, mà giờ khắc này ở trong thế giới bên trong giếng, Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, thân thể đột nhiên rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, hắn thật vất vả khống chế thân thể, một lần nữa đứng ở trên trời bạch tiểu thuần hít thở dồn dập lúc ngẩng đầu hắn hoảng sợ nhìn thấy được ở trên bầu trời này cuối cùng lại tồn tại chính cái gương mặt cực lớn chính cái gương mặt đều là hình dáng của lão bà bà hoặc nhìn cũng giống nhau như đúc các nàng từ từ nhắm hai mắt mở cái miệng lớn ra bạch tiểu thuần có thể xác định mình chính là từ một trong những cái miệng lớn đo bị đẩy xuống đây miệng giếng chính là miệng của các nàng còn nữa mới vừa rồi là ai đẩy ta xuống lẽ nào chính là lão bà bà này nàng có tu vi thế nào bạch tiểu thuần điều chỉnh hơi thở đang muốn nghĩ biện pháp rời khỏi đây nhưng rất nhanh chuyện khiến cho hắn càng hoảng sợ hơn đã phát sinh hắn phát hiện thân thể mình tự nhiên ở trong một chớp mắt này dần dần muốn biến đổi thành giấy nhất là ngón tay của hắn đã có một ngón hoàn toàn biến thành giấy cái này khiến cho trong đầu bạch tiểu thuần nổ mạnh một nguy cơ sinh tử mãnh liệt từ sau khi khôi hoàng triều lập quốc hắn chưa bao giờ gặp đột nhiên bạo phát sau khi thật sự lập quốc bạch tiểu thuần đã rất ít khi gặp phải một cảnh tượng nguy hiểm như vậy cho dù là đánh với tà hoàng một trận hắn cũng nắm giữ sự chủ động trên trình độ nào đó nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác ở dưới nguy cơ này bạch tiểu thuần lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều tu vi toàn thân lập tức bạo phát ra bất tử quyển khôi phục cũng toàn lực vận chuyển mặc dù có thể giảm bớt tốc độ giấy hóa, nhưng vẫn không cách nào nghịch chuyển. Hình như ở mảnh thế giới này tồn tại quy tắc nào đó, tất cả mọi thứ còn sống tiến vào nơi đây, đều sẽ bị đồng hóa trở thành trang giấy. Đáng chết, đáng chết, mắt bạch tiểu thuần đang nghe truyện trên TV audio CV đỏ ửng. Hắn cũng không muốn mình biến thành một người giấy mắt đỏ. Lúc này trong tiếng rít gào, hắn bất chợt lao mạnh ra, tính phải rời khỏi nơi đây. Nhưng ngay trong một chớp mắt này, bên trong thế giới này, tất cả người giấy đều ngẩng đầu lên. Mỗi một tệ dại nhìn chầm chầm vào bạch tiểu thuần. Những hồn trên người bọn họ lại là lộ ra khí tức âm lãnh. Rất nhanh, lại có tiếng gào thét thê lương chói tai từ trong miệng mỗi một người giấy của mảnh thế giới này, bỗng nhiên bạo phát. Ngay sau đó, mỗi một người giấy này nhanh chóng lao ra, từ bốn phương tám hướng, lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần. Ở bên trong mảnh thế giới này, tốc độ của những người giấy này nhanh chóng, trong chớp mắt, lại đuổi kịp bạch tiểu thuần trong miệng mỗi một người gào thét thể hiện ra thần thông thuật pháp, công kích bạch tiểu thuần, những thần thông này huyển hóa ra, cuối cùng lại cũng là từng mảnh giấy vụn. Nhưng hết lần này tới lần khác bên trong mỗi một mảnh giấy vụn đều ẩn chứa lực quy tắc của thế giới này, cuối cùng lại khiến cho bạch tiểu thuần ở đây, ngay cả bất tử quyển khôi phục cũng không có cách nào áp chế được, càng thêm bị đồng hóa, thậm chí một cánh tay của hắn, lúc này cũng đã trở thành giấy, kinh người quá đáng, bạch tiểu thuần tức giận sốt ruột. Hắn phát hiện ở chỗ này, thần thông của mình cuối cùng lại mất đi hiệu quả cho dù bị nạn vị lai kinh cũng không có tác dụng cuối cùng bạch tiểu thuần hung hăng cắm răng sử dụng một cánh tay khác còn chưa có bị đồng hóa lấy ra rất nhiều tụ hồn đan điên cuồng ném ra trong tiếng nổ lớn theo tụ hồn đang tan vỡ rất nhiều hồn bị hút tới nhắc tới cũng lạ theo hồn bị hút đi những người giấy này cuối cùng lại giống như mất đi sinh mạng vậy bay xuống nếu như bản không bị giấy hóa bạch tiểu thuần sẽ cảm thấy ở đây vẫn tính là có thể coi như là một thánh địa nhưng hiện nay hắn đang sốt ruột có lẽ cho dù lại sốt ruột bạch tiểu thuần cũng vẫn thuận lợi lấy đi những hồn bị tụ hồn đang thu thập tới thân thể thoáng một cái lao về phía một cái miệng của bà lão trên bầu trời nhưng ở đây quá nhiều người giấy nhất là lúc này thình lình có một đám hồn thiên tôn ở dưới sự chỉ huy của hai hồn thái cổ đột nhiên xông về phía bạch tiểu thuần Đồng tử trong mắt Bạch Tiểu Thuần chợt co lại. Nguy cơ trước mắt, hắn sử dụng thần niệm thử đi khai thông với Bảo Quạt. Mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng vẫn miễn cưỡng phát sinh một tia liên hệ. Chút liên hệ này không cách nào để cho hắn truyền tống qua, nhưng lại có thể khiến cho ánh sáng thái cổ trên Bảo Quạt bạo phát ở thế giới này, Bạch Tiểu Thuần cũng bị đặc biệt hù dọa. Tình huống lần này hắn gặp phải ở đây, mức độ nguy cơ thật sự có thể nói là một lần nghiêm trọng nhất sau khi hắn bước vào tinh không chỉ là người giấy ở đây vẫn không tính là gì cả tuy có chút khó chơi nhưng bạch tiểu thuần vẫn có lòng tin cùng nắm chắc trấn áp bọn họ cho dù ở chỗ này thần thông của hắn mất đi hiệu lực nhưng tụ hồn đang bạo phát khiến cho hắn có đủ thuận lợi cho thế bất bại chỉ là mảnh thế giới này đồng hóa quỷ dị đối với bạch tiểu thuần mà nói giống như có thanh kiếm sắt bén treo trên đỉnh đầu kéo dài một chút hắn rất có khả năng bị đồng hóa trở thành người giấy chuyện này vốn đã nguy hiểm khiến cho hắn sốt ruột còn có mặt lão bà bà trên không trung này, cùng với người thần bí trước đó đã đẩy hắn xuống, tất cả những điều này tập trung ở cùng một chỗ, hình thành sự quỷ dị, khiến cho da đầu Bạch Tiểu Thuần tê dại, ý niệm duy nhất của hắn lúc này chính là dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, cho nên sau khi thật vất vả liên lạc với Bảo Quạt, hắn cuối cùng lại thở ra một hơi, gọi về 10 đạo ánh sáng thái cổ. Tiếng sấm nhất thời ngập trời. Trên Bảo Quạt trong tinh không, ánh sáng sáng chói, 10 đạo ánh sáng thái cổ trong nháy mắt bạo phát ra, lao thẳng đến miệng giếng đang dần dần giống như hư ảo muốn tiêu tan, chỉ chớp mắt liền tới nơi, những tiếng động ầm ầm vang vọng ở thế giới bên trong miệng giếng. Mười ánh sáng thái cổ này tương đương với một cường giả thái cổ mười lần ra tay toàn lực, uy lực to lớn, chấn động tinh không, cuối cùng lại sinh sôi xé mở tinh không ra một lỗ thủng rất nhỏ, lỗ thủng này mới vừa xuất hiện, tất cả người giấy cùng hồn ở thế giới trong giếng lại phát ra âm thanh thê lương. Cùng lúc đó lỗ thủng này cũng nhanh chóng khép lại, giống như không bao lâu, sẽ một lần nữa liền lại. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, nắm lấy cơ hội, tất cả tu vi đều bạo phát ở trên phương diện tốc độ, còn ném ra rất nhiều tụ hồn đan, chặn những người giấy cùng hồn này ngăn cản, cũng không kịp tiếp tục đi lấy hồn do tụ hồn đan hình thành, toàn thân hóa thành một đạo cầu vòng, lao thẳng đến lỗ thủng. Cuối cùng, ở dưới tốc độ cực hạn này của hắn, nhất là theo lỗ thủng xuất hiện, theo khí tức tinh không tản vào, thần thông của Bạch Tiểu Thuần giống như có thể phát huy ra một ít công hiệu. Lúc này bất tử cấm đột nhiên triển khai, lại có hám sơn chàng, tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh, ở trong chớp mắt khi lỗ thủng lại muốn khép lại, hắn lại trực tiếp liền xông ra ngoài. Sau khi lao ra, thân thể bạch tiểu thuần đã có ba phần hóa thành giấy, nhưng sau khi bay vào tinh không, theo bất tử quyển bạo phát, đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại, chỉ là không đợi bạch tiểu thuần thở vào, phía sau hắn lại truyền đến những tiếng ho khan kịch liệt. Sau những tiếng ho khan này, lại là một tiếng rít gào trầm lặng tóc gáy bạch tiểu thuần chợt dựng lên. Tiếng ho khang này khiến cho hắn lập tức liền nghĩ đến chủ nhân của cái tay trước đó đã đẩy mình tiến vào thế giới trong miệng giếng kia. Lúc này hắn điên cuồng bỏ chạy về phía trước, thần thức tản ra, lập tức liền thấy sau lưng mình lại có một cái bàn tay trực tiếp từ bên trong hư vô từ trong không trung vương ra. Bàn tay khổng lồ khô gầy kia, giống như bàn tay của người chết, đang hung hăng chọc về phía bạch tiểu thuần ở đây, mắt bạch tiểu thuần trợn tròn, tim đập loạn cái bàn tay này cho hắn cảm giác, mặc dù không phải chúa tể, nhưng lại ở trong thái cổ cảnh, có thể nói là giống như cực hạn. Đây rốt cuộc là thứ đê gì vậy? Bạch Tiểu Thuần cũng muốn khóc, vội vàng điều khiển ánh sáng thái cổ, thả tất cả năm đường còn lại, lao thẳng bàn tay khổng lồ đang lao đến phía sau mình. Những tiếng động ầm ầm lại một lần nữa vang vọng, cái bàn tay này bị năm đường ánh sáng thái cổ đánh trúng, cho dù là cường hãn hơn nữa, cũng không tự chủ được dừng lại một chút. Ở trong nháy mắt dừng lại này, bạch tiểu thuần mượn lực lượng do ánh sáng thái cổ công kích phía sau khuếch tán đẩy mạnh đẩy thân thể hắn về phía trước trực tiếp bay vọt qua một đoạn lớn cùng lúc đó trên tiểu khí linh bảo quạt cũng đúng lúc điều khiển bảo quạt lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần ở dưới tốc độ nhanh chóng của hai bên bạch tiểu thuần cuối cùng bước lên bảo quạt nhưng ngay khi bạch tiểu thuần bước lên bảo quạt trong một cái chớp mắt bàn tay khổng lồ từ bên trong hư vô vương ra này bị năm đạo ánh sáng thái cổ cản trở một chút cuối cùng lại chộp tới lần này càng hung tàn hơn cuối cùng lại lao thẳng đến bảo quạt tiểu khí linh hét lên một tiếng muốn điều khiển bảo quạt né tránh đã không kịp ở dưới nguy cơ trước mắt này sắc mặt bạch tiểu thuần tái nhật trong mắt hắn lại hiện lên vẻ điên cuồng trống to hơn toàn lực khống chế bảo quạt cuối cùng lại không lùi mà tiến tới lại trực tiếp hung hăng va chạm mạnh về phía bàn tay không lồ đã lao tới những tiếng động ầm ầm chấn động tinh không tám phương dưới va chạm này bàn tay to kia cuối cùng lại trực tiếp văng ra. Nhưng bảo quạt cũng vì lần va chạm này, bản thân bị phản vệ, theo bảo quạt chấn động, cuối cùng lại bị cuốn bay ra hơn ngàn trường. Nếu chỉ là như vậy, Bạch Tiểu Thuần còn có thể miễn cưỡng điều khiển bảo quạt bỏ chạy. Nhưng ngay trong một chớp mắt này, từ bên trong hư vô nơi này, tự nhiên lại có bàn tay khổng lồ khô gầy thứ hai đưa ra, lại chọc về phía bảo quạt, liều mạng, Bạch Tiểu Thuần rít gào. Lúc này hắn đã không kịp hoảng hốt cùng khiếp sợ nữa toàn bộ bên trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Hắn biết rõ, lần này nếu không liều mạng, sợ là nguy cơ to lớn, vượt qua tất cả, ở dưới sự phát cuồng của Bạch Tiểu Thuần, ánh sáng của bảo quạt này sáng chói. Bàn tay khổng lồ của chúa tể kia lại một lần nữa bị Bạch Tiểu Thuần cùng Tiểu Khí Linh cùng nhau khống chế, từ bên trong mặt quạt vương ra. Còn có nô bộc thái cổ một bước đi ra, giống như cùng bàn tay khổng lồ của chúa tê dung hợp với nhau, lại trực tiếp công kích về phía bàn tay khổng lồ lúc này đang hung tàn chọc về phía bên ngoài bảo quạt cánh tay chúa tể vừa ra tinh không chấn động bàn tay khô gầy đang chọc tới này chợt dừng lại hiển nhiên cho dù là nó cũng không nghĩ tới bên trong bảo quạt này tự nhiên sẽ có một cánh tay chúa tể nó muốn lui về phía sau đã không kịp lại trực tiếp va chạm vào nhau trong những tiếng động ầm ầm vang vọng bàn tay khô gầy này lần đầu tan vỡ nhưng bàn tay khổng lồ của chúa tể mặc dù lông tóc không tổn hao gì nhưng nô bộc thái cổ bên trong lại điên cuồng phun ra máu tươi, toàn thân đều mệt mỏi, đảo lui trở về trong mặt quạt, tất cả những điều này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ phát sinh ở trong thời gian ngắn ngủi. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, lúc này vội vàng điều khiển bảo quạt, lại muốn bỏ chạy, đáng chết. Đều tại ngươi. Trước đó ta cũng đã nói rút lui đi, ngươi cứ tham lam, trong tiếng thép chói tai, Tiểu Khí Linh cũng toàn lực ứng phó. Chỉ là nguy cơ còn chưa kết thúc lại ở thời điểm bạch tiểu thuần cùng tiểu khí linh điều khiển bảo quạt bỏ chạy tiếng gầm lên giận dữ lại trực tiếp từ bên trong miệng giếng này truyền ra ngay sau đó trong lúc bạch tiểu thuần tận mắt nhìn thấy cùng với không có cách nào tin tưởng miệng giếng này cuối cùng lại không ngừng lớn lên tự nhiên vặn vẹo từ từ cuối cùng lại biến thành một chiếc đèn lồng cực lớn cái miệng giếng này chính là đỉnh của cái đèn lồng này mà ở trong nháy mắt khi cái đèn lồng này xuất hiện tinh không dâng lên sóng dao động cuối cùng lại có một lão bà bà làm bằng giấy còn muốn khổng lồ hơn so với cái đèn lồng này rất nhiều, ở trong tinh không này, kích thước giống như người khổng lồ, một bước đi ra, lão bà bà này mặc áo liệm, bất luận là thân thể hay y phục, đều làm bằng giấy. Lúc này, sau khi xuất hiện, trong mắt nàng lộ ra ánh sáng hung tàn, trong miệng phát ra rít gào khó chịu, người trốn không thoát, tiếng gào thét giống như có vô số người đồng thời mở miệng phát ra, vang vọng tinh không. Đồng thời, hai chân của lão bà bà này bước ra, Trực tiếp đuổi theo về phía Bạch Tiểu Thuần ở trên bảo quạt, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình cũng bị dọa cho sợ muốn tiểu. Lúc này trong mắt hắn trợn trừng, trong đầu chấn động, cũng sắp muốn khóc, trời ạ, à, ta chẳng qua là muốn nhận chút hồn, thế nào lại trêu chọc một lão quái vật như thế? Trong tiếng thép chói tai, Bạch Tiểu Thuần lập tức điều khiển bảo quạt lui về phía sau. Tiểu Khí Linh ở bên cạnh, âm thanh thép chói tai vượt qua Bạch Tiểu Thuần, cũng toàn lực ứng phó, lão quái vật này, mặc dù không phải là chúa tể lại không kém hơn là bao nhiêu tim gan bạch tiểu thuần cũng đang run rẩy đồng tử chuyển động hắn suy nghĩ hiện tại có nên rời đi trở lại tiên vực vĩnh hằng hay không trước đó ở trong thế giới người giấy bạch tiểu thuần cũng đã nếm thử nhưng lại thất bại nhưng hiện tại trở lại bảo quạt bạch tiểu thuần nắm chắc có thể rời đi chỉ là nghĩ tới sau khi mình rời đi bất luận là tống khuyết hay tiểu khí linh ở bên trong bảo quạt này sợ cũng là sẽ gặp nguy hiểm nhưng bản thân ở đây cũng chặt đứt con đường tương lai bạch tiểu thuần lại không cam lòng lúc này bạch tiểu thuần hung hăng cắn răng hạ quyết tâm chỉ cần không tới thời điểm cuối cùng hắn tuyệt đối không thể buông tha cũng may tốc độ của bảo quạt cực nhanh bản thân lại là chí bảo tinh không lúc này lao nhanh giống như tên bắn phóng về phía xa tốc độ của lão bà bà kia mặc dù cũng rất nhanh nhưng trong lúc ở phía sau không ngừng truy đuổi cuối cùng lại trước sau không có cách nào trực tiếp đuổi kịp chỉ là tiếng rít gào này liên tiếp vang lên, suốt ngày không ngừng. Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Có chút thả lỏng sẽ dẫn đến tốc độ của bảo quạt chậm lại. Chờ đợi hắn chính là bị lão bà bà kia giết chết, vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần buồn bã giống như đưa đám, lúc này cũng đã phát điên. Hắn cùng Tiểu Khí Linh không ngừng điều khiển bảo quạt lao về phía trước. Rất nhanh nửa tháng trôi qua, nhưng lão bà bà phía sau bọn họ giống như tính cách trừng mắt tất báo, tự nhiên vẫn đang truy kích. Cứ như vậy một chạy một đuổi, cuối cùng bất tri bất giác, lại dằn co ba năm. Trong ba năm này, tiểu khí linh từ lúc mới bắt đầu không ngừng oán giận, dần dần cũng thở dài. Đến cuối cùng, bạch tiểu thuần tuy vẫn sợ hãi, lại quen hơn không ít. Chỉ có điều thân thể cùng tinh thần mệt mỏi, khiến cho hắn ở đây nhiều lần cũng thiếu chút nữa thì kiên trì nổi. Giờ phút này hắn tóc tai bù xù, vành mắt biến thành màu đen, tơ máu trong mắt cũng sắp muốn trở thành màu tím. Cũng may, sau khi truy đuổi ba năm, lão bà bà này giống như cũng không đủ lực tốc độ dần dần chậm lại tinh thần bạch tiểu thuần chấn động điên cuồng nuốt đang dược nắm lấy cơ hội lại tăng nhanh cuối cùng kéo ra khoảng cách lại thêm mấy tháng lao nhanh như tên bắn đã nhìn không thấy được bóng người của lão bà bà quá hẹp hòi ta chỉ chẳng qua chỉ cầm một ít hồn tự nhiên truy sát ta ba năm bạch tiểu thuần nghĩ đến ba năm đau khổ này trong lòng hắn lại phiền muộn đến cực điểm lúc này thật vất vả bỏ rơi được lão bà bà bạch tiểu thuần vẫn cảm thấy không ổn thỏa hắn đơn giản hung hăng cắn răng lại điều khiển bảo quạt bay về phía trước mấy tháng lúc này trong lòng hắn mới hoàn toàn yên tâm nhìn tiểu khí linh ở bên cạnh mệt mỏi bạch tiểu thuần sờ sờ mũi cái đó tiểu bạch à ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi ba năm nay cũng cực khổ rồi tiểu khí linh tức giận trừng mắt với bạch tiểu thuần nó có lòng muốn nói cái gì đó nhưng thật sự quá mức mệt mỏi hai mắt nhắm lại Thân thể lại biến mất không thấy bóng dáng, mắt thấy Tiểu Khí Linh rơi vào giấc ngủ say, Bạch Tiểu Thuần cũng thở vào nhẹ nhõm. Hắn thật sự đuối lý. Hắn biết nếu không phải vì mình quá mức tham lam, sợ là cũng sẽ không bị đuổi giết 3 năm, chỉ có điều vừa nghĩ tới thu hoạch 3 năm trước đây, Bạch Tiểu Thuần lại mừng rỡ. Mắt hắn phát ra ánh sáng. Hắn cúi đầu nhìn bên trong túi trữ vật của mình một chút. Số lượng hồn này nhiều đến mức đủ để sử dụng nhiều đếm không xuể để hình dung lần này phát tài rồi. Cũng đủ để cho ta đi chế luyện lửa nhiều màu. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, mắt thấy đã không có nguy hiểm, vì vậy để cho bảo quạt này tự mình bay đi, bản thân lại tìm đến một chỗ bế quan, bắt đầu luyện lửa. Đối với cách điều chế 25 màu lửa, 3 năm trước đây Bạch Tiểu Thuần đã hoàn thiện, khổ nổi không có hồn đi thử. Lúc này sau khi suy nghĩ thấy dư giả, Bạch Tiểu Thuần lập tức lại luyện chế, một lần thất bại không có việc gì, hai lần thất bại cũng không có việc gì nào sợ thất bại 10 lần. Bạch Tiểu Thuần đã tài lớn khí thô hoàn toàn không để ý chút nào. Cũng chính vì nhiều lần chế luyện này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trong thời gian ngắn ngủi, lại gặp phải vấn đề khi chế luyện lửa 25 màu. Sau khi phát hiện, sửa lại từng lần, hắn rút cuộc hoàn toàn chế luyện ra lửa 25 màu, nhìn lửa 25 màu trong tay, Bạch Tiểu Thuần vui sướng cười to. Nhất là lúc này hồn bên trong túi trữ vật của hắn cũng không thiếu điều này càng làm cho Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn tùy ý tiếp tục thôi diễn ra lửa 26 màu, đồng thời đang tu luyện. Bạch Tiểu Thuần cũng không lưu lại. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh lại qua đi 3 năm, trong 3 năm này, Bạch Tiểu Thuần dần dần sáng tạo ra cách điều chế lửa 26 màu. Cũng ở trong lúc chế luyện lửa này, tu vi của hắn đã tinh tiến không ít. Về phần tiểu khí linh, nó dĩ nhiên đã thức tỉnh. Có nó điều khiển bảo quạt, tốc độ của cây quạt này nhanh hơn một ít. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần thử chế luyện lửa 26 màu lửa, ngày này, bảo quạt vốn bay vững vàng ở trong tinh không, đột nhiên chấn động mạnh. Chấn động này truyền khắp bảo quạt. Trong nháy mắt, khi Bạch Tiểu Thuần cùng Tiểu Khí Linh đều lấy làm kinh hãi, bên tai bọn họ, truyền đến một tiếng gầm gừ quen thuộc, người trốn không thoát, giọng nói này mới vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần liền trực tiếp bắt đầu thét lên chói tai, lão quỷ bà, Bạch Tiểu Thuần bất chợt tản ra thần thức nhất thời hắn liền nhìn thấy ở bên trong tinh không phía sau bảo quạt bà bà giấy biến mất mấy năm cuối cùng lại mang theo đèn lồng một lần nữa truy sát qua bạch tiểu thuần cũng muốn phát điên tiểu khí linh cũng mở miệng hít sâu một hơi cho dù là nó đều bị sự chấp nhất của lão quỷ bà này làm chấn động mắt thấy bà bà giấy này bước tới mắt bạch tiểu thuần nhất thời đỏ đậm hắn cùng tiểu khí linh điều khiển bảo quạt vội vàng bay nhanh về phía xa lúc bay đi Bạch Tiểu Thuần vẫn không cam lòng, tùy ý cầm lửa 26 màu hình thành một nửa trong tay, trực tiếp ném ra. Hắn muốn nhìn thử, có thể thiêu đốt bà bà giấy này hay không. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, đám lửa này vừa bay ra, lại lập tức bị bà bà giấy này mở miệng hút tới, cuối cùng lại trực tiếp nuốt, da đầu Bạch Tiểu Thuần tê dại. Hắn không dám thử nữa, điều khiển bảo quạt, nhanh như tên bắn lao về phía xa, cứ như vậy, một vòng truy kích mới lại triển khai ở trong tinh không này từ phía xa nhìn lại bảo quạt phía trước phía sau lại là một vị lão bà bà làm bằng giấy cực lớn mang theo đèn lồng không ngừng truy kích vẻ mặt bạch tiểu thuần đau khổ thở dài hắn chỉ có thể bỏ chạy hắn cũng không muốn chạy trốn như thế nhưng hắn đánh lại đánh không lại lão quỷ bà kia vô cùng quỷ dị mấy năm qua bạch tiểu thuần cũng thử phản kích nhưng mỗi lần đều không thể làm gì được một lần trốn như thế lại qua ba năm mà tốc độ của bà bà giấy này cũng dần dần chậm lại, cuối cùng lại một lần bị Bạch Tiểu Thuần kéo dài khoảng cách. Bạch Tiểu Thuần cũng đã quen với việc phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gừ, chỉ là có vài điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất phiền muộn. Đó chính là ở trong lúc bỏ chạy này, hắn nhất định phải luôn luôn khống chế bảo quạt bay, không có cách nào đi luyện lửa. Nhưng điều này cũng không phải là không có lợi ích. Gần như bất kỳ thời khắc nào cũng phải tiêu hao lực tu vi như vậy, khiến cho tu vi của hắn ở trong mấy năm bỏ chạy này, lại tinh tiến không ít. Mà đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng có dự cảm, cái lão quỷ bà này sợ là cuốn lấy mình, chắc hẳn tiếp theo cũng sẽ vẫn gặp phải. Vì đề phòng chuyện như vậy, Bạch Tiểu Thuần cùng lúc điều khiển bảo quạt không ngừng bay nhanh như tên bắn, kéo dài khoảng cách lớn hơn nữa. Đồng thời, thi thoảng hắn còn thay đổi phương hướng. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần cũng một lần nữa chìm đắm ở trong việc luyện lửa, lại như vậy, Thời gian 5 năm trôi qua. Dưới sự truy đuổi này, cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, không quan tâm tốc độ của chính mình nhanh hơn như thế nào, suy nghĩ biện pháp như thế nào để bỏ qua lão quỷ bà kia, tất cả những điều này đều chỉ là vô dụng, đối phương tối đa 3 năm sẽ một lần nữa xuất hiện ở phía sau lưng mình, không ngừng truy kích, Bạch Tiểu Thuần mặc dù tập quán, nhưng cũng không thể không mỗi lần đều hợp lại toàn lực đi bỏ chạy, nhất là lão quỷ này bà tốc độ, cuối cùng lại lần sau nhanh hơn lần trước một chút như vậy cũng giống như một roi, khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong lúc khóc không ra nước mắt, trong lúc lẫn trốn, cũng không thể không điên cùng tu luyện. Ở dưới áp lực cực lớn này, tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng càng ngày càng tăng. Hiện tại hắn đã đến thiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, cách đại viên mãn, cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Về phần thời gian đối phương biến mất, lại là thời gian Bạch Tiểu Thuần luyện lửa. Vòng đi vòng lại, trong lúc thời gian không ngừng trôi qua, lửa 26 màu, cũng được Bạch Tiểu Thuần chế luyện ra. Sau khi từng ngọn lửa dung nhập cùng ấn ký của Bạch Hạo trên mu bàn tay, Bạch Tiểu Thuần có thể càng cảm nhận được rõ ràng sóng dao động thức tỉnh của Bạch Hạo đang càng lúc càng rõ ràng. Chỉ là cách điều chế lửa 27 màu, Bạch Tiểu Thuần lại gặp chút khó khăn. Cho dù hắn còn có một chút hồn, nhưng thôi diễn 27 màu lửa, nhưng trước sau không thuận lợi, không có cách nào giống như lửa nhiều màu lúc trước, được Bạch Tiểu Thuần sáng tạo ra, lại giống như gặp phải bình cảnh, khiến cho Bạch Tiểu Thuần căn bản tìm không ra manh mối, rơi vào đường cùng. Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể tốn nhiều thời gian đi phân tích thôi diễn. Cứ như vậy, lại qua 10 năm, cho đến một ngày này, Bạch Tiểu Thuần điều khiển bảo quạt, đứng ở sát biên giới cây quạt, tóc tai tán loạn, điên cùng lao nhanh như tên bắn về phía phía trước. Tiểu khí linh ở một bên không ngừng trợ giúp, khiến cho tốc độ của bảo quạt nhanh hơn, mà sau lưng của bọn họ, bà bà giấy cực lớn này truyền ra tiếng gầm thét giận dữ, từng bước một truy kích đến. Tốc độ của nàng rõ ràng bắt đầu trở nên chậm hơn chiếc đèn lồng trong tay nàng thỉnh thoảng lập lòe. Một ánh lửa lại phát ra. Nàng đi qua nơi nào, ngay cả tinh không cũng dường như muốn hóa thành một mảnh trang giấy. Lão quỷ bà này thế nào lại xuất hiện thường xuyên như vậy? Trước còn không có như vậy, Bạch Tiểu Thuần rất đau đầu. Thời gian đối phương thường lui tới thay đổi, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây trở nên bị động hơn rất nhiều. Cũng may hắn còn kiên trì tới hiện tại. Tốc độ của bà bà giấy này cuối cùng chậm lại, dần dần, lại bị Bạch Tiểu Thuần kéo dài khoảng cách, vừa thở vào nhẹ nhõm, Bạch Tiểu Thuần cau mày, trong lòng có chút rầu rĩ. Tiểu Khí Linh ở bên cạnh còn muốn nổi nóng hơn so với Bạch Tiểu Thuần, đều tại ngươi. Trêu chọc một người kinh khủng như vậy, ngươi có thể dứt áo ra đi, ta lại không đi được, vẻ mặt của Tiểu Khí Linh buồn bã giống như đưa đám. Sau khi nhận thấy được tần suất bà bà giấy này đến nhanh hơn, nó cũng khẩn trương không thôi, Bạch Tiểu Thuần cũng thở dài, không có tâm tình an ủi Tiểu Khí Linh nữa. Trong đầu hắn đều đang suy nghĩ làm thế nào đối phó với lão quỷ bà kia. Bỗng nhiên, tiểu khí linh ở nơi đó khẽ a một tiếng, Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra. Hắn cho rằng lão quỷ bà lại đuổi tới, sợ tới mức nhảy dựng lên, thần thức vội vàng tản ra. Hắn đang muốn điều khiển bảo quạt đi xa. Nhưng rất nhanh hắn lại biến sắc, không phải lão quỷ bà lại tới. Nhưng ở trong phạm vi thần thức của hắn, lúc này rõ ràng kiểm tra được, tinh không bốn phía xung quanh này rất cổ quái. Đúng là lõm xuống, tương đối mà nói, bên trong tinh không là không phân chia trên dưới, càng không có sự khác biệt trái và phải. Nhưng hôm nay ở chỗ này, trong phạm vi lớn tinh không này cuối cùng lại rõ ràng lõm xuống, giống như hình thành một cái phễu cực lớn. Mơ hồ, lại giống như một vòng xoáy cực lớn đang chậm rãi chuyển động, nếu như chỉ có vậy, coi như là một hiện tượng kỳ lạ trong tinh không. Nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi đây lại lõm xuống dưới đáy tinh không nơi này cuối cùng lại tồn tại một chỗ thế giới bên trong thần thức bạch tiểu thuần nhìn thấy rõ ràng trong thế giới ở dưới đáy này tự nhiên tồn tại vô số các chảy tất cả các chảy lớn nhỏ chính là tất cả kiến trúc của thế giới kia những dòng các chảy cuối cùng lại không hư hỏng tất cả đều đang vận chuyển có cái hạt các bên trong lưu chuyển nhanh có cái lại chậm cảnh tượng quỷ dị này khiến cho trong lòng bạch tiểu thuần nhất thời chấn động ở đây là nơi nào bạch tiểu thuần vừa mở miệng Tiểu khí linh ở bên cạnh, mở to hai mắt, không có cách nào điều khiển, trung rẩy chỉ về phía thế giới ở chỗ dưới đáy tinh không này, ngẹn một lúc lâu mới kinh ngạc la lên thất thanh, thời gian bản nguyên. Trời à, ở đây lại có thời gian bản nguyên, thần sắc bạch tiểu thuần thoáng động. Mặc dù hắn không phát hiện ra khí tức bản nguyên, nhưng lúc ở chỗ này, hắn cảm giác được rõ ràng tu vi của mình, cuối cùng lại sinh động hơn so với trước kia rất nhiều. Nhất là tuyên cổ quyển công pháp của hắn, còn tự mình vận chuyển mơ hồ, giống như bên trong thế giới lõm sâu xuống này, dường như tồn tại một cam lộ khiến cho hắn rất khát vọng, khiến cho tim bạch tiểu thuần đập loạn, nhưng hắn luôn luôn cẩn thận. Sau khi trải qua chuyện của lão quỷ bà, đối với loại chuyện mạo hiểm này, hắn đã cảnh giác cực cao. Lúc này không hành động thiếu suy nghĩ nữa, mà tản ra thần thức, cẩn thận quan sát. Nhất là trọng điểm quan sát mảnh thế giới do các chảy tạo thành này, ở dưới thần thức này quan sát, dần dần sắc mặt bạch tiểu thuần không ngừng biến hóa đến cuối cùng trong mắt hắn thoáng lộ ra một sự hoảng sợ tiểu khí linh người cảm nhận mảnh thế giới này phía dưới một chút nơi đó hình như tồn tại một mảnh khu vực kỳ dị bạch tiểu thuần vừa mở miệng tiểu khí linh cũng từ trong chấn động trước đó khôi phục lại lúc này nó cũng cẩn thận cảm nhận một chút nhưng bất luận là nó hay bạch tiểu thuần cũng khó thấy rõ được khu vực này bọn họ chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được ở nơi này hình như ẩn chứa một sóng dao động bên trong sóng dao động này ẩn chứa lực lượng nào đó cường hãn đến cực hạn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần thoáng cảm nhận lực lượng này, toàn thân lại nổ mạnh, chúa tể. Nơi đó có khí tức của chúa tể, sau khi Bạch Tiểu Thuần cùng Tiểu Khí Linh nhìn nhau một cái, đều bị sự phát hiện này làm cho chấn động. Hồi lâu, ở dưới sự quan sát không ngừng của Bạch Tiểu Thuần, hắn dần dần có một suy đoán lớn mật, có thể tinh không lõm xuống này, trên thực tế chính là một dòng cát chảy cực lớn. Thế giới kia chính là trung tâm cát chảy này, khu vực phía dưới hắn chính là nửa phần dưới của các chảy này nếu thật giống như ta phán đoán như vậy các chảy này tất nhiên cũng là chí bảo trình độ chúa tể hơn nữa còn là không có chủ bạch tiểu thuần nghĩ tới đây hai mắt phát ra ánh sáng tim đập thình thịch thân thể thoáng một cái bay ra khỏi bảo quạt vòng vài vòng ở bốn phía xung quanh sau đó hắn bắt đầu thử nghĩ biện pháp đi thu lấy cái chí bảo các chảy này tiểu khí linh ở một bên nhìn thấy được hành động của bạch tiểu thuần cũng mở to hai mắt vội vàng khuyên bảo bạch tiểu thuần ngươi đừng gây chuyện nữa đây cũng là một pháp bảo giống như ta nhưng nó là hoàn chỉnh nếu như ngươi chọc giận nó chúng ta sẽ xong đời không có việc gì ta có kinh nghiệm bạch tiểu thuần vội ho một tiếng theo thói quen thốt ra lời nói này hắn không nói lời này còn tốt vừa nói ra lời này tiểu khí linh chỉ cảm thấy trong đầu cũng ông một tiếng hắn nghĩ đến trước đây lúc bạch tiểu thuần tiến vào miệng giếng cũng nói những lời này nó lại nghĩ đến kinh nghiệm của Bạch Tiểu Thuần là từ mình lấy được. Tất cả những điều này khiến cho mặt của Tiểu Khí Linh cũng bắt đầu xám ngắt, nhưng rất nhanh, Tiểu Khí Linh lại thở vào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thấy được bất kể Bạch Tiểu Thuần đi làm như thế nào, vẫn hoàn toàn không có cách nào chấn động được các chảy này. Tất cả biện pháp đều dùng hết, cũng vẫn khó có thể lấy nó đi được, Bạch Tiểu Thuần cũng rất khổ não. Biết các chảy này không giống với quạt tàn trước đây. Cây quạt này vì không trọn vẹn, cho nên mới bị bạch tiểu thuần mưu lợi thu được nhưng hôm nay các chảy này rõ ràng rất hoàn chỉnh không bị hao tổn có chí bảo như vậy bản thân nhất định cũng có khí linh cũng không phải truyền thừa chi bảo giống như cây quạt cho nên nếu muốn thu đi trừ phi là có đầy đủ lực lượng của chúa tể mới có khả năng mạnh mẽ lấy nó đi hóa thành vật của bản thân bạch tiểu thuần rất không cam lòng sau khi suy nghĩ một chút hắn tùy ý lấy ra quy văn hoa muốn luyện linh cho chí bảo các chảy này nhưng lại chẳng biết tại sao mọi việc luyện linh đều thuận lợi cuối cùng đối với các chảy này lại không có phản ứng chút nào cái này khiến cho bạch tiểu thuần buồn bực sau nhiều lần thử đều thất bại bạch tiểu thuần tìm được chỗ vấn đề xảy ra không phải thật sự không thể luyện linh mà là chí bảo các chảy này có bản năng mâu thuẫn rất mạnh một khi mạnh mẽ đi luyện linh sợ là căn bản lại không có cách nào tiến hành nhiều lần chỉ cần một lần luyện linh lại sẽ khiến cho khí linh của chí bảo này tức giận cực lớn lúc này sau khi chú ý tới hành động của bạch tiểu thuần tiểu khí linh trực tiếp muốn nổ tung nó bắt đầu thép lên chói tai dừng tay dừng tay bạch tiểu thuần ngươi hãy nghe ta nói khí linh của chí bảo này vốn ngủ say ngươi một khi luyện linh thật sự kích thích tới khi nó tỉnh lại đến lúc đó chúng ta đều phải hết chơi bạch tiểu thuần có chút do dự sau khi phân tích phán đoán hắn có cảm giác mạnh mẽ đi luyện linh đợi chờ mình đúng là một hồi gió bão mười chết không có một đường sống. Rầu rĩ hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần thở dài, quyết định bỏ qua ý niệm này. Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn có chút không cam lòng, lúc này Tiểu Khí Linh khóc không ra nước mắt. Nó cảm thấy mình theo Bạch Tiểu Thuần mấy năm nay, thật sự quá kích thích. Không, là quá nguy hiểm. Trước kia một mình điều khiển bảo quạt bay, qua nhiều năm như vậy, cũng không gặp phải chuyện gì lớn. Nhưng sau khi Bạch Tiểu Thuần đến, liên tiếp xuất hiện nguy hiểm, một bà bà giấy vốn đã đủ kinh người. Nếu lại tăng thêm một chí bảo có thời gian bản nguyên truy sát. Tiểu Khí Linh vừa nghĩ tới hình ảnh như vậy, nó thật sự có lòng muốn chết, không được, người này có đôi khi nhát gan, có đôi khi lại đặc biệt điên cuồng. Phải nhanh nghĩ biện pháp chuyển dời sự chú ý của hắn. Nếu không, ta luôn cảm thấy hắn nhất định sẽ đi nghĩ biện pháp trêu chọc chí bảo đại ca này, trong lòng Tiểu Khí Linh lo lắng, đồng tử điên cuồng xoay chuyển sau mấy lần hít thở, hai mắt nó bỗng nhiên sáng lên. Chủ tử, ngươi xem mảnh thế giới các chảy này, nơi này chính là chỗ tốt nhất để cảm ngộ thời gian bản nguyên. Ở chỗ này, nếu ngươi có thể hiểu ra bản nguyên, lợi ích đối với ngươi lại quá lớn. Hơn nữa trước đó ta thấy ngươi công pháp tu luyện, cũng có một tia dấu hiệu của thời gian bản nguyên. Ở đây quả thực chính là thánh địa của ngươi, trước đó ngươi luyện lửa không phải tiến vào bình cảnh sao. Ở chỗ này cảm ngộ, dựa vào bản nguyên của riêng nơi đây, vô cùng có khả năng giúp ngươi đột phá bình cảnh hơn nữa khí linh nơi đây ngủ say đây là cơ hội tốt trời ban một khi khí linh thức tỉnh ngươi muốn ở chỗ này cảm ngộ lại là không thể nào làm được hơn nữa chủ tử ngươi yên tâm ta giúp ngươi hộ pháp giúp ngươi quan tâm bốn phía xung quanh tuyệt đối không khiến cho ngươi ở tại nơi này cảm ngộ sẽ gặp phải nguy hiểm gì tiểu khí linh nói đến đây rất sợ bạch tiểu thuần không tin lúc này nó liều mạng tản ra thần niệm điều khiển bảo quạt, tỉ mỉ dò xét ở bốn phía xung quanh nơi này, cuối cùng xác định cảm ngộ ở chỗ này, không có nguy hiểm. Những lời này của tiểu khí linh, sau khi bạch tiểu thuần nghe được cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nhất là tuyên cổ quyển của hắn ở chỗ này thực sự rất sinh động. Thậm chí hắn mơ hồ cũng có một loại dự cảm, hình như bình cảnh lửa 27 màu, ở chỗ này cũng có thể tìm được chỗ đột phá, sau đó hắn lại nhìn chí bảo các chảy này một chút. Hắn suy nghĩ cho dù mình muốn thử đi thu bảo vật này, cũng có thể đi cảm ngộ trước một chút. Nói như vậy, cho dù là sau khi thất bại, mình cũng không tính là bị hại, nghĩ tới đây, lại nhìn thấy được Tiểu Khí Linh không ngại cực khổ, Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Tiểu Khí Linh gật đầu tán thưởng. Bản thân hắn lại cẩn thận tản ra thần thức. Sau khi xác định không thành vấn đề, lúc này trong mắt hắn mới lộ ra sự quyết đoán, lao thẳng đến thế giới các chảy phía dưới, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần bị mình thành công dời đi lực chú ý, Tiểu Khí Linh cuối cùng thở vào nhẹ nhõm theo đó trong lòng nó lại dâng lên một cảm giác mệt mỏi nó cảm thấy hầu hạ bạch tiểu thuần này đối với mình mà nói thật sự một chuyện giống như đánh cực tính mạng ở trong lúc tiểu khí linh ở đây xúc động bạch tiểu thuần đã thận trọng tới gần thế giới các chảy phía dưới không có bất kỳ trở ngại nào hắn liền trực tiếp hạ xuống bên trong mảnh thế giới này nhưng vừa rơi xuống sắc mặt bạch tiểu thuần lại thoáng đổi hắn cảm nhận được thời gian ở đây trôi qua cuối cùng lại nhanh hơn gấp hai lần có thừa so với bên ngoài nếu trước sau như vậy thì cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác theo Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, hắn phát hiện ở đây giống như một mảnh thời gian chảy loạn. Các khu vực khác nhau, thời gian trôi qua cũng khác nhau, có địa phương, thời gian thay đổi vô cùng chậm rãi. Có địa phương lại gần như bất động. Nhưng có khu vực, lại nhanh tới mức khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng hải hùng khiếp vía. Đó là gấp 10 lần, gấp trăm lần thậm chí trôi qua gấp ngàn lần gấp vạn lần, lại một đường kinh tâm động phách như vậy, Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên mặt đất của mảnh thế giới này, phóng tầm mắt nhìn lại. Bên trong mảnh thế giới này, tồn tại vô số những các chảy lớn nhỏ. Lớn chừng mấy vạn trường. Nhỏ cũng chỉ lớn chừng nắm tay. Tất cả các khu vực tràn ngập trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra, thời gian chảy loạn tạo thành mảnh thế giới này chính là vô số các chảy này. Tới gần các chảy khác nhau, sẽ hình thành dòng thời gian với tốc độ khác nhau, thế giới khác nhau, quy tắc không hề giống nhau. Giống như chỗ thế giới của lão quỷ bà kia, tất cả thuật pháp thần thông đều mất đi hiệu lực. Tất cả máu thịt tồn tại đều phải hóa thành trang giấy. Ở chỗ này, lại lấy thời gian làm quy tắc của nó, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Cuộc hành trình tinh không lần này khiến cho hiểu biết của hắn tăng trưởng quá nhiều, nhãn giới dĩ nhiên cũng khác hẳn, lúc này hắn dĩ nhiên hiểu rõ, mỗi một dòng cát chảy nơi đây đều ẩn chứa quy tắc của thế giới này có thể ảnh hưởng tới mảnh thế giới này. Vì vậy ở dòng các chảy vô tận này, sau khi Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, cũng cảm nhận được sự hải hùng khiếp vía, như vậy là cái gì tạo thành thời gian khác nhau? Bạch Tiểu Thuần đứng ở trong mảnh thế giới các chảy nơi này, nhìn vô số dòng các chảy mênh mông vô bờ, chìm vào suy nghĩ. Thậm chí hắn nghĩ đến lời Tiểu Khí Linh nói trước đó. Mình cảm ngộ trước chính là thời gian bản nguyên, tuyên cổ quyển, thực sự có liên quan đến thời gian, Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ bản nguyên là cái gì trước đó bạch tiểu thuần nghe cũng chưa nghe nói qua cho đến sau khi gặp phải quạt tàn gặp phải tiểu khí linh sau hắn mới mơ hồ biết một ít cuối cùng ở thời điểm trở thành chủ nhân của bảo quạt hắn ở trước tháp trong mặt quạt tu luyện cảm ngộ cũng chính là đến khi đó hắn mới dần dần hiểu sơ qua cái gì mới là bản nguyên tuy rằng hiểu sơ nhưng hắn lại nói không nên lời hình như ở trong đầu không có cách nào tổ chức được ngôn ngữ này cũng khó mà đi thuyết minh ra được. Lại giống như lúc này, hắn đứng ở chỗ này, có loại cảm giác mãnh liệt, mình hình như đứng ở trước mặt một chỗ bảo tàng, đứng ở trong bản nguyên. Nhưng lại hết lần này tới lần khác hắn nói không rõ ràng, cũng không có cách nào nắm bắt được, lại giống như thiếu một chiếc chìa khóa mở ra bảo tàng, Bạch Tiểu Thuần trầm mặt. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt thoáng lộ ra một sự kiên định, ẩn chứa sự chấp nhất, không có cách nào lục tìm cũng chỉ có thể đi cảm nhận một chút, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, đi về phía một dòng cát chảy cao chừng một người. Hắn không dám tới gần quá mức, thần thức càng tản ra, đi tiến hành tìm kiếm. Sau khi xác định chỗ dòng cát chảy này, thời gian trôi qua là gấp 3 so với bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần mới thở vào nhẹ nhõm. Thoáng một cái hắn đã đến bên cạnh dòng cát chảy, ngồi xuống khoanh chân, nơi đây nhìn như không có nguy hiểm, nhưng Bạch Tiểu Thuần biết rất rõ, ở đây tồn tại nguy cơ kinh người. Những nguy cơ này lại đến từ những dòng cát chảy, tốc độ dòng thời gian khác nhau, lại hình thành đạo pháp thời gian mạnh nhất của thế gian này. Một khi hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào, đi vào trong một khu vực cát chảy có tốc độ dòng thời gian gấp mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn lần, nếu như giới bên ngoài thời gian là trung tâm, trôi qua hoàn hảo, tối đa bên ngoài một hơi thở trôi qua, ở đây trên thực tế đã là nửa năm một năm, nói như vậy, còn có cách để xoay chuyển tình thế nhưng nếu như tiến vào khu vực cắt chảy bởi vậy nơi đây thời gian là trung tâm vậy thật đáng sợ một lần hít thở ở đây bên ngoài lại qua một năm cho dù bạch tiểu thuần phát hiện một khi rời khỏi cũng đã muộn rồi cùng lúc hắn lâu không trở về tiên vực vĩnh hằng sẽ khiến cho khôi hoàng triều gặp nguy cơ về phương diện khác lại là bản thân bạch tiểu thuần hắn không biết thân thể mình ở chỗ này mức độ thọ nguyên của hắn tiêu hao lấy nơi đây là chuẩn hay là lấy tiên vực vĩnh hằng làm chuẩn nếu như đổi lại là vật chất không có sinh mạng vấn đề này rất dễ phán đoán nhưng bản thân bạch tiểu thuần là thiên tôn cùng tiên vực vĩnh hằng có liên hệ cực kỳ chặt chẽ hắn không có cách nào đi phán đoán đạo chủng của mình có thể ở trong một cái chớp mắt khi mình rời khỏi mảnh thế giới này ở dưới hai loại tốc độ thời gian khác nhau trôi qua có trực tiếp khô cạn hay không trong sự trầm mặc bạch tiểu thuần đang chọn lựa lại càng thêm cẩn thận lúc này hắn ngồi khoanh chân ở bên cạnh dòng cát chảy, nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận tốc độ dòng thời gian ở đây. Thời điểm vốn đang mịt, không có cách nào cân nhắc, không giống với ở bên ngoài, khiến cho Bạch Tiểu Thuần mơ hồ, hình như có thể nắm được vết tích, chỉ là dấu vết này quá ít. Mấy ngày sau, khi Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, giống như khoảng cách nắm giữ chìa khóa mở ra bảo tàng lại gần hơn một ít, nhưng vẫn còn không nắm bắt được những vết tích này, chính là thời gian sau, Bạch Tiểu Thuần có chút do dự. Ở trong cảm ngộ của hắn, những thứ này không nhìn thấy được, nhưng lại có thể cảm nhận được đến vết tích trong u minh, hình như đều uốn lượn, mang theo nghi ngờ, còn có hiếu kỳ, Bạch Tiểu Thuần đã quên mục tiêu mình tới nơi này làm cái gì. Hắn cũng quên mất ý nghĩ trước đó dự định phải lấy đi chí bảo này. Lúc này trong đầu hắn đều là những vết tích này. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Rất nhanh, hắn vừa tìm được một dòng cát chảy tốc độ đang gấp 10 lần. Hắn tiếp tục ngồi tĩnh tọa, Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, trong mắt có chút mê mang. Ở đây thực sự có nhiều dấu vết hơn một chút. Nhưng càng như vậy, Bạch Tiểu Thuần ngược lại càng không nhìn thấy rõ. Trầm mặt hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, ta cũng không tin. Những vết tích, nhất định chính là thời gian bản nguyên, thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng lắc một cái. Lần này hắn lại trực tiếp tìm một dòng cát chảy tốc độ gấp trăm lần. Nhìn những hạt cát miệng trong dòng cát chảy này không ngừng rơi xuống, bạch tiểu thuần lại cảm ngộ mà lần cảm ngộ này đối với toàn bộ cuộc sống của bạch tiểu thuần cũng có sự thay đổi thân thể hắn chợt chấn động hơi thở nhất thời ngừng lại ở trong cảm nhận của hắn khu vực các chảy này tốc độ gấp trăm lần những cái bị hắn cho rằng là vết tích của thời gian lại nhiều hơn rất nhiều cùng lúc đó hắn còn thấy được những cái gọi là vết tích ở bốn phía xung quanh hình như tồn tại sự sụp xuống nào đó lại giống như sau khi hư vô vạn vẹo hình thành một loại lực lượng kỳ dị, huống lượng hắn cảm giác được trước đó, chính là như vậy, đây không phải là thời gian hắn nhận định. Đây là một loại lực lượng Bạch Tiểu Thuần quen thuộc. Sau khi nhiều lần thử tiếp xúc, bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không có thể nào tin tưởng nổi. Mắt hắn chợt mở ra, nhìn về phía trước, kinh ngạc la lên thất thanh, "Lực dẫn, điều này làm sao có thể?" Trong đầu Bạch Tiểu Thuần chấn động. "Lực dẫn, ở tu chân giới mặc dù không có thuật pháp như vậy, nhưng lại có rất nhiều pháp bảo, có đầy đủ năng lực nhất định như thế, năm đó Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc lực dẫn sớm nhất, còn là phương pháp hắn lấy để luyện đan, từ bờ Bắc Linh Khê tông đổi lấy linh từ sĩ cùng nguyên từ Châu Thượng, năm đó bà lão trưởng tọa Diêu Vĩ Phong ở bờ Bắc từng nói với Bạch Tiểu Thuần, nếu Bạch Tiểu Thuần có cơ duyên, nói không chừng có thể ở Linh Từ Si cùng nguyên từ Châu Thượng, cảm nhận được lực nguyên từ, lĩnh ngộ ra bí pháp dẫn xích của Linh Khê tông, cũng chính là bởi vậy trước đây Bạch Tiểu Thuần từng tốn rất nhiều thời gian đi cân nhắc. Mặc dù cuối cùng vẫn không có manh mối, nhưng lại làm ra dẫn xích cầu khiến y phục của người ta bị xé rách, mà trí huyễn hình thành khói độc sớm nhất, cũng chính là Bạch Tiểu Thuần lấy lực dẫn đẩy sương mù xung quanh, khiến cho bạo phát, cho đến sau đó, Bạch Tiểu Thuần cũng bỏ qua nghiên cứu đối với lực dẫn. Nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, nhiều năm sau, ngày hôm nay, ở tinh không cách xa tiên vực vĩnh hằng này, bên trong trí bảo chúa tể này, Khu vực dòng các chảy thời gian bản nguyên, hắn cuối cùng lại cảm nhận được lực dẫn, tuy có khác nhau, nhưng sự khác nhau này cũng không phải quá lớn, điều này khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, lúc này liên tục hít mấy hơi thở, ở nơi đó trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn lại nhắm mắt cảm ngộ. Cho đến sau một hồi, hắn mở mắt ra, trong mắt chấn động còn mãnh liệt hơn so với trước, thực sự là lực dẫn. Ta sẽ không nhận nhầm bạch tiểu thuần cảm thấy tâm thần rất loạn trước đó hắn cho rằng mình phát hiện là thời gian nhưng hiện tại sau khi ý thức được là lực dẫn ở trong đầu bạch tiểu thuần lực dẫn cùng thời gian hắn từng cho là hai từ không có liên hệ với nhau nhưng ở trước mắt hắn chúng lại dung hợp trùng điệp cùng nhau đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra bạch tiểu thuần cảm thấy mờ mịt sau một lúc lâu hắn chợt đứng lên lúc này ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là muốn tìm ra đáp án cùng liên quan giữa hai bên. Dưới tốc độ chảy gấp trăm lần, Bạch Tiểu Thuần không lựa chọn. Hắn đỏ mắt, lấy thần thức trực tiếp liền tìm được một dòng cát chảy tốc độ gấp 500 lần, tiếp tục cảm ngộ. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần lại tìm được một dòng cát chảy gấp ngàn lần. Ở trong sự tăng cao không ngừng này, Bạch Tiểu Thuần tìm kiếm đối với lực dẫn, càng thêm rõ ràng. Cho đến khi hắn từ gấp 1.000 lần đổi lại thành gấp 3.000, 5.000, 8.000, cuối cùng, thời điểm Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên dòng cát chảy tốc độ gấp 8.000 lần, trong mắt của hắn lộ ra hào quang sáng ngời, lực dẫn, có thể thay đổi thời gian trôi qua. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đối với điều phán đoán này, cực kỳ xác định. Hiện tại thần sắc của hắn có chút mệt mỏi rã rời, nhưng sau khi kiên định với phán đoán của mình, hắn quay đầu lại, đi tìm một ít dòng cát chảy có tốc độ chảy gấp 10 lần, cho đến khi trong đầu hoàn toàn hiểu ra được mối quan hệ giữa lực dẫn cùng thời gian, lực dẫn càng lớn, tốc độ của dòng thời gian lại càng chậm sự phát hiện này khiến cho bạch tiểu thuần phấn chấn hắn đã quên mất suy nghĩ bản thân mình muốn tìm chìa khóa dường như hắn trở lại thời điểm đã từng đi nghiên cứu đang dược lúc này vừa có sự phát hiện này những vấn đề mới lại xuất hiện như vậy dẫn lực là xuất hiện như thế nào vấn đề này trước đây bạch tiểu thuần thấy phức tạp nhưng trong giờ phút này trong thế giới đặc biệt bạch tiểu thuần hạ quyết tâm lại đi vào từng khu vực cắt chảy ở đây dưới sự tìm kiếm không ngừng mỗi ngày lại trôi qua. Không biết qua bao lâu, toàn thân Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi, trong mắt mờ mịt. Hắn tìm hồi lâu, cũng vẫn không có cách nào biết căn nguyên lực dẫn xuất hiện, cho đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn rơi vào trên một chỗ cát chảy kích thước chừng trăm trượng phía trước. Đó là một chỗ cát chảy, tốc độ chảy gấp vạn lần. Nếu như đổi lại là Bạch Tiểu Thuần lúc vừa mới tiến vào, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại cát chảy gấp vạn lần này nhưng hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã gần như si mê. Chỉ là liếc mắt thoáng nhìn, trong nháy mắt hắn lại vọt tới, trong nháy mắt khi bước vào dòng cát chảy trăm trượng này, ngồi xuống khoanh chân cảm ngộ, toàn thân Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chấn động. Cuối cùng lại vào giờ phút này, bên tai của hắn hình như mơ hồ, truyền đến từng tiếng nỉ non, tiếng nỉ non này rất nhỏ, lại mơ hồ, giống như từ trong năm tháng bay tới, giống như là một nam nhân đang nói chuyện. Nhưng cụ thể lại nghe không rõ bất kể bạch tiểu thuần nghiêm túc lắng nghe như thế nào cũng vẫn như vậy nhưng hết lần này tới lần khác giọng nói này xuất hiện cuối cùng lại khiến cho tuyên cổ quyển của bạch tiểu thuần vào giờ phút này trở nên sống động nhất từ trước tới nay thậm chí ngay cả tốc độ dòng thời gian ở bốn phía xung quanh cũng có một ít khác biệt quan trọng hơn là bạch tiểu thuần chú ý những gợn sóng của lực dẫn này cuối cùng lại ở trong âm thanh vang vọng xuất hiện biến hóa rất nhỏ tất cả những điều này khiến cho thân thể bạch tiểu thuần chấn động Mặc dù nghe không rõ, nhưng hắn đã có loại trực giác mãnh liệt, trong lời nói này hình như chính là đáp án hắn khát cầu trong khoảng thời gian này. Mắt bạch tiểu thuần chợt mở ra, sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Khi hai mắt hắn lại khép lại, mở ra, trong mắt của hắn lộ ra sự quyết đoán cùng kiên định. Thoáng một cái, thân thể hắn cuối cùng lại lựa chọn một chỗ cắt chảy chỗ kích thước chừng 200 trượng, tốc độ chảy nơi đó là hai vạn lần, nơi đây sóng dao động lực vẫn càng rõ ràng hơn. Chỉ là tiếng nghĩ non này mặc dù cũng rõ ràng hơn một ít, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không cách nào nghe rõ ràng cụ thể. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, hoàn toàn không có một chút do dự, lại lựa chọn. 300 trượng, 400 trượng, 500 trượng, nhưng mãi cho tới 800 trượng, âm thanh này vẫn là như vậy. Bạch Tiểu Thuần đã phát cuồng. Hắn đơn giản trực tiếp lựa chọn các chảy 1.000 trượng. Đây là tốc độ dòng thời gian chảy gấp 10 vạn lần, rõ ràng, ở bên cạnh dòng các chảy nghìn trượng này, âm thanh này đã rõ ràng hơn không ít, chỉ là vẫn còn là không có cách nào tìm kiếm được cụ thể. Chỉ có điều ở trong tốc độ chảy gấp 10 vạn lần này, Bạch Tiểu Thuần dần dần phát hiện, lực dẫn xuất hiện, hình như không phải cố định. Dường như có chút quan hệ cùng với mình tới gần. Sự phát hiện này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bắt đầu không ngừng tăng cao ở trên tốc độ chảy này, dòng cát chảy 2.000 trượng, 3.000 trượng, 4.000 trượng. Bạch Tiểu Thuần lựa chọn càng lúc càng điên cuồng. Ở trong sự truy tìm này, cử chỉ của hắn giống như điên rồ, đang không ngừng tăng cao, dần dần vượt qua các chảy vạn trường. Tốc độ dòng chảy thời gian ở chỗ này đã đạt đến hơn trăm vạn lần rất nhiều, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn còn không rõ được nội dung trong âm thanh. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần tăng cao, âm thanh này đều sẽ rõ ràng hơn không ít. Chỉ là dường như ở giữa cách một tầng vách ngăn nhìn không thấy. Cho dù đối phương ở sau vách ngăn hô to, trước sau cũng truyền vào không quá nhiều, trừ phi là có thể phá vỡ vách ngăn lại hoặc là đến một cách chảy đủ để có thể phá ra vách ngăn mới có thể, Bạch Tiểu Thuần thở gấp hỗn hển. Âm thanh này không ngừng ở quanh quẩn ở bên tai hắn. Sự lựa chọn của hắn cũng càng lúc càng kinh người. Từ vạn trượng biến thành ba vạn trượng, lại tăng cao đến sáu vạn trượng, cuối cùng càng đạt tới tám vạn trượng. Độ cao các chảy này, tốc độ của dòng thời gian đã đến mức khủng khiếp tám trăm vạn lần. Điều này đại biểu Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh các chảy cảm ngộ ba tháng, bên ngoài mới qua một hơi thở. Nhưng dù vậy, hắn cũng không rảnh đi phán đoán, điểm lựa chọn các chảy thời gian tham khảo, rốt cuộc là nơi đây, hay bên ngoài, có nên hắn đối mặt với nguy hiểm, cũng từ từ tăng lên. Một khi đi vào bên cạnh các chảy nghịch chuyển, lại chẳng khác nào hắn ở nơi này một hơi thở, bên ngoài lại đi qua ba tháng, chỉ là thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đã rơi vào mê hoặc đối với lực dẫn. Cũng may hắn còn có một tia lý trí. Sau khi vượt quá vạn trường, hắn cũng sẽ không dừng lại quá lâu ở bất kỳ một các chảy nào. Sau khi phát hiện vẫn là không có cách nào nghe rõ, hắn lại lập tức rời đi. Có lẽ cho dù là như vậy, cũng vẫn phải đối mặt với phiêu lưu, nhưng thu hoạch cũng cực lớn. Mặc dù không có cách nào nghe rõ được âm thanh này, nhưng ở trong tốc độ chảy không ngừng tăng cao này, hiểu rõ cùng phán đoán của Bạch Tiểu Thuần đối với lực dẫn, cũng hoàn toàn không giống với trước kia. Lực dẫn là bởi vì hư vô uống lượng do đó hình thành. Uống lượng này không phải là quy định, là bởi vì ta tới gần chỉ có khi ta tiếp cận các chảy thời gian mới có thể thay đổi nếu ta không tới gần bọn chúng là tương đối ngừng lại bởi vì ta tới gần cho nên hình thành uốn lượng cho nên hình thành lực dẫn cho nên khiến cho tốc độ chảy thời gian xuất hiện biến hóa sở dĩ tốc độ những các chảy này chảy khác nhau không phải là bởi vì ta là bởi vì chúng giống như không phải một cá thể có không gian khác nhau tinh không khác nhau do đó cũng lại có lực dẫn cùng tốc độ dòng thời gian khác nhau bạch tiểu thuần hít thở ngừng lại tư duy lại thay đổi thật nhanh. Những đáp án này đều do hắn lần lượt thử, chậm rãi lục lọi đi ra. Lúc này hắn đứng ở trên dòng cát chảy tám vạn trường, phóng tầm mắt nhìn lại. Toàn thế giới, chỉ có một dòng cát chảy, vượt qua vật dưới chân hắn, đó chính là ở phương xa, khu vực trung tâm thế giới này, nơi đó sừng sững một dòng cát chảy, khổng lồ hơn 10 vạn trường, nơi đó tốc độ chảy là bao nhiêu, Bạch Tiểu Thuần đã không có cách nào phán đoán được. Nhưng hắn hiểu rõ, nếu nói ở thế giới này, thật sự có một nơi có thể nghe được tiếng nỉ non này, như vậy ngoại trừ các chảy cao nhất này ra, lại không cái khác, cùng với kéo dài thời gian không ngừng thay đổi lựa chọn, không bằng cuối cùng trực tiếp đi đến đó. Kể từ đó, mặc dù nhìn như nguy hiểm, nhưng ở trên trình độ nào đó mà nói, cũng lẫn tránh phiêu lưu, trong sự trầm mặc, trong mắt bạch tiểu thuần đỏ bừng, thân thể ầm ầm, lao thẳng đến dòng các chảy kinh thiên phía xa này. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lưu tinh trực tiếp xẹt qua trời cao. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần đã đến bên cạnh dòng cát chảy lớn nhất này. Hắn vừa tiến tới gần, tốc độ dòng thời gian nơi đây lại lập tức khiến cho toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.